Vô Cực cũng là hồi tưởng lại sư tôn giao phó, cầm nắm chặt. Tu vi lại có thể như vậy nhỏ. Nhìn trước mắt cái này liền quá chân cảnh đều là chưa từng đạt tới thiếu niên, Vô Cực khóe miệng nâng lên vẻ khinh thường. Trong lòng bàn tay quạt xếp ngay tức thì khép mở, cuồng bạo uy áp làm phần bố cáo bên ngoài thần vũ điện lão ra tất cả giật mình. Thái thần học trò đều như vậy khủng bố, vậy thái thần là cường đại cỡ nào? Xem ra thái thần đệ tử, không một cái đèn cạn dầu. Ta đây muốn xem, người có thể ở này cùng dưới sự uy áp, kháng bao lâu? Vô Cực tâm niệm vừa động, khí thế ngay tức thì bùng nổ. Sư huynh, ngươi là muốn cùng ta so tài sao? Chu Huyên gãi đầu cười một tiếng, vui mừng không sợ. Cái gì? Thần vũ điện lão ra trợn to trong mắt, liền hắn thời khắc này trạng thái đối mặt Vô Cực uy áp, đều là khó mà dâng lên ý niệm phản kháng, vậy thiếu niên lại là coi thường uy áp. Đầu tiên là coi thường Thúy Lâm đại trận, lại là coi thường cái này cùng uy áp. Chu Huyên ở thập kiếp thần ma tháp bên trong chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên cơ duyên? Diệp thần cùng Chu Huyên quen biết chính là hồi lâu trước, không hề hiểu được từ mình cái này huynh đệ còn có thiên phú như vậy. Diệp thần không biết là, Chu Huyên ở thập kiếp thần ma tháp tiếp nhận thống khổ và hành hạ, vượt xa cái này cùng uy áp. Thậm chí, để cho hắn võ hồn dị biến. Ừ, chuyện gì xảy ra, Linh Cực cũng là phát hiện không đúng, làm sao có thể có người coi thường uy áp. Tâm niệm vừa động, Linh Cực cũng là đầu ngón tay lần nữa rút huyền, lúc trước một kích kia nổ người khác huyền âm lần nữa tới. Ồ, Chu Huyên nhưng là làm như không nghe, thẳng một quyền đánh phía Vô Cực, Linh Cực thần âm, đối hắn cũng là chút nào không ảnh hưởng. Vô Cực hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế ra tay, lắc người một cái, Chu Huyên một quyền đánh ở trong không khí, mình lảo đảo ngồi trên mặt đất. Vèo, một đạo thần mang phóng lên cao. Vô Cực cùng Linh Cực chợt thu tay lại, cung kính thua lập. Thái thần sơn cửa, chiêu cáo thiên hạ. Chu Huyên là bổn tôn tọa hạ đệ tử quan môn, đám người tu giả đều biết, người này xuất quan ngày, chính là ta lại xuất hiện lúc. Thái thần thân hình chưa từng hiển lộ, nhưng là rơi xuống thần dụ. Dựa vào cái gì? Có người lớn tiếng hò hét, thái thần một lời, tan vỡ đám người cơ duyên mộng. Chỉ là bất mãn tiếng chuyện dậy ngay tức thì. Chính là kinh hãi tiếng vang lên. Thái thần sơn trước lỗ mãng, đoạt các ngươi tu vi 10 năm. Chỉ là một đạo thần dụ, chính là bị miễn cưỡng lột đoạt đi cao nhất tu vi. Linh Cực cùng Vô Cực dẫn đầu gật đầu lên tiếng đáp lại, cẩn tuân thần dụ. Đám người bên trong, lại không có phản đối bất mãn tiếng truyền tới, từng đạo hạo hàn tiếng vang khắp chân trời. Cẩn tuân thần dụ. Các vị, có thể rời đi. Linh Cực giao cầm hóa sáo. Một khúc tấu vang, lúc trước còn ở xem cuộc chiến đám người ngay tức thì xuất hiện ở năm đỉnh các nơi. Nơi đây một khắc, như là hoàng lương một giấc mộng, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh. Chỉ có Diệp Thần còn đang Thúy Lâm núi phần bố cáo bên ngoài, Vô Cực cùng Linh Cực nhẹ giọng mở miệng nói, Diệp Thần tiểu hữu, sư tôn muốn gặp ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đi theo Vô Cực cùng Linh Cực cái này hai vị thái thần đệ tử, xuyên qua Mộc Lan chỗ sâu. Một tòa nhìn như cỏ hoang mọc tùm bỏ hoang sân bên trong, Chu Huyên đang gãi đầu đang suy nghĩ cái gì. Sư tôn nói, Chu Huyên còn có một số việc nhớ tới chưa từng cùng ngươi nói đạt tới, đã dặn dò qua, chuyện ngươi có thể tự đi rời đi, thái thần sơn cửa cũng đem khép kín. Khép kín? Diệp thần nghe vậy, có chút không biết duyên vì sao lên, nhưng thái thần làm việc gần đây thần bí, liền cái này hai vị đệ tử thân truyền, xem thần tình, hiển nhiên cũng là không được trong đó mấu chốt. Nhưng lúc trước loáng thoáng nghe thái thần trong miệng nói đại thế, không biết đúng hay không cùng này có liên quan. Linh Cực cùng Vô Cực cũng là không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, không cùng Diệp thần lần nữa truy hỏi, thân hình cũng đã là hóa thành đạo đạo khinh yên, chậm rãi tiêu tán, trước khi đi, vẫn là không quên giao phó Chu Huyên, một ngày làm hạn định, xem ngươi độ tiến triển. Diệp thần lúc này mới theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Huyên đứng ở giữa sân, hướng về phía dưới chân mọc tùm cỏ dại. Chăm chú nhìn liếc mắt. Thậm chí liền Diệp thần đến, đều là chưa từng phát giác, nếu không phải cuối cùng vậy một tiếng dặn dò, thiếu niên vẫn là đờ đẫn không nghe thấy. Chu Huyên, ngươi ở nơi này nhìn cái gì chứ? Diệp thần tiến lên hỏi nói. Sư huynh đã thông báo, nói viện tử này ngày sau chính là ta cuộc sống thường ngày chi địa, chính thức gặp mặt sư tôn trước, muốn ta cầm khu vực này, xử lý sạch sẽ. Chu Huyên khó khăn được cau mày.
đoạn đường này tới cùng Diệp Thần nghe không thiếu ở thiên cung chi địa nghe thấy, phần lớn đều là kinh tâm động phách, sống chết đánh giết cục, đối với như thế cái võ si mà nói, có thể nói nhiệt huyết dâng lên. Nhưng nói tới cái này quét dọn vệ sinh, nhưng là nơi nơi tâm bất cam tình bất nguyệt. Cái này trong viện tử, có trận pháp lực bồi bổ, linh lực coi là thật dư thừa. Diệp Thần tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới mới vừa Thái Thần Sơn Chu Uyên đủ loại biểu hiện, vậy lúc này thư thái. Quả thật, thằng nhóc này dưới mắt thiếu nhất không phải mạnh mẽ sát phạt chiêu thức, mà là xác thật kiến thức cơ bản. Cỏ dại này, ta cũng rút nửa giờ, công tử, ngươi xem. Chu Uyên không nói lẩm bẩm một tiếng, chỉ gặp thiếu niên vậy bên phải đầu ngón tay nước bùn chưa nâng lên, trong lòng bàn tay cỏ hoang sức sống không tán, ở dưới chân, ngay chớp mắt cũng là gió xuân thổi lại xảy ra. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, đây đối với linh lực cũng nắm trong tay không hoàn toàn Chu Uyên mà nói, đích xác là thô bạo nhất đơn giản thực tập, cũng có thể mài hắn hấp tấp tâm tính, thật là một lần hành động hay được. Cái này, ta cũng không giúp được ngươi. Nhìn thấu không nói phá, nơi đây Thái Thần Sơn phong môn, ngày khác vừa gặp chẳng biết lúc nào, Diệp Thần nhìn trước mắt chủ trừ mãn trí nhưng lại rất nhanh ủ rũ cúi đầu Chu Uyên, cũng là hiểu ý cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới hỏi nói. Mới vừa ngươi vậy hai vị sư huynh nói ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Diệp Thần hỏi, Chu Uyên nhìn về đầy sân phân dương ánh mắt lúc này mới thu hồi, chợt nhìn thẳng Diệp Thần, trầm giọng nói. Công tử, ta có thể nhìn ra, ngươi và lão nhân kia cũng không phải chân tránh bằng hữu. Một lời điểm ra, Chu Uyên chặt nói tiếp, cho nên có mấy lời ta chưa nói, liên quan tới thập kiếp thần ma tháp sự việc. Ừ, Diệp Thần chăm chú nhìn. Xem ra Chu Uyên quả thật biết được một ít nội tình. Trên lưng người xuất hiện cái đó cổ văn, cũng chính là thập kiếp thần ma tháp bên trong tòa kia quan tài đồng xanh, rất có thể cùng một nơi gọi là bỏ đời tuyệt cảnh địa phương có liên quan. Cái gì? Một khắc sau, Diệp Thần kinh hãi. Bỏ đời tuyệt cảnh. Cách lâu như vậy, hắn lại một lần nữa nghe được bỏ đời tuyệt cảnh cái này bốn chữ. Hay là từ Chu Uyên trong miệng biết được? Hắn một lần quên bỏ đời tuyệt cảnh chỗ này, giờ phút này lần nữa nghe được, để cho hắn bừng tỉnh mấy phần. Ban đầu bỏ đời tuyệt cảnh vị kia thủ hộ giả đã cho mình cơ duyên, cũng cùng bản thân có qua ước định, thậm chí ở Kim Thư Tuệ địa phương, còn bất ngờ lấy được luyện thần đỉnh. Mà luyện thần đỉnh liền cùng vậy bỏ đời tuyệt cảnh có rất lớn liên quan. Đây là trước mắt nắm giữ chỉ một đầu mối. Luyện thần đỉnh bị dung nhập vào thân thể sau đó. Diệp Thần liền lại chưa nghe nói qua bỏ đời tuyệt cảnh chỗ này. Dựa theo hôm nay thực lực, mình chắc có tư cách tiếp xúc nơi đây. Chu Uyên, ngươi còn biết cái gì? Chu Uyên suy nghĩ một chút, tựa hồ đang cố gắng vuốt thuận mình đầu óc bên trong một ít hỗn loạn trí nhớ. Ừ, ngươi lúc trước thu thập hết vậy tà hồn, có thể cũng không phải là hắn căn nguyên, thập kiếp thần ma tháp, danh như ý nghĩa, hẳn là trấn áp thần bí kia quan tài đồng xanh địa phương. Cái tên kia hẳn là bị quan ở giữa hắc mang cắn nuốt tâm thần, vạn năm phai mờ hồn, lúc này mới có ngươi nhìn thấy vậy tà hồn. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, suy nghĩ luôn mãi sau đó, nhìn về Chu Uyên, những thứ này ngươi là làm sao biết? Lúc trước công tử vì cứu ta, dùng thủ đoạn nào đó niêm phong liền tất cả thần hồn, bảo vệ ta trở về vị trí cũ, ngươi có thể còn nhớ. Chu Uyên mở miệng nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Lúc trước bọn họ cùng 18 người thần hồn tất cả đều bị vậy không biết tên tà hồn chiếm cứ, vì cứu Chu Uyên, lúc ấy vận dụng võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực, đem từng cái chóc. Chính là khi đó, ta thấy được tất cả người thần hồn ở giữa một món trí nhớ, hẳn là như vậy không sai. Chu Uyên đáp lại, trong mắt bên trong lại là thoáng qua từng tia nghi ngờ, giống như là đang suy tư chút gì. Có một bộ bản đồ, ta lúc trước còn không rõ ràng. Cho đến hôm đó 18 đạo thần hồn dung hợp ngưng kết lại chóc, ta thấy được hoàn chỉnh toàn cảnh. Chu Uyên chợt nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, tùy ý cầm lên sân bên trong nửa cần nhánh cây. Thuận thế tại chỗ lấy cưỡi ngựa thế múa lên, một bộ bản đồ đường danh chậm rãi phác họa ra. Chính là như vậy, không sai. Lần nữa mở mắt, Chu Uyên nhiều lần xác nhận không có lầm, rồi mới hướng Diệp Thần mở miệng khẳng định nói. Chẳng lẽ vậy tà hồn? Còn có một ít ẩn núp bí mật. Mà bí mật này và bỏ đời tuyệt cảnh liên quan lên. Diệp Thần cau mày, nhưng giờ phút này đã là chết không có đối chứng. Không, tên kia không như thế dễ dàng vẫn diệt, 18 đạo thần hồn mỗi người trở về vị trí cũ, vậy nó thì sao?
Chu Huyên tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, lắc đầu một cái, ném ra một cái trái bom nặng ký. Không tệ, vậy 18 đạo thần hồn bị chóc sau đó, tự động trở về vị trí cũ, như vậy vốn là tà hồn đâu. Nhìn trước mắt một bộ bản đồ, bỗng nhiên, lau một cái kim mang chợt nổi lên, chỉ hướng Chu Huyên miêu tả đường danh một chút. Là cái vị trí kia. Diệp Thần cười khanh khách, cái này kim mang từ đâu tới. Chu Huyên lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần ấn đường chỗ, một đạo kim sắc dấu vết yếu ớt chớp động. Đó là trong óc luyện thần đỉnh chập chờn. Sau đó sau lưng quan tài đồng xanh hội tụ cổ văn xăm lần nữa hiện ra, Diệp Thần chỉ cảm thấy sau lưng một hồi đau nhói, vậy giữa lông mày kim mang dấu vết chính là sau đó tiêu tán đi. Xem ra chỗ này, ta là không đi không thể. Sau lưng thần bí quan tài đồng xanh khắc vẽ chữ viết, Diệp Thần có thể xác định là không rõ vật không thể nghi ngờ, xem ra giải khai kiếp này, ngay tại trên bản đồ kia một chút. Chắc chắn liền ý niệm, Diệp Thần chợt xoay người hướng về phía Chu Huyên cười một tiếng, xem ra thần hồn dung hợp trong nháy mắt đó trí nhớ, thật là giúp ta bận rộn, ta biết, sẽ đi chỗ này xem nhìn. Ta cũng muốn đi, như thế địa phương thần bí, nhất định là có tên lợi hại. Chu Huyên thất vọng lắc đầu một cái, làm một tên hợp cách võ si, hắn thời gian đầu tiên cũng không phải là lo lắng Diệp Thần an nguy, ngược lại thì muốn đánh nhau. Vậy sợ rằng ngươi là không có biện pháp, bất quá, ngươi lúc trước không phải la hét muốn cùng ta so tài sao? Hôm nay liền thử một lần. Diệp Thần cười một tiếng, hướng về phía Chu Huyên nói. Ừ, thật không, Chu Huyên nghe vậy, trước mắt phút chốc sáng lên. Không lâu lắm. Kêu rên tiếng chính là vang khắp cả tòa sân. Vậy tiểu tử, làm như vậy có tính hay không là cho Chu Huyên ăn gian? Vô Cực như có điều suy nghĩ hướng về phía một bên chém linh củi linh cực mở miệng nói. Sư tôn để cho hắn thời gian ngắn nắm trong tay như vậy linh lực, vốn là gây khó khăn, Diệp Thần giúp hắn như vậy một cái, khai thông kinh mạch, cũng ở đây tình lý bên trong. Vô Cực cũng là nhún vai, trong tay quạt xếp khép mở, một miếng tiếp một miếng. Lại nữa nhìn xem một bên linh cực, mà là tròng mắt nhẹ nhàng khép lại, bên tai loáng thoáng vẫn là truyền tới Chu Huyên kêu gào như giết heo vậy. Chu Huyên, chờ ngươi xuất quan. Diệp Thần sửa sang lại mấy phen vạt áo, vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng về phía trên đất tê liệt ngã bóng người mở miệng cười nói. Công tử, ngươi ra tay quá nặng, vậy tê liệt ngã xuống đất bóng người rõ ràng một hồi co quắp, miệng không thể nói, sưng mượt mà liền mấy vòng gương mặt bên trên. Híp lại thành một kẽ hở mà khóe mắt liếc xéo trước Diệp Thần, đọc nhấn rõ từng chữ hoàn chỉnh nói, công tử, ta sẽ vượt qua ngươi. Nhìn Diệp Thần vậy dần dần biến mất ở cuối tầm mắt bóng người, ngồi dưới đất Chu Huyên cái này mới chậm rãi đứng dậy, cầm hai quả đấm nói, vẫn là kém quá xa, chờ lần sau gặp lại, nhất định đuổi kịp công tử. Chỉ có như vậy, tài có thể trợ giúp công tử. Cùng lúc đó, một chỗ khác, trưởng giáo, Huyết Ma Tông cùng Tu La Tông tông chủ. Ở đại sảnh nghị sự chờ đã lâu. Thiên cung chi địa, xây lại thiên cung thần giáo đã chiêu cáo thiên hạ, tất cả đệ tử đều có thể trở về sơn môn, còn như Ngô Ngọc Chi cùng đệ tử nòng cốt, vẫn đang cố gắng tu luyện, kỳ vọng lấy tuyệt đối thực lực trở lại sơn môn. Nhưng ông già này, thấy thái thần thời điểm, sợ vỡ mật, đây là nghĩ đến nịnh hót tới hiến tốt lắm, trước lạnh nhạt thờ ơ bọn họ đi. Thiên Tuyết Tâm tiện tay ngăn lại. Thờ ơ nói, thiên cung thần giáo các đệ tử gần đây tới có từng có chút trở về. Bẩm báo trưởng giáo, đệ tử nội môn lục tục trở về, không thiếu bọn nhỏ cũng kỳ vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Ba ngày sau đi, cũng nên là thời điểm gây dựng lại thiên cung thần giáo, đến lúc đó mời thiên cung chi địa tất cả thế lực tới, thất lạc thời không khu vực, nhân tộc liên minh trật tự cũng đem xây lại. Nhẹ khẽ vuốt che chán, lại là dặn dò một ít cái khác vặt vãnh công việc. Thiên Tuyết Tâm cái này mới có thể bận bịu bên trong trộm rảnh rỗi một lúc. Tu La Tông, Huyết Ma Tông. Cái này hai tên trong hồ lô cũng không biết bán thuốc gì, hôm đó Thiên Phong Các vừa gặp sau đó, chính là im hơi lặng tiếng, hôm nay lại là tới cửa, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Cô bé, không cần lo lắng, mấy tên này tới, nhưng mà cùng ngươi tốt như thế. Không gặp người, trước nghe tiếng, sán màu vàng kim hồ lô kẹp theo một hồi nồng nặc rượu ngon mùi bay tới. Đình đài chỗ cuối, mặc miếng và áo quần cụ già đi tới, còn không mong tay phải vạt áo xóa đi khóe miệng rượu tí hành động, lấy lễ đãi người. Ừ, tiền bối hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới đây? Đối với cái này trợ giúp Diệp Thần trợ cứu mình tôn linh thiên tộc tôn lão,
Thiên Tuyết Tâm ngược lại cũng là còn lấy lễ. Lão nhân cười cười, hai tay chắp sau lưng, nói tiếp, Huyết Ma Tông cùng Tu La Tông, chắc là nghe nói Thái Thần Sơn chuyện, cái này mới tới đi. Thái Thần Sơn, cái này mấy ngày, đắm chìm trong thiên cung chi địa trật tự xây lại vòng xoáy bên trong, Thiên Tuyết Tâm đối với Thái Thần Sơn tin tức, chưa từng tận lực hỏi thăm. Diệp Thần nghe là mang về Thái Thần bổ nhiệm người, đã chiêu cáo thiên hạ, thu hắn là quan môn đệ tử, tại chỗ muôn vàn tu giả đều là chấn động, lại là có phản đối tiếng truyền ra, bị chấn nộ Thái Thần rơi xuống thần phạt, lột tu vi. Cái này mấy tông người, là sợ đắc tội liền Diệp Thần cùng ngươi, hẳn là tới lên tiếng ủng hộ, âm ma thánh điện thất thế, việc cần kíp nhất định là chọn lựa mới minh chủ, cái này cùng hiến tốt cơ hội, những thứ này lão du điều, làm sao bỏ được thả qua. Tôn lão cười hắc hắc, một bộ đã sớm nhìn thấu thế sự hình dáng. Ta dự liệu Diệp Thần kém không nhiều cũng nên trở về, ngươi làm việc trước ngươi, không cần quản lão phu. Mắt thấy phía dưới người liền nói mấy câu công phu đều là cho không được Thiên Tuyết Tâm, một hồi báo cáo sắp thành thiên tình huống, một hồi thống kê thiên cung thần giáo chiến tổn, bận bịu được không thể tách rời ra. Thiên Tuyết Tâm đành phải không biết làm sao lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là nghe được Tôn lão một tiếng nhẹ hổ tới. Vừa dứt lời, Diệp Thần bóng người chính là từ xa xa biến dạng hư không tới. Diệp tiểu tử, không hổ là lão phu chọn chúng người. Tôn lão nói xong không quên gỡ vuốt mình vậy bạc trắng râu tóc, cười sang sảng nói. Rất hiển nhiên, hắn là chỉ Thái Thần thu học trò là một. Thiên Tuyết Tâm thấy Diệp Thần trở về, mấy ngày qua bình tĩnh dị thường con mắt bên trong, xông ra tí ti rung động, mở miệng nói, ngươi còn biết trở về. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta trở về là có một số việc suy nghĩ rõ ràng một tí. Một bên Thiên Tuyết Tâm nghiêm sắc mặt nói, ta cũng biết, không có sao ngươi là sẽ không tới nơi này. Diệp Thần than thầm một tiếng, bỏ mặc là địa phương nào, đều là khó thoát người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển cái này một không đổi luật sắt. Bỏ đời tuyệt cảnh, ngươi có thể từng nghe nói qua chỗ này. Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Hắn vốn định câu thông Nhâm Phi Phàm thẩm vấn chuyện này, nhưng Nhâm Phi Phàm cũng không truyền tới tin tức, dưới mắt, Thiên Tuyết Tâm và Tôn Lão là duy nhất hắn có thể lấy được nhiều tin tức hơn đường dây. Thiên Tuyết Tâm vẻ mặt phức tạp, tựa hồ cố gắng ở trí nhớ khai thác cái này bốn chữ, ngược lại là một bên Tôn Lão nghe vậy, chân mày cau lại, không nói. Thật giống như ở đâu đã nghe qua, nhưng thời gian quá lâu, không nhớ rõ. Thiên Tuyết Tâm nhiều lần suy tư, mở miệng đáp lại. Diệp Thần im lặng, Thiên Tuyết Tâm mặc dù là thực lực rất mạnh, nhưng rất ít đi ra ngoài lịch luyện, ra đời trải qua so với Diệp Thần, cũng là phong phú không đi nơi nào. Tôn Lão. Diệp Thần tiếp liền khẽ hô mấy tiếng, trước mặt cụ già từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ho. Quen thuộc tức sau đó, cụ già phục hồi tinh thần lại, trên dưới nhìn xem Diệp Thần mấy lần, chợt mở miệng nói, Diệp tiểu tử, chỗ này liên lụy khá sâu, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Cho dù là ta Tôn Linh Thiên tộc, cũng không muốn trêu chọc nơi đây nhân quả. Diệp Thần trong lòng giật mình, liền gần đây lấy tiên tri biết trước không gì không thể Tôn Linh Thiên tộc cũng kiêng kỵ nhân quả. À, Diệp Thần khẽ than một tiếng, ta có bất đắc dĩ nguyên nhân. Cười khổ một hồi, Diệp Thần xoay người, rút đi trên người y sam, ban đầu, bên người Thiên Tuyết Tâm thượng là khuôn mặt đỏ lên, không cùng nàng mở miệng, một màn kinh khủng chính là nhảy vào mi mắt. Một cái đại biểu đồng xanh cổ quan cổ văn xăm khảm khắc vào Diệp Thần sau lưng xương sống cốt bên trong, tựa hồ đã hòa làm một thể, cùng Diệp Thần máu thịt mạch lạc tương liên tiếp, trên đó mơ hồ tản ra màu đen dị mang, đều là rát ra một chút Diệp Thần tinh khí. Vật này làm sao tới? Tôn lão cũng là lớn là chấn động, này cùng không rõ vật, quả thực khủng bố, quỷ dị kia âm lãnh hơi thở, nhiếp nhân tâm phách. Diệp Thần đem thập kiếp thần ma tháp bên trong trải qua nói liên tục. Nghe được hai người chân mày vặn thành chữ xuyên, Tôn lão lại là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Cái này Thái Thần, lại đem như vậy nhân quả thêm thân tại ngươi. Hồi lâu sau đó, Tôn lão đột ngột toát ra như thế một câu nói, nghe được Diệp Thần sửng sốt một chút. Tôn lão lúc này mới bắt đầu giải thích, lấy hắn tu vi lịch duyệt, không thể nào không biết thập kiếp thần ma tháp nội tình, còn để cho ngươi đi trước, có thể tưởng tượng được, cái này sau lưng đổ dầu vô lửa chính là hắn. Hắn vì sao nhưng lại vào lúc này đóng cửa sơn môn? Cái này ban đầu, từ Diệp Thần bước vào Thái Thần Sơn một khắc kia, tựa hồ cũng bị sắp xếp xong xuôi.
Diệp thần, ta tùy ngươi cùng đi trước. Thiên Tuyết Tâm lúc này mở miệng nói, hết thảy các thứ này, đều là nàng đi Thái Thần Sơn tài đưa tới, nếu thật là mọi thứ nhân quả triền thân, nàng đối hắn áy náy. Thiên cung chi địa, không thể rời bỏ ngươi. Diệp thần chỉ là khẽ gật đầu một cái, lời nói dịu dàng tướng cự. Chu Huyên là huynh đệ ta, dù là không có ngươi, ta sớm muộn có một ngày cũng là sẽ đặt chân thập kiếp thần ma tháp. Xem tôn lão như vậy vẻ mặt, Diệp thần đã ý thức được liền vấn đề nghiêm trọng tính, như vậy hiểm cảnh, tuyệt không thể để cho Thiên Tuyết Tâm giao thiệp với. Ngày xưa thánh cổ di tích, hắn từng đã đáp ứng hết sức phong thống lĩnh, không để cho Thiên Tuyết Tâm dính lớn như vậy thế nhân quả, xem ra lấy bọn họ tu vi suy diễn, nhất định là biết được một ít nội tình, nhưng lại không thể nói rõ thôi. Cũng được, chính ta đi lần trước gặp tự nhiên sáng tỏ. Mắt gặp tôn lão làm khó, Diệp thần cũng là bất tiện lại hơn cầu, bản đồ đã thật sâu khắc ở mình đầu óc bên trong, lần đi một nhóm, các loại nhân quả hiện ra hết là được. Nhìn vậy làm bộ liền muốn rời đi bóng người, Thiên Tuyết Tâm một cái bước dài thì phải về phía trước, nhưng lại bị tôn lão vững vàng kéo. Cụ già thở dài một tiếng, từ từ mở miệng nói. Bỏ đời tuyệt cảnh, chính là vực ngoại, tử địa nhất. Chấn áp cả thiên đạo đều khó giết chết tồn tại. Diệp thần quay đầu lại, nhìn cụ già. Ta không biết nơi đây tồn tại bao lâu, cũng không người nào biết, hoặc giả là thiên địa sơ khai, hỗn độn thời đại liền có đi. Có chút thậm chí tu vi khám phá trình độ cao nhất, gần như bất tử bất diệt tồn tại, mà sinh linh như vậy, thế gian đã không cách nào diệt người, vẫn hồn. Chỉ có thể lấy vô thượng thiên đạo phong ấn, làm người ta mấy đời trông chừng chấn áp, mà một giới này, vốn là bị cao nhất người lấy thiên đạo vĩnh chấn, thế gian tung tích khó tìm. Tôn lão chậm rãi mở miệng, liền liền ta tôn linh thiên tộc vạn năm truyền thừa tới nay, cũng chỉ là đem coi là một cái chuyện thuyết phục. Không nghĩ tới, ngươi lại biết được bỏ đời tuyệt cảnh bản đồ. Cụ già ngưng trọng nói, Diệp thần, vô luận ngươi bản đồ này là thật là giả, như vậy nhân quả thứ cho lão phu không cách nào chịu đựng, toàn bộ tôn linh tộc cũng là như vậy. Cái này cùng hung cảnh không nên tích chữ đời, chúng ta cũng không thể ra sức. Ta khuyên nữa ngươi một lần, cho dù ngươi là luân hồi chi chủ, khí vận vô địch, nhưng dính nơi đây, tuyệt đối không phải chuyện tốt, nơi đây và thiên đạo, và thái thượng thế giới vạn khư thần điện, cùng với một ít ẩn núp trong bóng tối thế lực cũng có quan hệ, ngươi, tự cân nhắc đi. Tôn lão nặng nề mở miệng, Diệp thần đi trước, hắn ngăn trở không được. Diệp thần không thể nghi ngờ là lấy được rất nhiều hữu dụng tin tức, nhưng bàn cờ này, thật ra thì hắn đã sớm bước chân vào, không thể nào lùi bước. Ta hiểu ý, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp thần khom người một bái, mặc dù cụ già trong miệng tuyên bố nhân quả thêm thân, nhưng thủy chung là hắn theo dõi liền nửa tia thiên cơ, những tin tình báo này, đã cho Diệp thần trợ giúp lớn lao. Diệp thần, ngươi! Nhìn Diệp thần rời đi bóng người, Thiên Tuyết Tâm còn muốn nói gì, nhưng là bị cụ già thẳng ngăn lại, thu hồi trước mắt vậy một bộ ấm áp hình dáng, tôn lão quắc mắt quát lên. Cô bé, vô luận Diệp thần có thể hay không trở về, chuyện hôm nay, ngươi không nỡ đánh giỏ phân nửa, coi như là. Lời còn chưa dứt, trước mặt sắc mặt lão nhân xoẹt một trắng, một ngụm máu tươi ho ra, dù gì nói, không nghĩ tới cắn trả mạnh như vậy mãnh liệt. Một giới này, quả nhiên bỏ đời. Diệp thần rời đi sau đó, suy nghĩ một mắt trong đầu Chu Huyên cho bản đồ phương hướng, liền dự định biến dạng hư không đi. Sau lưng xăm, cuối cùng là gian nan khổ cực. Huống chi cái này bỏ đời chi địa, quan hệ đến đồ vô cùng nhiều. Thậm chí còn liên hệ vạn khư, không thể không đi. Nhưng vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, ngọc phù đột nhiên sáng lên. Đây chính là ban đầu cân nhắc quyết định chủ giao cho Diệp thần. Ngọc phù sáng lên lúc đó, chính là lên đường lúc. Xem ra, cân nhắc quyết định chủ đã chuẩn bị xong rồi. Diệp thần con người đông lại một cái, suy tính chốc lát, bỏ đời chi địa cùng với sau lưng xăm, xa không có giả thiên ma đế sự việc trọng yếu. Cái này bất hủ chi thành đối với hắn mà nói, là cứu giả thiên ma đế trong kế hoạch trọng yếu nhất. Chỉ có thông qua bất hủ chi thành không gian truyền tống trận, mới có thể lặng yên không một tiếng động, tốc độ nhanh nhất cứu ma đế. Nếu không, đối mặt vô thiên, mình chỉ sẽ một con đường chết. Không do dự nữa, Diệp thần liền hướng địa tâm vực đi. Nửa giờ sau đó, Diệp thần xuất hiện ở địa tâm vực, gặp được chờ đã lâu cân nhắc quyết định chủ. Mới gặp lại cân nhắc quyết định chủ,
Diệp Thần ngược lại là phát hiện cân nhắc quyết định chủ Tiểu Tụy rất nhiều, hắn hiếu kỳ nói, người mấy ngày nay trải qua cái gì? Cân nhắc quyết định chủ nhưng là lắc đầu một cái, không đề cập nữa, trước lên đường đi. Diệp Thần biết cân nhắc quyết định chủ tất nhiên chuyện gì xảy ra, nhưng nếu đối phương không nói, mình cũng không có truy cứu cần thiết. Sau đó hai người liền lên đường, xuyên qua vô tận cánh đồng hoang vu, ước chừng xé mười mấy tầng vách không gian, cái này mới được cái này bất hủ chi thành vòng ngoài. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thần mới rốt cục rõ ràng bất hủ chi thành vì sao cùng ngăn cách ngoại giới, bởi vì bản thân liền ở vào một nơi cực độ hoang vu vùng. Cái này mảnh không gian vòng ngoài, bão cát tàn phá, gió bão ngang dọc, người thường căn bản không cách nào tiến vào khu vực này. Hơn nữa Diệp Thần còn ở chỗ này phát hiện vô cùng đáng sợ dấu vết, giống như là loại nào đó sinh vật lưu lại, mười phần mơ hồ, đem cái này vòng ngoài đạo tắc toàn bộ hủy diệt. Những cái kia dấu vết một mực kéo dài tới vòng ngoài, đến trung tâm bão táp lúc liền ngưng. Xuyên qua gió bão sau đó, một phiến mờ tối trên vùng đất, thật mệt mỏi xương trắng, chất đống thành núi, vô cùng tĩnh mịch. Nơi này không có ánh sáng sáng, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Vậy bất hủ chi thành rốt cuộc có còn xa lắm không? Diệp Thần không khỏi hỏi. Hắn vận dụng luân hồi thiên nhãn, cũng không từng điều tra được tòa thành trì kia vị trí cụ thể, chỉ là dòm ngó thấy một ít hư không. Cân nhắc quyết định đứng đầu thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng, lần này hắn huyễn hóa thành võ giả nhân loại hình dáng, mặt mũi lộ vẻ được có chút bể dâu, mà lúc này hắn trong mắt hiện ra cẩn thận vẻ. Ta nhớ chỗ này địa phương trước kia cũng không có như này nhiều dị thường, kỳ quái. Giữa lúc cân nhắc quyết định chủ tự lẩm bẩm lúc đó, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu, xem đi một hướng khác, nơi đó có một đạo khí tức cường đại đang ép tới gần. Ngay sau đó chính là một cái như lợi kiếm vậy bén linh hồn lực lượng, càn quét tới, thật là phải đem cánh đồng hoang vu này bảo cát phách là hai nửa. Diệp Thần kéo cân nhắc quyết định chủ, biến dạng hư không lui đến ra ngoài trăm dặm địa phương, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát vậy một cái linh hồn kiếm. Ngang dọc kéo dài trăm dặm xa, có thể gặp cái này đạo thần hồn lực lượng có đáng sợ dường nào. Mới vừa rồi đó là vật gì, lại có thể liền ta cũng cảm nhận được liền chết uy hiếp. Cân nhắc quyết định chủ, thần sắc bộ dạng sợ hãi. Diệp Thần thực lực đã xưa không bằng nay, bằng vào chân thực sức chiến đấu, có thể ung dung giải quyết trăm gia cảnh hậu kỳ một ít đối thủ. Đụng phải nửa bước thiên quân, cũng có sức đánh một trận. Ở hắn hấp thu vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miện, cái này khác biệt tuyệt thế thần thuật sau đó, cho dù là đối mặt chân chính mới vừa bước vào thiên quân tầng thứ cường giả, cũng dám và hắn đánh một trận. Nhưng hiện tại, ước chừng một đạo linh hồn thần niệm, liền để cho hắn phát giác nguy cơ tử vong, đối phương linh hồn thực lực nên có nhiều đáng sợ, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Bất quá linh hồn người mạnh, vậy võ đạo thực lực đều có thể sẽ yếu. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo bóng người, từ kiếm khí kia trong đó chậm rãi đi ra. Hắn người mặc vào rộng lớn quần áo màu đen, cả người bao phủ ở hắc ám bên trong, mặt mũi âm trầm, lỗ mũi lại là thật cao nhô lên, hướng xuống cong, giống như mỏ đại bàng sắc bén như vậy tàn bạo. Mà hắn đôi tròng mắt kia chính là tử khí trầm trầm, không nhìn ra chút nào thần thái. Diệp Thần có thể tin chắc, cái này tuyệt đối không phải là đơn giản cao thủ, có lẽ đều không thể được gọi vì nhân loại. Ngươi là ai? Vì sao phải tới chỗ này? Ai cho phép ngươi tiến vào? Vậy áo bào đen nam tử mặt không đổi sắc, phát ra liên tiếp chất vấn, giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng. Diệp Thần nhìn xem cân nhắc quyết định chủ, người sau lập tức mở miệng nói, ta tới chỗ này, là muốn viếng thăm Âu Dương gia nhị tiểu thư, trong năm xưa cùng nàng từng có một đoạn ước định, cho nên tới đến nơi hẹn. Diệp Thần nghe được cái này tiểu thư Âu Dương tên chữ, trong mơ hồ vậy đoán được, người này phỏng đoán chính là năm đó cùng cân nhắc quyết định chủ từng có liên lạc bất hủ chi thành người trong. Bất quá nhưng là người nữ. Trong này ẩn giấu tin tức, chỉ đáng giá được ngoạn vị. Cân nhắc quyết định lúc nói lời này, là rất có phấn khích. Hắn rất rõ ràng Âu Dương gia tộc nhưng mà bất hủ chi thành lớn một trong những gia tộc, nội tình mười phần hùng hậu. Âu, phải không, Âu Dương gia nhị tiểu thư thật giống như tên là Âu Dương xinh đẹp đi. Vậy người đàn ông áo bào đen thần sắc nhất thời đổi được cổ quái, trầm giọng hỏi. Cân nhắc quyết định chủ gật đầu một cái. Hắn cảm thấy người này nụ cười cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng không biết kể từ đâu. Bỗng nhiên cái này áo bào đen người đàn ông ngửa đầu cười lớn,
giống như thê lương tiếng giống quả đen, muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Có gì buồn cười? Cân nhắc quyết định chủ nhất thời không vui. Vậy áo bào đen người đàn ông nụ cười hơi ngừng, trong thoáng qua hắn ánh mắt đổi được 10 phần âm lãnh, ẩn chứa sát ý nồng nặc. Âu Dương gia tộc đã sớm bị ta Hắc Dương Tông tiêu diệt, hơn nữa còn là bụi cây liền toàn tông, không chừa một mống. Ngươi nói nhị tiểu thư Âu Dương xinh đẹp, ta tựa hồ còn có chút ấn tượng, hình như là bị hưởng qua sau đó, mới bị tông phái chúng ta người ném nhập vô tận vách đá, ngươi muốn tìm nàng. Sợ rằng phải đi địa phủ mới được. Áo bào đen người đàn ông nói, để cho hai người thần sắc đồng thời chấn động một cái. Âu Dương gia tộc, chính là bất hủ chi thành năm lớn một trong thế gia, nói diệt liền diệt, ngươi là nói đùa sao? Cân nhắc quyết định đứng đầu giọng lạnh như băng. Vậy áo bào đen người đàn ông cười lạnh một tiếng, không hề làm quá nhiều giải thích rõ, hắn ánh mắt giống như là hai miệng hàn đàm, bắn thẳng đến người đáy lòng, làm người ta trong lòng phát hoảng. Cân nhắc quyết định chủ không muốn cùng hắn nói quá nhiều nói, mà là bàn tay lộn một cái, móc ra một khối lệnh bài cũ kỹ. Lệnh bài kia bên trên, có một đạo đường vân kéo dài xuống, từ nóc lan truyền tới phần đáy, tản ra thần bí đồ đằng ánh sáng. Đây là bất hủ chi thành nơi chế tạo lệnh bài, ngoại giới người cầm được ở đồ đằng tiêu tán trước, hàng năm có thể có một lần tiến vào bất hủ chi thành tư cách. Diệp thần thấy vậy, có chút kinh ngạc. Xem lai tài quyết chủ cùng bất hủ chi thành quan hệ, cũng không phải là xem hắn nơi giải thích đơn giản như vậy. Vậy áo bào đen người đàn ông thấy vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị. Người có biết ở thời điểm này, móc ra này cái lệnh bài đại biểu cái gì? Hắn đưa ra vậy nhỏ dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, từ bên trong phân là hai nửa, rất rõ ràng cũng không phải là loài người nơi có thể có. Thấy này chẳng, Diệp thần quyết định thật nhanh, kéo lại cân nhắc quyết định chủ. Lần nữa chợt lui mấy ngàn mét. Cân nhắc quyết định chủ mới vừa rồi nơi đứng địa phương, bị thật dài đầu lưỡi cho đánh xuyên, liền chung quanh không gian sóng gợn vậy vỡ thành một phiến phiến, loạn như đang dạo dực. Âu, xem ra ngươi thực lực cũng không tệ lắm, hai lần đều bị ngươi tránh khỏi. Cái này áo bào đen người đàn ông thu hồi đầu lưỡi, con ngươi càng phát ra lạnh như băng. Muốn đi vào bất hủ chi thành ngược lại cũng đơn giản, cầm thần hồn của các ngươi rộng mở đi. Ta muốn tìm kiếm một phen, thăm các người phải trang tâm hoài bất quý. Nghe lời này, Diệp thần cùng cân nhắc quyết định đứng đầu sắc mặt song song thay đổi. Đối với một người tu sĩ mà nói, thần hồn là ý nghĩa nhất là riêng tư môn hộ, một người cơ hồ tất cả bí mật cũng núp ở thần hồn trong đó. Hướng người rộng mở thần hồn, cũng chỉ đại biểu đem tất cả riêng tư toàn bộ mở cửa, vô luận người giấu được bao sâu bí mật, cũng sẽ bị người thấy. Thậm chí liền mình lá bài tẩy. Luân hồi mộ địa và luân hồi huyết mạch cũng sẽ bị một lãm trọn vẹn. Dã man như thế vô lễ yêu cầu, hai người sẽ đáp ứng thế nào? Cân nhắc quyết định đứng đầu thần sắc đổi được vô cùng làm khó xem, hắn thân là một vực nắm giữ, lại có thể bị một cái danh tiếng cũng không biết vô danh tiểu tốt cho vũ nhục. Sĩ có thể nhìn, không ai có thể nhìn. Diệp thần ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là bình tĩnh, hắn mở miệng nói, ta muốn xác nhận một tí, người nói đúng thật vẫn là giả. Thật vẫn là giả, ha ha, đối với các ngươi cái loại này bẩn thỉu người, là thật là giả lại có quan hệ như thế nào, muốn vào nói liền nhanh, không muốn vào liền cho ta cút, nếu không chờ ta đói, các ngươi có thể không đi được. Áo bào đen người đàn ông nhất thời cười, thần sắc 10 phần khinh miệt, căn bản không đem Diệp thần hai người coi vào đâu. Chúng ta tới, nhất định phải đi vào. Diệp thần nói như đinh chém sắt, không lưu chỗ trống, nhưng cũng không cho ngươi lục soát thần hồn. Áo bào đen nam người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sát ý leo lên tới. Xem ra ngươi là ở muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Áo bào đen người đàn ông mặt như hàn xương. Diệp thần lắc đầu một cái, từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang chọn chuyện, ta không có phân nửa làm nhục ngươi cử động. Ở không làm rõ ràng nơi này tình huống trước, Diệp thần cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Thế nhưng áo bào đen người đàn ông nhưng lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Chính là ngoại giới con kiến hôi, còn muốn tiến vào bất hủ chi thành. Đừng dơ bẩn ở trong đó đất đai, nếu ngươi không muốn rộng mở nguyên thần, vậy ta giúp ngươi một cái. Áo bào đen nam ngón tay người đi về trước một chút, nhất thời, như mau chóng gió mưa xa thanh âm vang lên, xuyên qua hư không, vậy chỉ một cái thật là đáng sợ. Diệp thần không nhìn thấu người này thực lực cảnh giới,
nhưng là ở nơi này chờ quỷ dị lãnh vực trong đó, đối phương nhất định là có chỗ ỷ lại. Vì vậy không thể khinh thường. Hắn tâm niệm vừa động, trần bia lực lượng phun trào, hoàng kim khôi giáp từ vô hình trung ngưng tụ ra, bao trùm ở trên người. Xích trần thần mạch. Mà bên kia, cân nhắc quyết định chủ chính là hơi ra cân nhắc quyết định thánh đường hư ảnh, chặn lại cái này tia sát niệm. Là tấn công vẫn là nương tay. Diệp thần quay đầu nhìn cân nhắc quyết định chủ một mắt. Cân nhắc quyết định chủ suy tư chốc lát, ngay sau đó nói, nếu hắn không biết tốt xấu như thế, vậy thì cắt vỡ đi. Được, đại diệt hư không chỉ. Diệp thần giống vậy cong ngón tay bắn ra, lưu quang gào thét ra, đổ chiếu vào áo bào đen người đàn ông con ngươi trong đó, giống như là một viên thẳng chạy tới lôi cầu, trừ chiếu lấp lánh ra, tựa hồ không có những thứ khác lực sát thương. Ngươi nếu như chỉ có chút thực lực này mà nói, vậy thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vậy áo bào đen nam người tay cầm một kiện bị ánh sáng bao trùm pháp bảo, tiện tay vừa thu lại, nóng bỏng lôi cầu liền bị thu vào hắn bảo bối bên trong. Nhưng ngay tại lôi cầu sắp tiến vào một khắc trước, theo Diệp thần ở trong lòng hạ lệch, hình cầu muốn nổ tung lên, đầy trời lôi quang cuộn sạch ra, giống như là nồng rúc vào cực hạn điểm mang, dường như muốn đem cái này hoang mạc không gian cho nổ tung. Người quần áo đen thần sắc đổi một cái, rất nhanh liền bị lôi quang nuốt mất. Làm lôi quang tiêu tán đi, làm người ta cảm thấy kinh ngạc phải, áo bào đen người đàn ông như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp thần nhất thời cả kinh, hắn đại diệt hư không chỉ là thoát thai tại đại thiên trọng lâu trường, giống vậy có nghiền ép thế gian uy lực. Áo bào đen người đàn ông mặc trên người trước một bộ màu bạc trắng khôi giáp kia sóng gợn lăn tăn, thật giống như một con sông, phun trào lúc đó, ầm vang dội, thần quang sáng chói. Lúc này hắc y nhân tùy ý lay động. Trên khôi giáp kia miếng vảy giống như là vảy cá nhanh chóng dương ra, mở khép, tí tách vang dội. Trong suốt sáng chói, uy lực kinh người. Diệp thần cũng không biết đây là vật gì, chỉ biết là lực phòng ngự 10 phần cường hãn. Ta ngày hôm nay chẳng qua là đi ra tuần tra mà thôi, vừa vặn tìm được một con mồi. Áo bào đen nam người thần sắc nghiêm nghị, trên mặt hắn hiện ra một cỗ tức giận, lộ ra tay tới, màu trắng bạc khôi giáp bọc đã hạ thủ trưởng giống như là một con rồng móng. Ngang nhiên rơi xuống, thật là phải đem mảnh thiên địa này tất cả đều vỡ đến nghiền. Diệp thần đôi mắt như đao, bàn tay hắn một chảo, Long Uyên Thiên Kiếm liền nổi lên, một cái huyết long chiếm cứ trên đó, nhanh chóng chém ra. Một bạc một đỏ hai con rồng đụng nhau để gặp, nguyên cái thiên địa gió lớn bảo cát đều run rẩy động vượt quá, khác thường quang hà hừng hực lan tràn. Nhất kích sau này, hai người bắt tay giảng hòa. Không nhìn ra, ngươi lại còn có như thực lực này. Ẩn núp rất sâu à? Cứ như vậy, ta liền đối với thần hồn của ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn, người đầu óc bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì đâu. Áo bào đen người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp thần, một bộ có nhiều hứng thú dáng vẻ. Nhưng Diệp thần lúc này sát ý trong lòng, mãnh liệt liền gấp trăm lần vượt quá. Hắn thân là luân hồi chi chủ, người mang nghịch thiên huyết mạch, trên mình tự nhiên có rất nhiều không thể công khai bí mật. Nếu là bị người này cho dò tìm được, sợ rằng khí vận của hắn vậy sẽ như vậy mà thay đổi. Như vậy hậu quả, không chỉ là hắn, liền chung quanh hắn bạn tốt, đồng bạn đều không cách nào chịu đựng. Cho nên Diệp thần trong lòng động mãnh liệt sát tâm. Lùng bắt thần hồn không phải một chuyện dễ dàng, chỉ sợ trước mặt tên này có loại nào đó đặc biệt pháp môn, mới biết sách lên như vậy biến thái yêu cầu. Vậy thì để cho ta tới xem, ngươi lực lượng kết quả cường đại bao nhiêu. Áo bào đen trên người nam nhân màu bạc khôi giáp, màu sắc ngay tức thì biến hóa, do màu trắng bạc thay đổi là thâm thúy hắc ám, phát ra vô tận dùng mình, siêu tuyệt chúng sanh. Diệp thần bộc phát ra kiếm khí, đều bị trong hư không khôi giáp ảo ảnh cản lại. Ba động cường đại khuếch tán ra, vậy gào thét kiếm khí, lại lấy biến hình phương thức khúc xạ ra, đánh ở khôi giáp kia ảo ảnh bên trên, mãnh liệt bắn vào bảo cát trong đó. Cửu thiên thập địa, hết sức sôi trào. Mình mông biển khơi, chớp mắt bốc hơi. Khôi giáp kia ảo ảnh, tựa như ngưng tụ thành một tầng vô địch dị tượng, tức giận sôi trào, bóng tối bóng dáng cuộn sạch ra. Đem thần thông của ngươi toàn bộ giao ra. Áo bào đen người đàn ông thanh âm the thé gầm thét, thế ở tất được. Diệp thần một kiếm kia trong đó ẩn chứa thần uy, thật sự là để cho hắn thấy thèm được chặt. Bảo cát phía dưới, cánh đồng hoang vu bên trong. Diệp thần một mình đứng ở trên bình nguyên. Hắn trước hết để cho cân nhắc quyết định chủ trốn vào thiên địa huyền hoàng tháp bên trong tị nạn.
rồi sau đó tài dương mắt, nhìn về viễn không. Hắn con người ngay tức thì đổi được một phiến đỏ tươi, giống như vậy thị huyết bạo quân, một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới. Bất quá ngay tại hắn sắp động thủ thời điểm. Một tiếng nổ vang, từ trong cắt đứt áo bào đen người đàn ông công kích. Có người tới. Diệp Thần truy tầm tung tích nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa có một đạo bóng người, thoáng qua liền tới, trong tay hắn nắm một cái lôi quang dũng động kiếm, xem vậy gương mặt, lộ vẻ được so với là trẻ tuổi. Người này lại là ai? Đang Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, tay kia cầm sấm sét kiếm người tuổi trẻ mở miệng nói chuyện, giọng lộ vẻ được tức giận mà vừa đành chịu. Thạch Thiên Kỳ, các ngươi Hắc Dương Tông thật sẽ đối tất cả người ngoại giới đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy áo bào đen người đàn ông đối với lời của hắn lơ đễnh, trực tiếp một quyền đánh ra, lấy tốc độ cực nhanh biến dạng hư không, và vậy sấm sét đột nhiên đụng nhau. Cái gì gọi là đuổi tận giết tuyệt, ta bất quá chỉ là muốn xem một tí thần hồn của bọn họ mà thôi, kết quả bọn họ nhưng phản qua đầu tới muốn giết ta. Áo bào đen người đàn ông bên gia quyền vừa nói, trên mặt viết đầy vẻ uy nghiêm. Sấm sét tung tóe, ánh lửa trùng tiêu. Hai người giao chiến giống như là một vòng mặt trời gay gắt, tách thả ra sau nổ, ngay tức thì đem ngang dọc mấy vạn dặm bảo cát, cho từ trong chém thành hai đoạn. Hai người ở ngay lập tức tới giữa đã vượt qua mười mấy chiêu, bất quá từ khí thế tới xem, trong mơ hồ là áo bào đen người đàn ông chiếm thượng phong. Người tuổi trẻ vậy thập phần cường đại, nhưng cuối cùng vẫn thua liền nửa xoay sở, không lâu sau đổi được hiểm tượng hoàn sinh. Lấy Diệp Thần phán đoán, vậy áo bào đen người đàn ông thực lực, cũng chính là ở nửa bước thiên quân tầng thứ. Hắn mặc dù có thể ở thời điểm bắt đầu áp chế Diệp Thần, đều là bởi vì thần bí kia màu trắng bạc khôi giáp. Mà người tuổi trẻ, có lẽ chạm đến chút thiên quân tầng thứ bí ẩn, nhưng nắm giữ được cũng không hoàn toàn, nơi hiển hiện ra đạo pháp quy tắc còn không hết sức hoàn thiện. Diệp Thần đang dự định ra tay, giúp người trẻ tuổi kia một cái lúc đó, trên mặt đất bỗng nhiên lúc này có một từng đạo cổ xưa ánh sáng, phóng lên cao, một vòng tiếp một vòng, tất cả các bụi gió bão cũng ngừng không nhúc nhích. Cấm kỵ phù văn bố trí thành đại trận, hội tụ thành một cái như núi trụ vậy to lớn xiềng xích, hướng vậy giữa không trung áo bào đen người đàn ông hung hăng rút đi. Áo bào đen người đàn ông tự nhiên vậy phát giác nguy hiểm, thân hình chớp mắt, nhanh chóng tránh. Phù văn xen lẫn, sấm sét lóe lên ở đó trong đại trận, có một cô gái ngồi xếp bằng, bị chung quanh khí cơ chấn động, nàng tóc đen bay lượn, vẻ mặt trang nghiêm, mười ngón tay phân bay lúc đó, điều khiển đại trận, tề tụ ra. Chu Nham, mau lui ra. Nàng thanh âm phụ ở sấm sét ánh sáng bên trên, chấn triệt toàn bộ chân trời. Tên kia là Chu Nham người tuổi trẻ lập tức lui ra, giống như là mây mù vậy tiêu tán đi. Lúc tối bảo người đàn ông thấy trong đại trận người phụ nữ dung mạo lúc đó, không khỏi thấp giọng mắng mẹ một câu. Đáng chết, ngày hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Gặp được cái này bà điên. Hắn vung tay lên, vậy màu bạc trắng khôi giáp lại là rụng ra, tổ hợp thành từng cục vằn cách tấm thuẫn, đem hắn chỗ ở khu vực toàn bộ ngăn che. Thế nhưng ngồi trên chính giữa trận pháp người phụ nữ, lúc này chính là khinh miệt cười một tiếng, nàng hai tay mở ra, có một đoàn lực lượng thần bí, nâng Diệp Thần mấy người bay lên không, nhanh chóng bạo cướp, theo nàng cùng tiến vào sấm sét cửa. Lôi quang xen lẫn, nổ tung chấn thiên, ước chừng ba hơi thở thời gian sau đó, áo bào đen người đàn ông tài phát giác khác thường, ánh mắt xuyên thấu vừa thấy, nơi nào còn có mấy người bóng dáng. Đáng chết, số nữ nhân này lại dám đùa bỡn lão tử không tha cho các ngươi. Nguyên phiến chân trời, chỉ còn lại có áo bào đen người đàn ông vô tận tiếng giống giận. Cùng lúc đó, bọn họ ở sấm sét truyền tống dưới, trở lại một phiến mênh mông bao la rừng cây, nơi này cùng trước kia hoang mạc bình nguyên hình thành mãnh liệt tương phản. Mà ở nơi này rừng cây chỗ sâu, vô tận đại sơn dưới chân núi, lại có một cái thôn trang. Đến. Vậy cả người sấm sét vòng quanh người phụ nữ vung tay lên, liền đem hai người chậm rãi buông xuống. Diệp Thần tùy ý nhìn xem, hắn phát hiện cái này người trong thôn thực lực cũng rất tốt, so vực ngoại phổ thông võ giả cũng cường đại mấy phần, hơn nữa nơi này linh khí cũng là hiếm thấy đậm đà. Xem ra địa tâm vực cùng với sâu hơn địa phương vẫn là cất giấu rất nhiều bí mật. Hắn cho gọi ra thiên địa huyền hoàng tháp, đem cân nhắc quyết định chủ tớ bên trong thả ra. Chỉ bất quá xuất hiện ở tháp lúc để ý, lợi dụng nguyện vọng thiên tinh che đậy chức năng giấu thiên địa huyền hoàng tháp thái thượng hơi thở. Phơi bày ở trước mắt mọi người,
chỉ là một tòa có chút uy lực bảo tháp thôi. Cân nhắc quyết định chủ xanh ở thiên địa huyền hoàng tháp bên trong, cảm giác được bên ngoài hết thảy, hắn đưa lệnh bài lấy ra, vội vàng hỏi các ngươi cũng là bất hủ chi thành người chứ? Nếu như ta đoán không lầm, cần phải là bạo phong lôi điện người gia tộc. Chu Nham thấy hắn lệnh bài trong tay, nhất thời đổi được ngạc nhiên. Ngọc Thanh tỷ tỷ ngươi mau xem, lại là Âu Dương gia lệnh bài, hơn nữa còn là trực thuộc dòng chính tài có thể có. Phụ nữ kia cả thân sấm sét sau khi biến mất, lộ ra người mặc màu xanh nhạt áo quần, nàng khí chất như lan trong rừng vắng, tươi đẹp tuyệt trần, cho người lấy cực mạnh lực tương tác. Đúng là Âu Dương gia tộc dòng chính tín vật, ngươi là từ nơi nào lấy được đâu? Hiện tại Âu Dương gia tộc đã bị diệt, ngươi cầm cái này cùng lệnh bài đi cổ lộ, tự nhiên sẽ bị Hắc Dương tông người để mắt tới. Trong lời của nàng, tiết lộ không ít tin tức. Bất hủ chi thành, ban đầu tất cả cách cục sợ rằng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà hết thảy các thứ này biến hóa, cần phải cùng bọn họ nhắc tới Hắc Dương tông có liên quan. Có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Cân nhắc quyết định chủ hỏi. Diệp Thần kỳ quái nhìn hắn một mắt, thật giống như trước chưa bao giờ phát hiện tên này làm việc vội vàng như vậy. Ở bọn họ giải thích bên trong, Diệp Thần cũng đại khái rõ ràng liền cái này bất hủ chi thành thế lực phân phối. Vốn là do phía Đông, Tây Môn, Bắc Lạc, Nam Cung, cùng với Âu Dương năm gia tộc lớn nắm trong tay. Cái này mấy lớn người dòng họ tạo lập được nhiều tông phái, lẫn nhau an thần, bảo vệ tế đàn trận pháp, vậy bảo vệ toàn bộ bất hủ chi thành sau lưng bí mật. Nhưng là tổng có người muốn tới quấy rối. Hắc Dương Tông chính là do năm gia tộc lớn trong đó Tây Môn cùng Bắc Lạc nơi tạo dựng lên. Tây Môn gia tộc thánh tử thậm chí giết chết tộc trưởng, tự lập là vương, không biết từ nơi nào được tới bóng tối bảo vật, vậy đưa tới toàn bộ bất hủ chi thành hỗn loạn. Mấy phương đội ngũ chém giết, cướp đoạt, cuối cùng Hắc Dương Tông chiếm cứ toàn bộ bất hủ chi thành. Nghe nói ở chiến tranh phát sinh trước, toàn bộ Âu Dương gia tộc người đều bị xử lý xong, cửu tộc diệt vong, hài cốt không còn. Mà bọn họ chính là Đông Phương gia tộc dưới chi nhánh thế lực đội ngũ, ở nơi này trong thôn, cơ hồ đều là phía Đông cùng Nam Cung hai trong đại gia tộc trốn ra được người. Bọn họ ở chỗ này hợp thành quân đội liên minh, cùng nhau đối kháng Hắc Dương Tông. Nghe được Âu Dương gia tộc toàn bộ bị tiêu diệt tin tức, cân nhắc quyết định đứng đầu thần sắc nhất thời đổi được thảm trắng, Diệp Thần cũng không rõ ràng, tên này rõ ràng là cái khí linh, vì sao tâm trạng biểu hiện được rõ ràng như vậy. Diệp Thần vỗ vai hắn một cái, cân nhắc quyết định chủ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta không có sao, ngươi yên tâm đi. Diệp Thần gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều. Nếu cân nhắc quyết định chủ không muốn nói, hắn vậy tuyệt sẽ không bảo căn tìm gốc. Các ngươi mục đích tới nơi này vậy là cái gì? Ngọc Thanh mở miệng hỏi nói. Diệp Thần cân nhắc chốc lát, vẫn là lựa chọn nói thật. Nghe tới tế đàn trận pháp sau đó, tại chỗ liên minh người đều là lắc đầu một cái. Trận pháp kia đã ở trong chiến tranh hư hại, không có cách nào dùng, các ngươi vẫn là sớm hồi đi. Cũng không thể nói làm tổn hại, chỉ là tế đàn thánh hỏa hạt giống diệt tuyệt, thánh hỏa không cách nào đốt, trận pháp tự nhiên không có thể mở. Âu Dương gia tộc tồn lưu trước thánh hỏa hạt giống, trong một đêm, toàn bộ Âu Dương người dòng họ toàn bộ đều không thấy, người nói cái này có trách hay không? Liên minh người đối với chuyện này bàn luận sôi nổi, nhiều cách nói dối ren, tóm lại có rất nhiều điểm khả nghi còn chưa vạch trần. Đi thôi, nếu các ngươi cũng là vì tế đàn trận pháp tới, vậy có lẽ chúng ta tới giữa có thể đạt thành hợp tác, trước mang các ngươi đi gặp vừa gặp hiện tại liên minh minh chủ đi. Ngọc Thanh vừa nói, bước liên tục nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới một tòa tinh xảo nhà gỗ từ trước. Minh chủ, khách đến thăm. Tiếp theo, trong phòng liền truyền tới vọng về. Mang vào đi. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, nhất thời ngẩn người. Bởi vì đây là một đạo giọng nữ, nghe vào linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, tựa hồ tuổi tác còn không lớn. Đẩy cửa vào, trong phòng này còn bố trí được tương đối đơn giản, bàn cạnh, một tên người mặc làm trắng quần áo cô gái đang tu luyện. Trước người của nàng bút mực bay lượn, tự động miêu tả thư họa. Mỗi viết một chữ, liền có dị tượng nổi lên, đem chữ này nuốt mất, hóa là nóng bỏng mực nhuộm. Một đoàn đoàn mực nhuộm vần quanh thành phải, lại buộc vòng quanh một bức sơn thủy mực họa, tô điểm tại ở giữa thiên địa, rất sống động, mười phần bát ngát. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào vậy chỉ bình thường không có gì lạ bút lông, và vậy đứng yên trên bàn mực bây giờ.
Lấy hắn linh lực cảm giác, có thể đoán được, tất cả kỳ dị cũng tới từ hai thứ bảo vật này. Vậy cô gái váy trắng mở mắt ra, nàng ngũ quan không tính là quá xuất chúng, có thể mở ra hai tròng mắt sau đó, như trăng tròn phơi bày, ánh sáng rực rỡ rơi xuống, một vòng sáng ngời ánh trăng, chiếu vào người trong lòng. Trong suốt vô ngân, trắng trẻo lung linh. Cái này đôi cực kỳ đẹp mắt ánh mắt, để cho nàng cả người khí chất tăng lên một tầng thứ, vậy do phổ thông đổi là đẹp. Ngươi nhìn ra được gì? Nàng nhìn Diệp Thần, đúng dịp cười tươi như vậy, mắt đẹp phán hề. Mà Diệp Thần chính là đưa mắt nhìn sang bức kia sơn thủy mực họa. Cái này bức tranh sơn thủy, ẩn ở giữa thiên địa, nhìn một cái, giống như là ngưng tụ ra ảo ảnh, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá cái này bút lông cùng nghiên mực quá mức mạnh mẽ, đem phương thiên địa này thu ghi đến trong đó. Trên thực tế bất quá là một loại khúc xạ, thế giới chân chính, hẳn là thu đến trong này. Diệp Thần ánh mắt rời đi, rời đến tòa kia bây giờ trên đài, luân hồi thiên nhãn xuyên thấu vô tận không gian trở ngại. Ở hắn trong mắt, vậy nghiên mực hóa là một khối chứa vạn vật thiên địa, tinh thần biển khơi, sơn xuyên con sông đều là ở trong đó. Mà vạn thiên tường thủy vậy ở trong đó lưu chuyển, ở đó hư không kẽ hở trong đó, còn có tí ti thủy khí bộc lộ ra ngoài. Ở trong gian phòng này bồng bềnh, tăng lên nơi này linh khí hùng hồn trình độ. Diệp Thần điểm ra đôi câu, cái này một tí, đến phiên vậy cô gái váy trắng kinh ngạc. Ngươi lại có thể nhìn ra, nàng lộ vẻ được khá là kinh ngạc, ta cái này hồng hoang giấy và bút mực, nhưng mà do lúc đó văn nhân nhã sĩ, nhân nghĩa thật đế nơi lưu lại pháp bảo, cả bộ pháp bảo tinh túy, chính là ở chỗ cái này nghiên mực. Có thể rất mực khiêm tốn, lại có thể hải nạp bách xuyên. Cô gái váy trắng một tí liền đối với Diệp Thần giác quan có thay đổi, bắt đầu thả trò chuyện. Nàng tên là Nam Cung Trục Nguyệt, chính là Nam Cung gia chủ con gái, hiện tại do nàng tới nắm trong tay Nam Cung gia tộc trong tay tài nguyên. Diệp Thần lại đi vào trước, quét mắt Phùng Lân cận một vòng, cũng không có phát hiện tuổi hơi lớn trầm ổn ông già. Trẻ tuổi nhất, cũng là người trung niên. Vậy bọn họ đi nơi nào? Nam Cung Trục Nguyệt thở dài, nói, một lần kia. Năm gia tộc lớn bộc phát sau cùng chiến tranh, tất cả đắt tiền chiến lực đều tiến vào một nơi thật lớn không gian, mở ra cuối cùng quyết chiến. Có thể khi đó, chư thiên vỡ vụn, không biết từ đâu tới mây đen đem vậy không gian lối đi hoàn toàn phong tỏa, ngay sau đó chính là điện thiểm lôi minh, cuồng phong bạo vũ mưa như chút nước xuống. Chúng ta đứng ở phía dưới, không biết làm sao, muốn tới gần nhưng lại không dám. Theo Nam Cung Trục Nguyệt nói liên tục, Diệp Thần cùng cân nhắc quyết định chủ cuối cùng là rõ ràng liền chuyện nguyên nhân hậu quả. Âu Dương gia tộc cử tộc biến mất ở phía trước, theo sau tứ đại gia tộc ở quyết chiến trong đó, xuất hiện không thể nghịch chuyển dị thường. Hết thảy các thứ này liền kết chung một chỗ, điểm khả nghi trùng trùng. Hôm nay toàn bộ bất hủ chi thành, cùng với ngoài thành tuyệt đối bên trong đất đai, đều là trở thành khói thuốc chi địa. Bọn họ vốn định cùng Tây Môn, Bắc Lạc hai gia tộc lớn thật tốt đàm phán. Nhưng Bắc Lạc gia tộc thiếu niên bạo quân Bắc Lạc Hoang căn bản không nguyện ý cùng bọn họ đàm phán. Sau đó Bắc Lạc Hoang vận dụng tàn khốc thủ đoạn, bức bách những gia tộc khác tộc nhân, đem bọn họ tàn sát hầu như không còn, có chính là đuổi ra khỏi bất hủ chi thành. Lúc đầu các ngươi là muốn mượn tế đàn trận pháp lực lượng. Bất quá tế đàn kia trận pháp, đã là vật vô dụng, thánh hỏa hạt giống ở Âu Dương gia tộc trong tay, mà ở trận chiến cuối cùng trong đó, trận pháp vậy nứt ra. Nam Cung Trục Nguyệt mở miệng nói. Bất quá, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nam Cung Trục Nguyệt đầu óc chuyển được thật nhanh. Nàng dự định lợi dụng Diệp Thần và cân nhắc quyết định chủ cái này hai cái chưa bao giờ xuất hiện qua người, tới tiến hành ngụy trang, ẩn núp tiến vào bất hủ chi thành bên trong. Được, chúng ta cũng đang có ý đó. Diệp Thần lúc này một hơi đáp ứng xuống, chỉ cần có thể đến gần tế đàn trận pháp. Dẫu sao đây coi như là trước mắt duy nhất có thể cứu hạ giả thiên ma đế biện pháp. Diệp Thần dĩ nhiên muốn trực tiếp đi hắc ám cấm hải cứu người, có thể lần trước cứu ra vũ chỉ giao, đã để cho vô thiên có chút cảnh giác, nếu thật thông qua hắc ám cấm hải đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù mình cường đại rất nhiều, nhưng cùng vô thiên chênh lệch vẫn là quá khổng lồ. Nam Cung Trục Nguyệt phái một ít nhân thủ, đi theo Diệp Thần hai người cùng lên đường. Mấy người bọn họ ngụy trang thành tầm thường bên ngoài thành cư dân hình dáng, nhích tới gần tòa thành thị này. Diệp Thần híp mắt, nhìn về vậy vừa nhìn vô tận hùng vĩ thành lớn.
chỗ tòa này bất hủ chi thành 10 phần to lớn, kinh hãi cốt khắp nơi, chung quanh đều là do đống loạn thạch lên. Trọng yếu chính là, tường thành mơ hồ tản ra ánh sáng 7 màu mang, những thần kia thức phảng phất là từ sinh mạng cấm khu bên trong rời ra ngoài, vô cùng thần bí. Càng kinh ngạc chính là, tòa thành này căn bản là không thấy rõ chân thật hình dáng, bị một mảnh hỗn độn sương mù cho bao lại, Diệp Thần đạt tới, bất quá là một vùng ven chi địa. Không gian mảnh vỡ khắp nơi bay lượn, rơi xuống tinh thần một viên tiếp theo một viên, tựa như đều là tràn hướng một nơi vực sâu vô tận. Diệp Thần nhìn một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỗ tòa này thành lớn đúng là có chút quỷ dị, trước kia trên đất tim vực, hắn có thể chưa có nghe nói qua cái này cùng thần bí tồn tại. Địa tâm vực liên quan thái thượng thế giới, cùng với những cái kia lão tổ, quả nhiên xa không có bề ngoài đơn giản như vậy. Xương trắng sôi trào, sáng mở vọt lên, Diệp Thần từ một mảnh không gian tựa hồ ngay tức thì chuyển tới một chỗ khác. Phía trước một tên ông già ăn mặc lưu dân hình dáng, đang chậm rãi đi, người này tên là Đông Phương Hạc, là liên minh nơi phái đi ra ngoài dẫn đường người. Hắn sau lưng còn có mấy người, giống vậy khỏa chặt quần áo, che lại liền phần lớn mặt mũi. Diệp Thần nhất thời sinh lòng kỳ quái, liên minh hành động này nói là để cho bọn họ vào trong thành hỏi thăm tình huống, tới làm chút chuyện, nhân tiện đem bọn họ hai người vậy mang vào. Nhưng Diệp Thần tổng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Trước không nói cái này mấy người hành vi quỷ dị, cử chỉ cổ quái. Vậy bất hủ chi thành chậm chạp mong không tới lối vào, cũng là khá là hỏng bét tim. Vậy đi ở phía trước Đông Phương Hạc, bỗng nhiên thả chậm bước chân, hắn như cũ đưa lưng về phía Diệp Thần, nhưng thanh âm có thể truyền vào Diệp Thần trong tai. Người tuổi trẻ, người cần được cẩn thận một chút, theo sát chân chúng ta, nếu không rất dễ dàng ở nơi này bất hủ chi thành bên trong bị lạc phương hướng. Đông Phương Hạc nhắc nhở. Diệp Thần đáp ứng phải, hắn ngược lại cảm thấy được cái này Đông Phương Hạc thân phận cũng không đơn giản. Dẫu sao xem hắn vậy lạnh nhạt hình dáng, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đến cái này bất hủ chi thành. Tiếp theo Diệp Thần lại đi sau nhìn, cân nhắc quyết định chủ yên lặng theo ở phía sau, nhìn cái này nồng nặc khói mù, trong mắt hiện ra lau một cái nhớ lại vẻ. Chỗ này ngươi đã tới có mấy lần? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi nói. Cân nhắc quyết định chủ ngẩn người. Ngay sau đó nói, cần phải có hai lần đi, khi đó bất hủ chi thành còn chưa hoàn toàn phát triển, chỉ là có chút thành lớn dáng vẻ. Diệp Thần xoay đầu lại tiếp tục tiến về trước, không lâu lắm, cái này nồng nặc xương trắng tản ra, hơn nữa hắn vậy thấy rõ, lại có thể có không ít người là từ vậy sương mù trong đó đi ra. Thành lớn đường danh dần dần ở trong mây mù lộ vẻ hiện ra, Diệp Thần nhìn lại, nhất thời cảm thấy có chút kiềm chế. Bởi vì cái này bất hủ chi thành cũng không phải là san sát ở trên đất bằng, mà là đứng sừng sững tại trong hư không. Rơi liền mặt đất, bay lên không, giống như là thần chi chỗ ở, xa không với tới. Mà tòa kia bất hủ chi thành ở giữa còn cách một đám mây biển, trong đó có mây mù diễn hóa ra dị tượng, giống như sóng biển dâng phóng lên cao, vạn trượng sóng lớn. Cơ hồ có nửa tường thành cao. Coi như là có chút cường giả muốn xông qua. Vậy được ước lượng một chút thực lực của mình, ở đến bất hủ chi thành trước, có thể hay không bị cái này đợt sóng chiếm đoạt. Mà ở phương thiên địa này cùng bất hủ chi thành tới giữa, có từng cái khóa sắt xếp thành cầu lan tràn tới, ở trong biển mây lộ vẻ được cực kỳ tàn lụi. Diệp Thần đại khái đếm một tí, cái này cầu treo số lượng ước chừng ở trăm chỗ ngồi hạ, tại không trung lay động, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Nhưng vô luận vậy đợt sóng làm sao mãnh liệt, đều không cách nào ảnh hưởng đến cầu kia. Cầu treo sừng sững không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Diệp Thần đi tới cầu bên, cảm thụ từ vậy phía dưới thổi đi lên vô tận gió lớn, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Trên người hắn áo khoác phù vù vang dội, chợt có phù văn mở ra hiện ra, khỏi bị cái này đợt sóng xâm nhiễu. Diệp Thần đi theo Đông Phương Hạc các người, chân đạp ở dây xích trên, từng bước xuyên qua mà qua, cuối cùng tới bờ bên kia. Qua cái này cầu treo. Có thể thấy nguy nga vĩ đại thành trì diện mạo. Tòa thành kia cửa thành giống như là một cái dương lên ác ma miệng to còn có hai cây răng nanh. Trên thực tế răng nanh, đến gần tới xem, nhưng thật ra là hai cây cột trống lên ác ma kia miệng trên. Giữa lúc Diệp Thần muốn đi vào thời điểm, vậy ngoài cửa thành vắng lặng chi địa, một tên lão khất cái gọi lại hắn. Cái này bất hủ chi thành sâu không lường được, sau khi đi vào nhất định phải chú ý à. Chớ bị trước mắt giả tạo biểu tượng cho mê ánh mắt, tuân theo mình nội tâm mới trọng yếu nhất.
Cái này lão khất cái đột nhiên ngồi dậy, kéo lại Diệp Thần vạt áo, xem là tên điên vậy tự lẩm bẩm. Diệp Thần nhìn cái này lão khất cái, thần sắc có chút nhớ tìm. Bất quá rất nhanh, hắn sẽ tùy Đông Phương Hạc các người cùng tiến vào bên trong thành, mà lão khất cái như cũng ngồi yên tại chỗ, không nói một lời. Cửa thành không hề thiếu vệ binh thủ ở nơi đó, kiểm tra vào thành người thân phận. Diệp Thần ở vào trước khi đi, đem Đông Phương Hạc đưa cho một chiếc vòng tay đeo ở trên cổ tay. Một đạo vô hình khí cơ bao phủ hắn, cùng lúc đó duyên triển mở ra, cơ hồ hình thành gió thổi không lọt lưới phòng vệ. Diệp Thần mấy người tiến vào trong đó, rất nhanh liền đối với chỗ này lại có nhận thức mới. Cái này bất hủ chi thành, vô cùng khổng lồ bát ngát, trong đó ở đếm lấy ức kế người, cơ hồ là hình thành một vùng thế giới nhỏ. Cửa thành chẳng qua là một đạo mới bắt đầu lối vào thôi, ở trong này, sơn xuyên con sông đều là phân bố tại thành phố, dung hợp vào một chỗ, này vậy cảnh tượng, ngược lại cũng hình thành lung linh phong cảnh. Nơi này, cùng trước kia so sánh, đổi được tựa hồ nhỏ hơn. Cân nhắc quyết định đứng đầu ánh mắt, nhìn ra xa vậy tràn đầy vô giới hạn viễn không. Ngươi tên này rốt cuộc đã tới bao nhiêu lần? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi nói. Cân nhắc quyết định chủ lắc đầu một cái, không muốn nói nhiều. Tiếp theo Đông Phương Hạc liền đem bọn họ dẫn tới một nơi náo nhiệt thành phố trong đó, người đến người đi. Không chỉ là loài người, còn có các loại các dạng chủng tộc đều ở đây trong thành, nhìn qua ngược lại là chung đụng vô cùng là hòa hợp. Mà bọn họ tạm thời tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Cân nhắc quyết định chủ một đường tới nay đều là ngột ngạt không nói, lộ vẻ được tâm sự nặng nề. Diệp Thần liền không rõ ràng, tên này trên đất Tim Vực làm nhiều năm như vậy đầu lĩnh, hiện tại lại có thể đổi uất ức. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Qua ước chừng nửa giờ, bọn họ đi tới một nơi. Diệp Thần tỉ mỉ vừa thấy, nguyên lai là phòng đấu giá. Bất quá nhắc tới, chỗ tòa này phòng đấu giá đúng là khá là hùng hồn vĩ đại. Thi công được cực kỳ lớn khí, giống như là một cái đứng sừng sững ở trên mặt đất tuyệt thế thần kiếm, cắm thẳng vào trời cao, không giận tự uy. Mà đây chuôi kiếm bộ phận, chính là phòng đấu giá gác lửng, ước chừng dọc theo hơn 10 dặm, trên dưới tổng cộng chia là tầng 8. Diệp Thần đi theo bọn họ, thu dọn cấp lên, đi tới tầng thứ 5, hôm nay nơi này liền muốn cử hành một tràng buổi đấu giá, Đông Phương Hạc chính là mang bọn họ tới chỗ này, đấu giá một kiểu đồ. Lúc này đã có không ít người tụ tập ở chỗ này, rối rít ngồi xuống, Diệp Thần thả ra một chút thần niệm, ẩn núp xem xét bốn phía. Trong phòng đấu giá, có rất nhiều đạo khí thức cường đại, bất quá tuyệt đại đa số đều là ẩn giấu. Hôm nay chúng ta muốn vỗ xuống giống như hết sức đồ trọng yếu. Đến lúc đó tình huống có lẽ sẽ có chút phức tạp, mời hai vị theo sát chân chúng ta. Đông Phương Hạc cởi xuống áo khoác, lộ ra một tấm mặt mũi già nua, ở trong đám người, lộ vẻ được vô cùng là phổ thông. Cái khác mấy người im lặng không lên tiếng, chỉ là theo chân Đông Phương Hạc cùng nhau, ngồi xuống. Bất quá rất nhanh, thì có người lấy không thân thiện phương thức, phá vỡ yên lặng. Ha ha, bây giờ thật là cái gì con mèo, con chó cũng có thể đi vào, các ngươi liên minh người thật vẫn là không sợ chết, còn dám lẻn vào bất hủ chi thành. Đạo thanh âm này từ phía sau lưng truyền tới, nhất thời sẽ để cho Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Bọn họ bị phát hiện. Đông Phương Hạc giống như vậy, sống lưng co rút nhanh, chỉ theo cho dù thanh tĩnh lại. Các ngươi là từ phản đồ nơi đó biết được tin tức đi. Ha ha, trước lão phu còn không xác định, hiện tại cơ bản có thể nhận định phản đồ là ai. Tuy nói bị bất hủ chi thành người phát hiện, nhưng Đông Phương Hạc cũng không hốt hoảng, mà là đứng dậy, thẳng đến lúc này, trên người hắn khí thế tài thuận thế bùng nổ. Cái khác mấy người vậy rối rít đứng lên, đối mặt địch nhân bao vây, chút nào không sợ. Dẫn đầu người nọ, là Bắc Sơ gia tộc trưởng lão. Tên là Bắc Lạc Dài Xanh. Bọn họ nhận được tuyến tử tin tức, Đông Phương Hạc sẽ mang người đi vào thi hành nhiệm vụ. Nếu đã tới, cũng không nếu lại đi, thật tốt xem một chút cái này bất hủ chi thành phong cảnh, cũng coi là tròn một mình ngươi nguyện vọng. Hắn giang hai cánh tay ra, lòng bàn tay hướng lên, làm chung quanh chàng vực linh lực ngưng tụ đến nhất định trình độ lúc đó, hắn đột nhiên huy động hai tay đi xuống đẻ đi. Vô hình khí thế lẫn nhau nghiền ép, kích thích ra liền cuồng bạo dòng điện, thẳng xông lên vào tầng mây trong đó. Ước chừng sát na thời gian, đám mây chỗ sâu tiếng sấm nổ ầm, cột vậy to lớn tia chớp đáp xuống bất hủ chi thành bầu trời. Đông Phương Hạc thần sắc sửng dưng,
hắn cười một tiếng, đối với lần này từ chối cho ý kiến. Lão Phu ở Bất Hủ Chi Thành đợi nhiều năm như vậy, tất cả phong cảnh cũng xem lần, quả thực là có chút nhàm chán, hôm nay liền theo các ngươi bọn tiểu bối này tới vui đùa một chút. Bắc Lạc Dài Xanh hừ lạnh một tiếng, hắn nâng lên một ngón tay, nhắm vào Đông Phương Hạc, đôi mắt như điện, thấp giọng quát lên, có dám hay không đi lên đánh một trận. Đông Phương Hạc liền vung ống tay áo, ở đó ngập trời khí hải trong đó, bên trong nào đó dạng vật thể cảm nhận được liền hắn triệu hoán. Lúc này xông phá huyết mạch trói buộc, gào thét ra. Đó là một cái lóe lên bạc ánh sáng màu trắng kiếm, toàn thân chạm trổ thần bí hoa văn, còn có rồng bay phượng múa phía đông hai chữ, khắc ở kiếm ngay chính giữa. Đông Phương Hạc đưa tay chiêu đi thời điểm, lưu quang lướt qua Đông Phương Hạc phía trên, đột nhiên bộc phát ra cường đại sóng âm, đem chung quanh nơi vây quanh quy luật, toàn bộ vỡ nát. Thanh kiếm kia tựa như sinh ra tự mình linh tính, hưu một tí liền phá vỡ hư không, hướng Bắc Lạc Dài Xanh lao đi, hoàn toàn là thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Diệp Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái này Đông Phương Hạc lại là thâm tàng bất lộ cao thủ, hắn trước có thể hoàn toàn không nhìn ra. Cường giả tới giữa giao thủ tốc độ nhanh đến để cho người sợ hết hồn hết vía, liền liền mấy tên trăm gia cảnh võ giả cũng không phản ứng kịp. Bắc Lạc Dài Xanh ngay tức thì ra tay, một cái cuồn cuộn khí kiếm cắt rời vạn vật, hướng Đông Phương Hạc đột nhiên phóng tới. Bất quá Đông Phương Hạc là người thế nào, hắn là năm đó không có cùng nhau mất tích thế hệ trước một trong, bàn về tu vi thâm hậu, hắn còn muốn so Bắc Lạc Dài Xanh cao hơn một bậc. Không muốn cầm những thứ này tới lừa bịp lão phu. Sấm sét đan vào chợt lóe lên, Đông Phương Hạc quắc mắt trừng mắt đầu đầy, tóc bạch kim phiêu phất lên, cường đại tràng vực ở sau lưng hắn hội tụ, ngưng tụ thành một tôn khổng lồ pháp tướng. Vậy pháp tướng bất ngờ là một tôn sấm sét cự nhân, tay trái cầm tháp, tay phải cầm đao, mục như chuông đồng, cả người trên dưới tản ra cực kỳ ưu việt uy nghiêm. Âu, thấy vậy, Bắc Lạc Dài Thanh mi đầu khẽ nhíu một cái, lại là thượng cổ thần ma pháp tướng. Xem ra liên minh còn thật bỏ được ở trên mình ngươi bỏ vốn gốc, Nam Cung Trục Nguyệt vậy nha đầu, lại có thể đem vốn đều lấy ra, ha ha. Đông Phương Hạc hừ lạnh một tiếng, không trả lời lại, mà là điều khiển vậy tôn sấm sét pháp tướng, phát động tấn công. Hai người cũng không muốn ảnh hưởng đến cái này không mục nát trong thành người dân, vì vậy một cướp chính là mấy trăm ngàn mét, vượt qua vân tiêu, đến chân trời bỉ đoan. Nơi này coi như là Bất Hủ Chi Thành vòng ngoài. Vì vậy có mảng lớn chiến đấu khu vực. Hiện tại hai bên hai đại cường giả mở ra giao phong, đi theo mà đến Bắc Lạc Giang Lăng cùng Bắc Lạc Chết Hiểu liền không có chuyện làm. Bọn họ một người là Bắc Lạc gia tộc tứ trưởng lão, mà một người khác thì là Bắc Lạc Thiên Kiêu. Hai người ánh mắt khắp nơi liếc một cái, cuối cùng phong tỏa Diệp Thần. Tứ trưởng lão, không bằng chúng ta liên thủ đánh ngã vậy tiểu tử như thế nào? Nhìn qua giống như là liên minh mới đào tạo người tuổi trẻ. Nếu như giết chết, có lẽ còn có thể để cho liên minh đau tim, chuyện như vậy thế nào mà không làm chứ? Bắc Lạc Chết Hiểu dẫn đầu mở miệng trước nói. Bắc Lạc Giang Lăng mặt trầm như nước, hắn gật đầu một cái, uy nghiêm nói, cái này liên minh lá gan là càng ngày càng lớn, lại dám và chúng ta ngoài sáng đối kháng, nếu không phải là có người nhắc nhở, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới Đông Phương Hạc lại dám vào thành tới. Đúng là như vậy, ta cũng muốn thí một tí. Cái này liên minh người tuổi trẻ thực lực rốt cuộc như thế nào? Thống nhất ý tưởng sau đó, hai người cường giả lúc này không do dự nữa, ngang nhiên phát động công kích. Bắc Lạc Giang Lăng sau lưng áo bào đen không gió tự động, cùng đen sẫm hư không tinh thần liên hệ với nhau, vô số con rơi xòe cánh, hội tụ thành một đoàn to lớn mây đen. Bắc Lạc Chết Hiểu chính là triệu hoán ra một tôn bảy màu hắc tháp vàng, ánh sáng tràn ra, hơn nữa hàm chứa kinh tâm động phách linh lực chập chờn. Không muốn chết người có thể lựa chọn đầu hàng, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc từ nhẹ xử trí. Bắc Lạc Chết Hiểu nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghiêm nghị nói. Diệp Thần quay đầu lại, không giải thích được nhìn tên này một mắt. Hắn đang nghiên cứu Bất Hủ Chi Thành tế đàn pháp trận chỗ chỗ, có thể không có công phu để ý những người này. Đi! Diệp Thần ra lệnh sau đó, Long Uyên Thiên Kiếm bên trên, huyết long huyết khí phân hóa ra hai con quái vật. Cả người tràn đầy huyết khí, hướng chân trời bên kia xông tới. Bắc Lạc Chết Hiểu thúc dục khiến cho hắc tháp vàng bắn ra một đạo trùm ánh sáng, đem hai người máu tanh chiến sĩ đập thành bụi phấn. Mà sắc mặt hắn cũng thay đổi được 10 phần khó khăn xem. Làm nhục, đây là trắng trợn làm nhục. Tên này đối mặt bọn họ hai người,
lại có thể áp dụng như vậy qua loa lấy lệ phương thức công kích, không phải làm nhục là cái gì? Giang Lăng trưởng lão, xem ra người này thực lực rất cao à? Đối mặt ta ngươi hai người liên thủ tấn công, lại có thể như vậy chuyện qua loa lấy lệ. Bắc Lạc Chết Hiểu híp mắt lại, thân là Bắc Lạc gia tộc thiên tài, hắn vẫn là lần đầu tiên bị lãnh lạc như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền để cho hắn nhìn một chút lợi hại. Ngay chớp mắt, hai người cường giả điều động, đem Diệp Thần toàn bộ bao vây. Lúc này Diệp Thần đang điều khiển thần niệm, khắp nơi tìm kiếm, hắn thật giống như tìm được một ít đầu mối. Đang mấu chốt lúc đó, cũng không thể bị người quấy rầy. Huyết Long, cái này hai tên trước do ngươi tới vác một tí. Hắn nhưng lộ vẻ được thong thả, vận dụng thần niệm cùng Huyết Long nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Long Uyên Thiên Kiếm ngửa mặt lên trời ré dài, một cái Huyết Long nhất thời từ trong vọt ra, lên như diều gặp gió, oai rồng cuồn cuộn, màu máu tràn ngập ở giữa thiên địa, mười phần khủng bố hoảng sợ. Giống như ánh lửa đỏ tươi, chiếu sáng gần phân nửa Bất Hủ Chi Thành ngoại thành, tụ tập lại ngọn lửa giống như là một đóa mây hình nấm, rơi xuống sau đó khói thuốc tràn ngập ở trong thành. Vô luận là thành trì kiến trúc, vẫn là sơn xuyên cổ lâm, đều có huyết quang bóng dáng tràn ngập. Nhưng là đối phương hai người liên thủ phát ra một chiêu khí thế, thì lộ vẻ được càng rung động, trực tiếp xuyên thấu cái này tầng một thành lũy, tiến vào trong đó. Một cái hư ảo long ảnh mà thôi, đối bọn họ mà nói có thể coi là không được cái gì. Bắc Lạc Chết Hiểu lòng tin tràn đầy, không tin Diệp Thần có thể chống nổi một kích này. Nhưng là kết quả lại để cho bọn họ chặc chặc không dứt, bởi vì ánh lửa tản đi sau đó, khói thuốc trong đó huyết long như cũ sừng sững không nhúc nhích. Màu đỏ nhạt miếng vảy bị đốt đến đỏ bừng, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến nó sức chiến đấu. Thấy một màn này, hai người thần sắc đều là biến đổi. Con rồng này lại có thể không phải hư ảo bóng dáng. Làm công kích đánh tới trên người thời điểm, có thể làm bị thương thật thể. Vậy cái huyết long lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, tựa như có tự mình ý thức chiến đấu, mắt sáng lên nóng bỏng hồng quang. Theo tới liền là cả thân rồng duyên triển, long chảo khép lại. Máu ánh sáng màu đỏ, ngưng tụ thành căn căn nhọn gai, bao trùm ở thân rồng bề ngoài. Đây là huyết long ở Long Uyên Thiên Kiếm nắm giữ thiên phú kỹ năng một trong, máu vặn long kiếm. Màu đỏ ánh sáng lưu chuyển, rồi sau đó lại có thể xoay tròn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, huyết long khổng lồ kia đồ sộ ảnh ngay tức thì xông ra ngoài, nhanh chóng như sấm. Nhanh như vậy quyết tuyệt phương thức tấn công, để cho đối diện hai người mới lưu không đạt tới, đợi bọn họ kịp phản ứng lúc. Bất Hủ Thành bầu trời, lần nữa toát ra hai đóa diện tích không nhỏ mây hình nấm. Hừng hực lửa cháy bừng bừng cuộn sạch ra, hàm chứa cực kỳ cường đại chiếm đoạt có thể. Từ ngọn lửa trong tầng mây mặc đi ra ngoài Bắc Lạc Giang Lăng cùng Bắc Lạc Chết Hiểu áo quần có chút rách dưới, Bắc Lạc Giang Lăng nhận chịu ngay mặt nhất tập kích, đầu kia màu xám bạc sợi tóc bị cháy rụi gần một nửa. Bắc Lạc Chết Hiểu cánh tay phải tay áo bảo lại là biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một đoạn nám đen đoạn mặt. Người vận dụng thủ đoạn như vậy, thật sự là không nói võ đức. Bắc Lạc Chết Hiểu đỉnh đầu còn khói đen bốc lên, hắn chỉ Diệp Thần mắng to. Bắc Lạc Giang Lăng dứt khoát cách không lấy vật, cầm tới một mặt tấm gương, thấy mình nửa bên tóc đốt không có dáng vẻ sau đó, hận được cắn răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn nộ hận không được đem Diệp Thần cho ăn sống. Diệp Thần chính là chậm rãi, một chút cũng không nóng nảy. Hai người này thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng so với hắn tới kém không xa. Vì vậy Diệp Thần cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Mà ở chỗ này trong quá trình, những gia tộc khác người lục tục chạy tới, để cho Diệp Thần nhíu mày. Cái này một tí bọn họ chỉ sợ là lọt vào cạm bẫy bên trong, sự việc trở nên có chút khó giải quyết. Làm thế nào, còn phải tiếp tục tìm vậy kiểu đồ sao? Cân nhắc quyết định tay thuận bên trong nặn động pháp quyết, hư ảo thánh đường bóng dáng, như ẩn như hiện. Đem mấy người kia trấn áp tại lòng đất dưới, thoát thân không được nhúc nhích. Diệp Thần trầm tư hồi lâu, rồi sau đó gật đầu một cái. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chút tìm được tế đàn pháp trận lối vào, dẫn quân đội xông vào Cựu Nhật Minh, một khi hắn bỏ lỡ thời gian, vậy giả thiên ma đế thì thật sẽ bị đoạt xác. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Diệp Thần nhất niệm đến đây, không do dự nữa, hắn trầm xuống tâm thần, phát động chỉ thủy nhất kiếm lực lượng. Thiên địa cuồn cuộn, càn khôn vang vang, nguyên bản tinh không vạn dặm, lúc này lại có dị tượng hội tụ, ầm vang dội, đám mây lan tràn,
lộ vẻ được vô cùng là khủng bố. Diệp Thần đứng ở gió bão bên trong, áo bào đen lay động lên, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, thần tình lạnh lùng, ánh mắt siêu nhiên. Chết! Hắn nhàn nhạt phun ra cái chữ này. Người phía dưới rối rít làm hoảng sợ, bọn họ vốn định vây khốn Đông Phương Hạc các người mượn này tới đưa tới liên minh ẩn núp ám tử. Lại không nghĩ rằng cái này chi đội ngũ trong đó, lại có một cái như này tên lợi hại, liền Bắc Rơi gia tộc hai người cường giả đều ở đây ở trên tay hắn ăn tất. Chuyện gì xảy ra, người này vận dụng cực hạn võ đạo, rất khó đối phó, nhưng là liên minh bên trong tựa hồ không có nhân vật như thế đi. Không biết, có lẽ là liên minh bên trong mới tràn ra thiên tài. Phía dưới, trong thành mấy cái gia tộc cao thủ bàn luận sôi nổi. Chỉ thủy một kiếm, trừ ra đưa tới thiên địa hỗn loạn, vậy đưa tới một loạt dị tượng. Trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì một kiếm này lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ, trong đó vậy bao gồm mấy người của đại gia tộc, cũng là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Một khắc sau rung động cảnh tượng xuất hiện, chỉ gặp vậy trong hư không lại nứt ra một cái rộng lớn khe hở. Bọn họ nguyên vốn cho là, cái này là hết sức gửi kiếm đạo mang đến chấn động, nhưng người lanh mắt, nhưng trước tiên phát hiện trước vậy nứt ra hư không kẽ hở trong đó. Trong mơ hồ có một tòa tế đàn nổi lên, theo sát lúc đầu chính là vô tận thao ý trời. Các ngươi mau xem, cái khe kia trong đó, thật giống như có bóng người. Có thị lực thật tốt võ giả, chỉ vậy hư không kẽ hở, liền vội vàng nói. Nghe lời nói này, mọi người ánh mắt, lúc này mới rối rít nhìn về bên kia. Mênh mông hư không kẽ hở trong đó, đột nhiên có một tràng cảnh tượng chậm rãi xuất hiện, một hàng như pho tượng mọc như rừng người, tiến vào mọi người mi mắt. Bọn họ ở vào tinh thần bên trong, dõi mắt nhìn cùng vậy chư thiên tinh thần cùng yên tĩnh đứng sừng sững, không có chút nào sức sống. Thần sắc của bọn họ hoặc kinh ngạc, hoặc tức giận, cũng có một chút sợ hãi. Từ trong tất cả thấy một màn này người, đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ trong đó đã có người nhận ra, những cái kia pho tượng chính là năm gia tộc lớn nơi biến mất các đời trước. Năm đó vậy một cuộc chiến tranh vô cùng kịch liệt, đánh được trời đất u ám, sơn hà vỡ nát. Mà chính là ở tình huống như vậy dưới, hư không lối đi cũng bị phong bế. Rất nhiều cường giả rối rít chết, không gặp hắn tung. Nhưng hôm nay những người này nhưng ở chỗ này xuất hiện. Trong đó rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật cay đắng. Nếu hư không đã bể tan tành, vậy bọn họ vì sao còn có thể tái hiện hậu thế gian? Qua không lâu, trong thành mấy đại gia tộc cao tầng đều chạy tới, trong đó liền bao gồm vậy được gọi là tiểu nhân đồ sát Bắc Lạc Hoang. Hắn là hôm nay bất hủ chi thành người thống trị, thực lực thập phần cường đại. Kế Bắc Lạc gia tộc đời trước sau khi biến mất, hắn nâng lên cả gia tộc gánh nặng, trở thành bất hủ trong thành xứng đáng không thẹn người thống trị. Cả người thực lực đã bước vào thiên quân hàng ngũ, chút nào không thể so với hắn đời trước yếu. Những người khác thấy đây là chỗ trống ở giữa cảnh tượng cũng không khỏi kinh ngạc ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, chỉ có hắn, đáy mắt chỗ sâu có một màn nặng nề. Vào giờ phút này, thần ở trong vòng xoáy lòng Diệp Thần, lại cảm nhận được liền từng tia nhờ giúp đỡ hơi thở. Hơn nữa đều là tới từ cái này trong hư không. Thất lạc hư không sau khi mở ra, vậy một món đáng sợ không không hơi thở lặng lẽ hạ xuống. Mà Diệp Thần do dự một chút, vậy lựa chọn tiếp thu những cái kia tin tức nhờ giúp đỡ tín hiệu. Nháy mắt tức thì, vô số hình ảnh tràn vào hắn đầu óc bên trong, hội tụ thành một khối hoàn chỉnh mảnh ghép. Viễn cổ chinh chiến hình ảnh, ở hắn trong ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên. Ánh sáng vô tận bôn ba phun trào, đem nơi này mỗi một tấc không gian cũng thổi phồng được vô cùng thông suốt, giống như đại dương như vậy mênh mông bao la. Vậy trong hư không lộ ra người xem, bất quá là băng sơn một góc mà thôi, còn có nhiều hơn năm gia tộc lớn cường giả bị kẹt ở chỗ này, không cách nào chạy khỏi. Đám người phía dưới trong đó, có người nhìn thấu Diệp Thần đang cùng gia tộc của bọn họ đời trước thử nghiệm câu thông. Chúng ta được giúp hắn giúp một tay, hắn tựa hồ là có biện pháp giải cứu bị kẹt ở trong hư không các đời trước. Những người đó còn sống. Đám người nghe lời này, rối rít thần sắc chấn động một cái. Năm đó trận chiến ấy, rất nhiều gia tộc đời trước chết, đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện vô cùng là tiếc nuối sự việc. Bây giờ lại có cơ hội sống lại, vậy bọn họ đương nhiên là dốc hết sức, xuất thủ tương trợ. Đông đảo cường giả rối rít ra tay. Vừa muốn giúp Diệp Thần giúp một tay. Nhưng vào lúc này, một đạo quát ngắn tiếng truyền tới.
hắn nhưng mà kẻ địch, các ngươi chẳng lẽ muốn cứu địch nhân mệnh sao? Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người đều dừng lại, không ở quay đầu nhìn lại. Bởi vì người nói chuyện chính là Bắc Lạc Hoang, hắn đứng ở giữa không trung bên trong, tay cầm thần kiếm, uy phong lẫm lẫm. Vì sao? Có người không nhịn được hỏi một câu. Bắc Lạc Hoang chậm rãi đi tới, hắn đến mức, đám người rối rít tan đi, nhường ra một cái rộng rãi thẳng đại lộ. Bắc Lạc Hoang dừng bước, ánh mắt hờ hững. Không có tại sao, nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình, hiểu không? Bắc Lạc Hoang rút ra hắn vậy cầm thừa kế mà đến phong tuyết thần kiếm, ngay tức thì mang theo từng đợt sóng trình độ cao nhất võ đạo ý vận. Chỉ nghe được ông một tiếng run vang, thần kiếm ra khỏi vỏ, vô hình kia kiếm hồn, phun ra, hình thành vô cùng là cường đại kiếm ý. Bắc Lạc Hoang vốn chính là mấy tộc bên trong người mạnh nhất, hơn nữa là tuyệt đối thống soái, hắn nếu phát ra phần này chỉ thị, vậy thì đại biểu Diệp Thần các người hôm nay không chỗ có thể trốn, chắp cánh khó khăn bay. Người mới vừa dẫn động, cần phải là trong truyền thuyết không không có kiếm đạo chứ. Quả thật vô cùng lợi hại, chỉ bất quá người thực lực cảnh giới vẫn là quá là thấp kém, không cách nào chịu đựng nổi cái này không không có kiếm ý tàn phá. Bắc Lạc Hoang tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần vấn đề ở chỗ, hắn không cùng Diệp Thần tiếp xúc qua, cũng không biết Diệp Thần từ trước đến giờ thích vượt cấp khiêu chiến. Thương khung dưới, có một đạo kiếm quang rủ xuống, tự động đưa tới giết hại mộ đạo. Đó là Bắc Lạc Hoang đề nghị, hắn thừa dịp Diệp Thần lợi dụng không không chi đạo cùng vậy phiến hư không dung hợp lẫn nhau lúc đó, liền thúc giục kiếm của mình. Này cùng hành vi có chút hèn hạ, nhưng là vì không để cho sự việc bại lộ. Bắc Lạc Hoang lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đám người gặp một màn này, làm hoảng sợ, còn có người nghĩ ra mặt ngăn cản, nhưng là vừa nghĩ tới Bắc Lạc Hoang bá quyền thống trị, trong lòng liền có chút lo âu. Thần ma kiếm khí nhô lên phun trào, hóa là một đạo thần quang bổ xuống. Phong tuyết thần kiếm, mênh mông tuyết nguyên, sức mạnh to lớn vô cùng. Vậy một phiến băng nguyên ngay tức thì cháy, hóa thành sao hỏa lượn quanh gió tuyết, xuyên qua hư không. Uy lực thập phần cường đại, để cho người cực độ sợ hãi. Có người không khỏi là Diệp Thần cảm thấy lo lắng, bọn họ mười phần nhớ nhung mình cha chú, rất muốn tìm được chuyển cơ, nhưng cưỡng bức Bắc Lạc Hoang uy áp, giờ phút này đổi được do dự dự. Mà ở đó hư không lối vào, Diệp Thần nháy mắt tức thì mở ra hai tròng mắt, luân hồi huyết mạch, hết sức cháy. Nguyện vọng thiên tinh cùng tuyết giấu tinh thần, hai người chung nhau xây dựng lên phòng tuyến bao phủ lại Diệp Thần thân thể. Để cho vậy gió tuyết liệt hỏa kiếm quang đình trệ không tiến lên. Người kiếm ý này, liền hư không lực lượng cũng không từng điều động, lại làm sao có thể làm bị thương ta. Diệp Thần lời nói vang vang, mười phần tự tin. Lửa cháy bừng bừng gió tuyết, bị nguyện vọng thiên tinh ánh sáng dần dần nghiền. Ở đó trong hư không, hắn dòm ngó thấy qua lại chiến sự, vì vậy nhìn về cái này Bắc Lạc Hoang ánh mắt, vậy trở nên có chút nghiền ngẫm mà. Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Tin không tin ta để cho ngươi vĩnh rơi luân hồi, không được siêu sinh. Bắc Lạc Hoang cắn răng nghiến lợi, nghiêm giọng nói. Diệp Thần cười một tiếng, hắn trực tiếp đem vung tay lên, ngưng tụ thành một phiến quang vũ, dần dần biến ảo là nhảy vút đạt mấy ngàn thước ánh sáng. Ở đó ánh sáng bên trong có hình ảnh phun trào, hình như là đem qua lại hết thảy từ từ mở ra. Ngươi tên là Bắc Lạc Hoang đúng không? Thật là hiếu thuận tốt hậu bối. Lại liên cùng trong tế đàn ác linh tới phong ấn ngươi đời trước, còn để cho mấy gia tộc khác cũng theo đó gặp họa. Diệp Thần mở miệng nhàn nhạt nói, làm xong những thứ này, ngươi còn cướp lấy thành chủ vị trí, tay cầm quyền hành, qua được thích ý tự nhiên, cũng không biết những cái kia vì ngươi hiệu mệnh người trong lòng ý tưởng thế nào. Hắn nói nhàn nhạt cuộn sạch mở, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái gì, thì ra là như vậy, tuyệt không khả năng à. Bắc Lạc thành chủ làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Có chút hắn dưới quyền người biểu thị không tin, nhưng cũng có người xách lên nồng nặc nghi ngờ. Các ngươi chẳng lẽ quên, Bắc Lạc thành chủ chính là dựa vào giết ruột thịt phụ thân mà lên chức. Không thể khinh thường à. Phía dưới bàn luận sôi nổi, mà Bắc Lạc Hoang thần sắc thì đổi được càng ngày càng âm trầm. Thật là nhìn không ra, người thực lực nhỏ yếu, miệng lưỡi công phu ngược lại là rất lanh lẹ, đã như vậy. Vậy ta liền đưa ngươi đi xuống gặp Diêm Vương. Bắc Lạc Hoang lần này là hoàn toàn động sát tâm, hắn cho gọi ra một tôn băng tuyết cự thú, vắt ngang ở giữa thiên địa, há mồm phun một cái, thì có vô tận gió bão gào thét tấn công tới.
kiếm trong tay hắn, đã cùng cự thú hòa làm một thể, bạo phát ra ngập trời thần uy. Nhưng Diệp Thần nhưng chút nào không nóng nảy, hắn đem trong đầu bộ phận hình ảnh đoạn lấy ra, dung nhập vào vậy ánh sáng bên trong. Tiếp theo, phía dưới Bất Hủ Thành người liền gặp được một năm kia đời chinh chiến hình ảnh. Tứ đại gia tộc rất nhiều hảo thủ mở ra cuối cùng tỉ thí, người tới ta đi, nhảy vút đạt mấy trăm triệu vạn giảm không gian cũng bị bọn họ giày vò. Khi đó, mấy đại gia tộc kịch chiến say xưa, giết được đỏ con mắt. Bọn họ đang tranh đoạt tế đàn trận pháp quyền chủ đạo, ai có thể lấy được tế đàn đồng ý, cũng đã thắng một nửa. Nhưng là ai cũng không có phát hiện. Im hơi lặng tiếng tới giữa, có một đoàn bóng đen lặng lẽ đến gần, từ từ đi đến bên cạnh tế đàn. Bóng đen kia bắt đầu ngọa nguậy, lại từ không biết tên xó xỉnh chui vào tế đàn trong đó, hắn bóng người chậm rãi biến mất. Trong thành có không ít người thấy một màn này, nhất thời lớn cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy triệu hoán ra huyết long, há mồm gầm thét, thì có huyết khí nồng nặc phun ra ngoài. Máu kia khí ngay tức thì bành trướng, tăng trưởng tới mấy chục lần. Tại giữa trời đất bung ra, cùng vậy gió tuyết xa xa tướng lập. Bàn về uy thế, Diệp Thần không kém chút nào Bắc Lạc Hoang. Hắn bây giờ, thực lực so với trước tăng lên một đoạn lớn, cũng mà còn có mấy cửa cửu thiên thần thuật nơi tay, cho dù là mới vừa bước vào thiên quân không bao lâu tồn tại, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh bại hắn. Bắc Lạc Hoang đổi lại phương hướng công kích, định phá hủy vậy phát trí nhớ hình ảnh ánh sáng màn ảnh. Nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Ngươi cứ như vậy chột dạ sao? Liền để cho bọn họ liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Diệp Thần trên mặt nụ cười rồi rào, hắn đã từ hư không trí nhớ biết được, Bắc Lạc Hoang đã bị ác linh chiếm cứ thân thể, hiện tại toàn bộ Bất Hủ Chi Thành đều ở đây ác linh nắm trong tay dưới. Ác linh bản thể phụ ở tế đàn trận pháp bên trên, cùng những cái kia tứ đại gia tộc cường giả như nhau, bị thiên địa lực lượng phong ấn. Nhưng là, ác linh chiếm đoạt đường cũng không dừng lại, bản thể khốn tại trong hư không, mượn tế đàn trận pháp, vẫn có thể hấp thu lực lượng. Tương đương với nói mọi người đều bị phong ấn, thân thể không nhúc nhích được, thần hồn bị trấn áp, nhưng lại ý thức còn ở. Cái này trong cuộc sống thực tế còn có người không có tri giác, bị hư không giam cầm người ở, có thể gọi là tượng đá người. Bất Hủ Chi Thành ở giữa đám người thấy này cùng tình huống sau đó, không khỏi rối rít đổi sắc mặt. Bởi vì ở đó như mặt gương vậy bóng loáng mặt bằng bên trên, hiện ra năm đó viễn cổ đại chiến chân thực một màn. Mấy đại gia tộc đời trước, căn bản cũng không phải là vô duyên vô cớ biến mất. Khi đó bọn họ kịch chiến say xưa, đánh được trời long đất lở, nhật nguyệt không sáng, tinh thần ảm đạm, nhưng vào lúc này, một tôn tôn như băng đại bàng vậy vật thể từ không gian mà rơi. Hai bên đội ngũ đều ngừng lại, nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là Âu Dương gia tộc người, đều là bị phong ấn ở quan tài băng bên trong, tựa hồ là bị đông lại. Âu Dương gia tộc người đã cũng mất tích, đây không phải là bí mật, nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện, vẫn như cũ là đem đám người sợ hết hồn. Mọi người đều là giật mình không thôi, nhưng còn chưa cùng bọn họ kịp phản ứng, một món hắc khí cuộn sạch ra, ngưng kết thành nồng nặc băng sương mù, đem cái này phiến hư không vũ trụ hoàn toàn đông. Mà vậy tia hắc khí cuối cùng phụ ở một người trên mình, chính là Bắc Lạc Hoang. Hoặc là nói, Bắc Lạc Hoang cùng vậy tia ác linh hồn phách, đã sớm có liên hệ nào đó. Chuyện năm đó ngươi lại cũng có tham dự. Đông Phương Hạc dẫn đầu ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn Bắc Lạc Hoang. Những người khác cũng là đầy mặt không dám tin, bọn họ cho tới nay, liền tìm năm đó mấy đại gia tộc người mất tích chân tướng. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này cùng Bắc Lạc Hoang có liên quan. Điều tra thời điểm, Bắc chạy vào rừng rõ ràng ra rất nhiều lực. Chỉ có thể nói hắn ngụy trang được quá tốt, không có lộ ra phân nửa mã giáp. Thật sự là ngươi, đã như vậy ngươi tại sao còn muốn dẫn chúng ta những thứ khác hai tộc khai chiến, tạo thành lớn như vậy nhân viên thương vong? Chính là này lý, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nghi ngờ, hoài nghi, tức giận, thậm chí là chửi rủa, đập vào mặt, để cho Bắc Lạc Hoang thần sắc đổi được âm tình bất định. Làm liền làm, các ngươi còn có thể làm gì ta? Nguyên bản ta là dự định 1-2 năm sau đó, lại đem các ngươi toàn bộ chiếm đoạt, hóa là tế đàn chất dinh dưỡng, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không cần. Bắc Lạc Hoang tuét miệng cười một tiếng, hắn diện mạo dữ tợn. Trên mình khí thế cuồng bạo bắn ra bốn phía ra, hơn nữa vậy mái tóc dài nghênh gió lay động, giống như một tôn đứng sừng ở không trung ác ma.
Đối mặt đám người, thậm chí là hắn người nơi này ngựa, không có phần nửa sợ hãi, ngược lại cực kỳ phách lối. Đem người cái này vết nứt không gian dẫn ra thì thế nào, kẽ hở đã đem người đạo kiếm khí kia toàn bộ chiếm đoạt, ta cũng không tin, hao phí như vậy tinh khí thần kiếm ý, người còn có thể sử dụng lần thứ hai. Lời của hắn vừa dứt còn không bao lâu, liền chỉ thấy được một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, ngay sau đó, ngất trời kiếm mang phá không tới, tựa như mau lẹ sao rơi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lần này không chỉ là Bắc Lạc Hoang, liền người chung quanh đều ngẩn ra. Hắn lại có lớn mạnh như vậy bản lãnh, có thể phát động lần thứ hai kiếm pháp. Bắc Lạc Hoang trong lòng hoảng sợ, nhưng động tác trên tay rất nhanh, lập tức liền hiến sử dụng pháp bảo thần thông, có thể tiếp theo hắn nhưng hoảng sợ phát hiện, mình quanh thân không gian lãnh vực bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần một kiếm này, lại là đả thông quanh người hắn lãnh vực, mượn do khống chế không khí lưu động, hóa là dây thừng, muốn khống chế hắn thân hình. Có chút bản lãnh. Bất quá bằng vào này cùng biện pháp liền muốn vây khốn ta. Sợ rằng ngươi nghĩ quá buông lỏng. Hắn thả ra thần hồn linh niệm, muốn mượn này xông phá phong tỏa. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, lập tức thu hồi thần niệm, bởi vì hắn phát hiện chung quanh có một cổ lực lượng vô hình, đang thiêu đốt hắn thần nguyên. Bắc Lạc Hoang lập tức thu hồi cổ lực lượng này, vung ra một đạo linh khí bảo vệ thân thể. Nhưng là làm hắn làm xong điều này thời điểm. Vậy chỉ thủy nhất kiếm đã tới bên cạnh, tóe ra vô cùng ánh sáng. Bắc Lạc Hoang cắn răng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó đẩy về phía trước, từ bên cạnh trong hư không, có một tôn mõ tung tóe ra, hóa thành một đạo cứng rắn bình phong che chở, ngăn ở trước người của hắn. Phịch! Hai bên đụng nhau, khổng lồ kia mõ vậy không chịu nổi chỉ thủy nhất kiếm uy áp, vùng vẫy chỉ chốc lát sau, ầm ầm vỡ vụn. Một đạo nổ tiếng vang, rất nhanh thoáng qua. Bắc Lạc Hoang thừa dịp cái này trong chốc lát, nhanh chóng lui đến phía sau, mặc dù cách có chút khoảng cách, nhưng hắn như cũ gặp phải chấn động. Kiếm pháp này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật là vậy quá đáng sợ. Hắn thở hổn hển, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Thần cười khẽ một tiếng, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có cầm người này coi ra gì, mà vậy cái gọi là ác linh, bất quá là mượn hư không trận pháp mảnh vỡ, đem những cường giả kia toàn bộ đông lại mà thôi. Chỉ cần hắn vung ra một kiếm, là được phá. Diệp Thần xuất kiếm ngay lập tức, huyết long hư ảnh bay lên trời cao, tức giận gầm thét, toàn bộ bất hủ chi thành cũng vì vậy hơi run run. Tinh không trong đó, luân hồi ánh sáng lóe lên không ngừng, ngưng tụ ra đạo đạo xương máu. Mà những tu sĩ kia thấy vậy, từng cái cũng là thần sắc kinh người, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ cũng không muốn gặp phải ảnh hưởng đến. Diệp Thần sử dụng hư bia không gian đột phá lực lượng, ước chừng nháy mắt tức thì, liền tới đến Bắc Lạc Hoang trước mặt. Giờ phút này, lòng Uyên Thiên kiếm chiến minh không dứt, hình như là đột nhiên phủ xuống thiên thần, hướng còn ở rơi xuống trong đó Bắc Lạc Hoang đập tới. Bắc Lạc Hoang bị vậy thần quang đụng vào, khạc ra búng máu tươi lớn, mà hắn mặt ngoài trận pháp phòng ngự, xem thủy kính yếu ớt như vậy, ngay tức thì vỡ vụn. Đợi hắn nện trên mặt đất thời điểm. Sơn xuyên con sông đều bị liền chấn động, ngay tức thì bể tan tành. Vô tận sông lớn nước, bốc hơi hầu như không còn, mà nguy nga cao vút vách núi, chính là nứt ra vô số khe hở. Thiên địa biến đổi lớn, tất cả biến hóa cũng sinh ra ở trong nháy mắt. Người còn lại thấy một màn này, đơn giản là mau sợ ngây người. Tên này thực lực vậy quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới, lại có thể đem Bắc Lạc Hoang chém xuống ngựa hạ. Thực lực bực này thật sự là quá đáng sợ. Ta cũng không biết à, hắn tựa hồ là Đông Phương Hạc một nhóm bên trong. Chẳng lẽ nói Nam Cung Trục Nguyệt tìm tới Thái Thượng Thế Giới cao cấp thiên kiêu? Không biết, nhưng là theo ta biết, Thái Thượng Thế Giới người không cách nào vào đi, nơi này đại lộ căn nguyên cùng Thái Thượng nhưng mà tương bội, bọn họ đi vào, thực lực ít nhất phải suy yếu 50%. Bất hủ chi thành ở giữa rất nhiều tu sĩ bàn luận sôi nổi. Bọn họ hiện tại cũng không trong buổi họp trước trợ giúp Bắc Lạc Hoang. Tên kia nói chuyện như vậy phách lối, còn muốn đem bọn họ toàn bộ làm hiến tế vật liệu, kẻ ngu mới biết hiện tại đụng tới cùng Diệp Thần đối nghịch. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, không ai lên tiếng. Hắn quay đầu lại, nguyên thần như cũ cùng vậy phiến hư không tương liên tiếp, trong đó tiếng cầu cứu càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ phải đem cái này phiến mái vòm cho lật. Muốn cho ta cứu các ngươi đi ra, chỉ có một cái điều kiện. Theo như lời hắn điều kiện,
liền để cho hắn sử dụng một lần tế đàn trận pháp, tới tiến hành truyền tống. Diệp Thần lợi dụng thần hồn, truyền đạt ý niệm của mình. Những người đó hiện tại chỉ muốn thoát khốn, nơi nào để ý như vậy nhiều, vì vậy lập tức đáp ứng. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần mới quyết định cứu, hắn cảm thụ tầng mây kia bên trong truyền tới Phong Nhi. Một hồi, vô cùng là nhẹ nhàng, nhưng là làm hắn bỗng nhiên tăng tốc độ lúc đó, sinh ra uy lực, sẽ không yếu hơn một cái dao nhọn. Diệp Thần giơ bàn tay lên, đi xuống chân áp, nhất thời, bầu trời chỗ sâu kim quang đại thịnh, kim quang sáng chói chân áp xuống, huyễn hóa thành một vòng màu vàng kim che trời ngày. Cái này mặt trời gay gắt chiếu rọi vậy phiến hư không, theo thời gian rời đổi, coi như là vạn năm không thay đổi băng sơn gặp phải mặt trời xâm nhập sau đó, vậy sẽ không nhịn được nhảy ra thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Không, không nên như vậy. Bắc Lạc Hoang tức giận giống to, nhưng là đã không còn kịp rồi, ở nơi này vô tận thần trưởng bao phủ dưới, vậy bị đông lại hư không giống như cục băng ngay tức thì làm tan rã, mà bị vây hãm trong đó người vậy từng cái thoát khốn, cặp mắt lần nữa phát ra thần uy. Sau khi tỉnh lại bước đầu tiên, không ít người ánh mắt chính là phong tỏa Bắc Lạc Hoang, trừ Bắc Lạc người trong tộc người sẽ có chút thương hại ra, những người khác nhìn sang, đều là đầy mặt cừu hận. To gan Bắc Lạc Hoang, người cấu kết ác linh, giết hại mấy đại gia tộc, người phạm vào tội nghiệt, phải dùng hàng trăm triệu gấp vạn lần tới trả lại. Đông Phương gia tộc một tên trưởng lão bay trên trời lên, điểm ngón tay một cái, linh khí khổng lồ hội tụ thành ngút trời thần kiếm, hướng Bắc Lạc Hoang chém qua tới. Nhưng là lúc này, có mấy người khác rối rít lên đường, ngăn ở Bắc Lạc Hoang trước mặt. Hiện tại không thể giết hắn. Hắn đã chấp trưởng Bất Hủ Chi Thành, cùng nơi này khí vận nối liền thành một thể, không có đem hắn cùng Bất Hủ Chi Thành căn nguyên chóc, qua chút thời điểm mới có thể đem xử lý xong. Khác có một người nói như thế. Những gia tộc khác mấy tên trưởng lão rối rít đi ra, thấy bọn họ bình yên vô sự, Bất Hủ Chi Thành ở giữa người chợt hoan hô lên. Cứ như vậy, gia tộc của bọn họ liền có thể thoát khỏi không có cao cấp cường giả trấn giữ số mạng. Hơn nữa cũng có thể thoát khỏi Bắc Lạc Hoang thống trị tàn bạo. Vậy mấy đại gia tộc nhân vật dẫn đầu nhìn nhau một cái, sau đó trở lại Diệp Thần trước mặt. Lần này quả thật phải cảm tạ ngươi. Không biết tiểu huynh đệ họ quá mức tên vì sao. Ngươi tản ra kiếm đạo lực, ta tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Vậy Tây Môn gia tộc người dẫn đầu là một tên tóc dài phất phới người đàn ông trung niên. Hắn lúc này mở miệng hỏi nói. Diệp Thần. Thấy cái tên này thời điểm, bọn họ hơi suy nghĩ một tí, chợt có một người bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trắng bệch liền mấy phần. Chẳng lẽ ngươi chính là truyền thuyết kia ở giữa luân hồi chi chủ? Lần này bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì có Bất Hủ Chi Thành lãnh sự người thất kinh. Diệp Thần không có nói gì nhiều, coi như là thầm chấp nhận. Mà đây một tí, có thể làm cho cả Bất Hủ Chi Thành đều sôi trào. Diệp Thần thậm chí vậy có chút kỳ quái, mình thân phận cứ như vậy làm người ta kinh ngạc sao? Luân hồi chi chủ, ngươi rốt cuộc đi tới nơi này, chúng ta chờ ngươi đợi ngàn vạn năm. Diệp Thần nghe lời này một cái, nhất thời ngây ngẩn. Thông qua cái này mấy người giải thích, hắn mới biết được, Bất Hủ Chi Thành cho tới nay thì có một truyền thuyết. Lời đồn đãi ở một cái thời khắc, Bất Hủ Chi Thành sẽ rơi vào hắc ám, vạn kiếp bất phục, thời điểm đó bọn họ bị kẹt trong đó. Không cách nào tự cứu. Chỉ có một người tới, mới khá làm Bất Hủ Chi Thành đi ra khốn cục, lại lấy được quang minh. Người nọ chính là Luân Hồi Chi Chủ. Mấy người của đại gia tộc đương nhiên biết rõ phần này tiên đoán phân lượng, là do trăm ngàn năm trước Hoàng Kim Đại Tế Ti lưu lại. Năm đó Đại Tế Ti lưu lại phần này tiên đoán sau đó, liền như tây như gió phiêu tán, lúc này chết. Bọn họ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới Chúa cứu thế. Đừng nói mượn tế đàn trận pháp cho một dùng, coi như là muốn cho ra toàn bộ Bất Hủ Chi Thành, bọn họ vậy sẽ cân nhắc đi làm. Diệp Thần trong lòng kỳ quái, bất quá ngẫm nghĩ một tí, vừa có thể thư thái. Dẫu sao Luân Hồi Chi Chủ, trải qua rất nhiều, hắn nơi tiếp thu trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, còn có rất nhiều thiếu sót chỗ. Có lẽ này cùng tiên đoán, chính là đã từng trải qua, chỉ là hắn không có tiếp thu được bộ phận này trí nhớ truyền thừa mà thôi. Sau đó, Diệp Thần liền đi theo bọn họ đi tới tế đàn trận pháp, trong hư không ác linh bị mấy người của đại gia tộc liên thủ phản chế, lúc này đã là nhúc nhích không được, cùng theo Bắc Lạc Hoang, cùng nhau bị ép vào Bất Hủ Chi Thành ngọn lửa hầm giam. Mà tế đàn trận pháp chính là ở ngọn lửa hầm giam bên trên,
liên tục không ngừng thiên địa lực lượng tràn ra, chống đỡ hắn vận chuyển. Diệp Thần cùng mấy người bọn họ nói ra liền mình ý tưởng, muốn đem đại quân truyền tống tới Cựu Nhật Minh đi. Nghe lời nói này, Bất Hủ Chi Thành mấy đại gia tộc người dẫn đầu hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhíu mày. Bọn họ dĩ nhiên biết được trong này hung hiểm tính, mà Tổ Vô Thiên cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Hơn nữa từ xưa đến nay, từ không người nào dám làm ra như vậy cử động to gan. Luân hồi chi chủ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là chúng ta chưa bao giờ đã thử khoảng cách như vậy truyền tống. Cựu Nhật Minh ngoài cửa có thể là có vô cùng mạnh mẽ cấm kỵ cửa. Lấy chúng ta lực lượng sợ rằng không cách nào thúc giục. Trừ phi có thể tìm tới một tên thế gian cao cấp cường giả, bằng hắn lực lượng tới điều khiển lòng đất ngọn lửa, thiết lập truyền tống mục tiêu. Diệp Thần làm rõ ràng liền truyền tống nguyên lý sau đó, gật đầu một cái, chợt bóp nát một tấm linh lực biến thành ngàn hạt giấy. Hắn đem vị trí và tin tức chuyện đưa cho Nhâm Phi Phàm. Chỉ để cho Nhâm Phi Phàm tới thao túng tế đàn trận pháp, không hề sẽ dính vào Bất Hủ Chi Thành nhân quả. Xa ở không ngoài mấy dặm động phủ trong đó, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, vậy trong đó có trời trăng sao không ngừng lưu chuyển. Không sai. Lại có thể một người một ngựa hoàn thành chuyện này. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, ngay sau đó vận dụng cự kình thần thụ lực lượng, cưỡng ép xé ra một đạo vết nứt không gian. Hư không chảy loạn lao nhanh qua, gào thét không ngừng, một đầu màu xanh cự kình chui vào trong đó, theo nước chảy đi xuống đi, Nhâm Phi Phàm dẫm ở cự kình trên lưng, tự nhiên tự ý. Cũng không lâu lắm, tế đàn kia trận pháp vùng lân cận không gian sinh ra từng đạo sóng gợn, đây là trước kia chưa bao giờ có chuyện. Làm mấy đại gia tộc cao tầng cũng là chấn động. Ngay sau đó hư không vỡ ra tới, một đạo người quần áo trắng bóng bất ngờ xuất hiện, hắn tồn tại ở cái này ở giữa thiên địa, lại tựa như độc lập bên ngoài. Không câu chấp sung sướng, không câu một bó. Đây chính là truyền tống trận sao. Nhâm Phi Phàm đi tới nơi này đồng xanh màu sắc đại trận trước mặt, cẩn thận đánh giá. Hắn trong nháy mắt đó tốc độ, trên căn bản không người nào có thể bắt tung tích. Mấy đại gia tộc gia chủ sắc mặt đổi được hết sức nghiêm túc, trước mặt cái này nhóm cường giả, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể nhận biết phạm vi. Dám hỏi các hạ là? Một tên người cầm đầu dè đặt hỏi. Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm đơn giản báo ra mình tên chữ, cũng không sử dụng bất kỳ tiền tố. Ba chữ kia, liền đại biểu hết thảy. Nhưng danh tự này vừa ra, nguyên cái thiên địa đều tựa như làm kinh hãi, phong vũ lôi điện tụ đến. Bất Hủ Chi Thành trong đó ẩn chứa linh lực, sinh ra từng tia gợn sóng. Mà bọn họ nghe được cái tên này sau đó, hơi làm trầm tư, chợt sắc mặt đại biến. Nhâm gia thiên mệnh, Nhâm Phi Phàm. Năm đó có thể là cả chư thiên vạn giới cũng không có so lóng lánh tương lai tới tinh, hiện tại thì đã thành tăng đến như vậy kinh người nghe bước. Mấy đại gia tộc người dẫn đầu trong lòng ngầm ám hạ định quyết tâm, lần này nhất định phải giúp Diệp Thần cầm sự việc chuẩn bị xong. Ở Nhâm Phi Phàm trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Nhâm tiền bối, tế đàn này trận pháp còn có thể dùng sao? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, có thể, ta sẽ giúp ngươi thiết lập tốt trận pháp này lực lượng truyền tống cùng với mục tiêu, hơn nữa ở lại trận pháp này bên cạnh, nếu như ma tổ vô thiên có động tĩnh, ta liền sẽ xuất thủ đem ngăn lại. Được. Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất, hắn đi từng cái thông báo những thế lực kia, dưới mắt có thể lên đường. Cũng không lâu lắm, không gian sóng gợn lần nữa chấn động. Bất Hủ Chi Thành cấm chế buông ra sau đó, nhóm lớn người cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Dẫn đầu đi vào là ba đại cổ tộc đội ngũ, bọn họ vốn là ở vào hắc ám cấm hải trong đó, và Cựu Nhật Minh không hợp nhau, lần này lại là phái ra nhiều tên hảo thủ đánh trận đầu. Sau đó chính là cân nhắc quyết định chủ thủ hạ thế lực, bao gồm địa tâm vực tất cả gia tộc lớn. Mạc gia, Lâm gia cùng vậy ở trong đó. Độc lập cường giả lại là không hề thiếu, tỉ như sư tử vàng, đoạn đao tôn giả đều ở đây liệt, năm đó địa tâm vực đánh một trận hồng thiên kinh, muốn phá hủy toàn bộ màn hình là Diệp Thần kịp thời ra tay, đem đánh bại tài tránh khỏi tổn thất lớn nhất. Đồng thời Diệp Thần vậy cứu bọn họ cái này mấy người mệnh, hiện tại ân nhân có cầu, dĩ nhiên là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Thiên nhân vực bên kia, Tiêu Thủy Hàn và Vĩnh Hằng Thánh Vương vậy có cực mạnh lực hiệu triệu. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, liền có vô số thế lực chen chúc tới. Trừ cái này ra, lại là có một đầu khổng lồ hải thú, cuốn lên vạn nặng sóng, ở đó trong đó,
vô số binh tôm tướng cá gầm thét. Sóng lớn trung ương nhất, có một ngai vàng, người mặc màu xanh biếc xiêm áo, điềm tĩnh xinh đẹp Trương Đinh Linh ngồi trên đó. Chỉ cần nàng tay ngọc vung lên, các loại các dạng hải tộc chiến sĩ quơ binh khí, nguyện là hải đế đại nhân dâng ra sinh mạng. Từ vậy trong hư không, mấy đầu thể hình to lớn răng nanh thần thú xé rách cấm chế, tới chỗ này. Người cầm đầu chính là biến đổi là chiến đấu hình thái tiểu hoàng, hắn hướng về phía Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng. Ác mộng thần thú, hạ xuống. Từ các phe vọt tới cường giả, thật là để cho mấy người của đại gia tộc thẳng đổ mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, đất này tim vực, thiên nhân vực cùng với hắc ám cấm hải tất cả có thể vận dụng thế lực, cơ hồ đều là hội tụ ở chỗ này. Rốt cuộc là dạng người gì, mới có thể góp đủ đội hình như vậy? Không biết, ta may mắn là chúng ta được cứu sau đó cũng không có ỷ thế hiếp người, nếu không, sợ rằng bị khi vậy phương chính là chúng ta. Những gia tộc khác người rối rít gật đầu, đối với lần này tiếng nói biểu thị đồng ý. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, san sát tại bầu trời tới giữa, nhìn các nơi vào tới thế lực, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Các vị, cảm ơn các ngươi hôm nay tới tương trợ, phần ân tình này, ta Diệp Thần ghi nhớ. Diệp Thần nặng nề liền ôm quyền, cao giọng nói. Dưới đài lúc này vang lên nhiệt liệt đáp lại. Luân hồi chi chủ, cùng chúng ta không cần khách khí như vậy, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chúng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Đúng, nếu không phải là có ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta tông môn, sợ rằng sớm bị diệt. Địa tâm vực mấy lớn người tông môn, đều là nói như thế. Vậy sư tử vàng, toàn thân chói lọi sáng chói, hắn tâm tư vô cùng đơn giản, ai đúng hắn tốt, ai cứu hắn, hắn phải trở về báo tại ai. Đoạn đao tôn giả lại là trực tiếp làm, để cho Diệp Thần trực tiếp mang bọn họ giết đi vào. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy vui vẻ yên tâm. Năm đó cái đó hướng hắn nhờ giúp đỡ thiếu niên, lúc này đã thành tăng đến như vậy bước. Được, các vị, các ngươi nhiệm vụ là giúp ta ngăn lại những cái kia cựu Nhật Minh người, một khi đem Già Thiên Ma Đế giải cứu thành công, liền lập tức rút lui, nhớ, tánh mạng thứ nhất. Lần này đi trước, ta không muốn xuất hiện quá lớn thương vong. Diệp Thần nhìn bọn họ, nghiêm túc nói. Đám người rối rít cờ tung bay kêu gào. Hắn quay đầu lại, hướng Phi Phàm gật đầu một cái. Người sau lúc này hơi ra một chút linh lực, đem tế đàn kia trận pháp hoàn toàn mở ra. Vậy một cái không gian lối đi đã sớm xây dựng hoàn thành, nối thẳng cựu Nhật Minh tổng đàn. Giết! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn thúc giục trong cơ thể luân hồi huyết mạch, cháy sôi trào, đồng thời triệu hoán ra ba cây thiên kiếm. Huyết quang nổi lên, thẳng sông lên trời cao, mà huyết long hư ảnh chiếm cứ ở giữa thiên địa, con người lạnh như băng, khí thế bừng bừng. Tai khí cùng ma khí hòa chung một chỗ, hóa thành một cổ không gian phong bạo, cơ hồ phải đem thiên địa này che giấu. Diệp Thần hôm nay thực lực đã xưa không bằng nay, hắn chính là muốn cho phía dưới những người đó phấn chấn. Hai phía giao chiến, trọng yếu nhất chính là thế, một khi khí thế dậy rồi, là được tạo thành ngang dọc bãi hạp, hoành tạo thiên quân thế. Ba cây thiên kiếm đồng loạt xông ra, ở phía trước mở đường, Diệp Thần theo sát phía sau. Hắn ngưng tụ ra khổng lồ đấu chiến thắng Phật Pháp tướng, một chưởng vỗ xuống, toàn bộ không gian làm chấn động. Mà đây chấn động vừa ra, ngay tức thì liền xuyên thấu không gian thành lũy, đến cựu Nhật Minh bên trong. Vào giờ phút này, cựu Nhật Minh tổng đàn tụ tập không ít người. Bài binh bố trận, phòng bị xâm nghiêm. Trên đài cao kia, có một nơi tế đàn. Cả người bóng đen lượn quanh con rối đang ngồi ở trên đó, bị mấy chục cây đen nhánh xiềng xích cho buộc. Già Thiên Ma Đế bị trói buộc đứng lên, chỉ còn lại có hai cái con ngươi ở lại bên ngoài. Đen nhánh kia vật chất biến hóa thành sền sạch khôi giáp, đem Già Thiên Ma Đế toàn bộ bao vây. Cựu Nhật Minh đám người cường giả phụng mệnh trông coi, bởi vì không lâu sau, Ma Tổ Vô Thiên đem sẽ xuất quan, lần nữa đối hắn tiến hành đoạt xác. Lần này quyết không cho phép có lần trước sai lầm. Vì vậy bọn họ bày ra tầng tầng phòng ngự. Bất quá ngay tại lúc này, hư không đầu xa đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở vòng xoáy, chợt thành hình. Mấy tên chiến sĩ có chút nghi ngờ, bọn họ lấy làm cho này là Ma Tổ Vô Thiên xuất quan lúc nơi tản ra dị tượng. Nhưng là một khắc sau thao thiên lực lượng mãnh liệt tới, huyết khí tràn ngập bầu trời mênh mông, một cái chiều dài vạn trượng huyết long, đạp phá hư không, ngửa mặt lên trời chấn động khiếu,
chỉ là sóng âm truyền ra, liền tiếng chấn động vạn dặm, trùng điệp không ngừng, đem dọc đường cựu Nhật Minh cường giả toàn bộ bạo thành phấn vụn. Còn lại canh phòng rối rít là rung động, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể cường hãn như vậy. Vậy huyết long sau đó, có tai khí cùng ma khí phân biệt một trái một phải cuộn sạch ra, thật là phải đem mảnh thiên địa này nuốt mất. Hơn 10.000 tên cựu Nhật Minh cường giả bị sóng khí này đòn nghiêm trọng tan tành, bị xé được hình thần câu diệt. Chấn thủ biên hoang 16 ma tướng một trong cuồng phong ma tướng lúc này cũng là kinh hãi muốn chết, ở chỗ này cùng công kích tới sắp trước, hắn căn bản cũng chưa có nửa điểm báo trước. Mau, không còn kịp rồi, thành lập trận pháp, đem cản lại. Cuồng phong ma tướng lớn tiếng giống giận, hắn lúc này chắp hai tay, bốn phía hư không gió bão làm phun trào, theo hắn hai cánh tay xé mở, một đạo có chừng vạn thước cao cuồng sát gió bão, bỗng nhiên thành hình. Giết! Cuồng phong ma tướng, thân thể nghiêng về trước, giống như là hiệu lệnh nhìn quân tướng quân, vậy hiệp bọc cát vàng bụi đất gió lốc lớn đi về trước tập kích bất ngờ đi, ào ào, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, vạn vật đều là bể. Đối mặt này cùng cuồng bạo công kích, vậy huyết long không sợ chút nào, to lớn mắt rồng trong đó có ngút trời huyết khí, như càn khôn lãng ngày, chiếu sáng mặt đất. Huyết long thân hình khổng lồ để ở vậy không gian phong bạo, hai người không ngừng dây dưa, gầm thét, gào thét. Mà lúc này, không gian sóng gợn từng trận phun trào dưới, vô số cường giả từ vậy rộng rãi trong lối đi giết đi ra. Có người tộc, có thú tộc, còn có chí cao vô thượng thần linh nhất tộc, binh tôm tướng cá theo sát phía sau, các loại các dạng người xâm lăng, để cho cựu Nhật Minh đám người cường giả tại chỗ liền xem bối rối. Cái này, đây là làm sao hồi? Có người lời còn chưa nói hết, liền bị vô tận cuồng chiều nuốt mất. Những thứ khác ma tướng rất nhanh kịp phản ứng, dẫn đội ngũ điền vào lỗ hổng, ngăn cản đại quân tấn công. 16 ma tướng, lúc này có 5 cái đang ở chỗ này, bọn họ phân biệt dẫn bộ hạ trấn thủ 5 phương. Trừ ra phong vũ lôi điện 4 đại ma đem ra, còn có tử long ma tướng vậy ở trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, gió lớn, ngươi trấn thủ hư không xảy ra vấn đề gì. Mưa xối xả ma tướng không khỏi giận kêu, hắn nơi này phòng tuyến đã không chịu nổi gánh nặng, rất nhanh sẽ bị những cái kia binh tôm tướng cá chìm ngập. Ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai? Cuồng phong ma tướng, lúc này vậy rất tức giận giận. Hắn nơi chú đóng vậy một mảnh đất giới bị vô tận huyết long phá vỡ, chịu tổn thất to lớn. Chuyện này hắn còn không chỗ nói phải trái đi đâu. Hai người ma tướng đang muốn cãi vả, lại bị tử long ma tướng cho ngăn cản. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Tử long ma tướng thấp tiếng giống giận, những thứ khác ma tướng cũng không dám ra ngoài tiếng nói chuyện. Tử long ma tướng chính là 16 ma tướng bên trong hạng thứ 2 tồn tại, thực lực thập phần cường đại, sức một mình, liền có thể đối phó bọn họ phong vũ lôi điện 4 đại ma đem liên hiệp ra tay. Luân hồi chi chủ, quả nhiên vẫn phải tới, không ra ma tổ bệ hạ sở liệu, thậm chí còn mang tới viện quân. Tử long ma tướng nhìn vậy phiến, vét sạch nửa cựu Nhật Minh chiến trường, khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ dị. Mặc dù nói không ngờ rằng loại chuyện này, nhưng vậy thì thế nào đâu. Mạnh mẽ đi nữa quân đội, đều không cách nào chấn giết ma tổ bệ hạ. Các ngươi canh kỹ tứ phương chiến trường, hoang cổ thiên ngưu, thiên thanh hồ bọn họ rất nhanh liền sẽ tới đạt, để cho ta đi gặp một lát vậy luân hồi chi chủ. Nói xong, tử long ma tướng phóng lên cao, cái này viễn không chỗ sâu, truyền ra một đạo trầm thấp long ngâm gầm thét. Một cái chiếm cứ nửa chân trời tử long bay lên không, chính là tử long ma tướng. Gió nhỏ lẫm lẫm, kim quang lân lân, cả người tử ý tràn ngập, vô cùng cường hãn. Màu tím, đại biểu cao quý tao nhã. Mà đây cái màu tím tử long ma tướng, là rất nhiều long tộc làm trong quý tộc, sanh ra chính là trời xanh cường giả, tu luyện tới trạng thái tột cùng, tùy ý vẫy đuôi, là được trấn vỡ tinh thần. Cái đuôi của hắn liền vung. Vậy vùng lân cận rất nhiều liên quân kêu thảm một tiếng, ngay sau đó máu thịt nổ tung. Lại là tử long nhất tộc cường giả. Liên quân một khối, sư tử vàng cảm ứng 10 phần mãnh liệt, trong cơ thể hắn giống vậy chảy xuôi cao quý hoàng kim huyết mạch. Vì vậy đối với này cùng huyết mạch tồn tại, sư tử vàng 10 phần mâu thuẫn. Nó dương ra răng nanh, thấp tiếng giống giận. Cả thân kim quang hóa thành ngất trời chiến ý, nhắm ngay vậy tử long ma tướng. Đừng đi! Ngươi không phải hắn đối thủ. Một đạo luân hồi giọng run rẩy ở sư tử vàng bên tai kêu nhẹ, làm nó nhất thời sửng sốt một chút.
người nói chuyện là Diệp Thần. Hắn biết sư tử vàng 10 phần dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa rất nhiều một viên không sợ chi tâm, dám khiêu chiến tất cả đối thủ. Nhưng cũng không phải là bất kỳ đối thủ, nó cũng có thể tranh tài một cái. Trước mặt cái này Tử Long ma tướng, cho dù là hắn, cũng phải bày trận mà đợi, không dám có buông lỏng. Khổng lồ kia Tử Long mắt, còn mang có chút điểm vòng xoáy, hắn cả người trên dưới ánh sáng bắn ra bốn phía. Màu tím miếng vảy như mộng như ảo, làm người ta say mê, thâm thúy lại tôn quý. Không biết lại có bao nhiêu người thán phục, cái này Tử Long khí chất tôn quý. Luân hồi chi chủ, người tuổi không lớn lắm, can đảm cũng không nhỏ, có thể biết đây là nơi nào. Tử Long ma tướng thanh âm vừa ra, cuốn sạch toàn trường, tất nhiên có một cổ uy nghiêm, tích chứa trong đó. Diệp Thần cười nhạt, làm sao, như thế nhiều khách nhân đến này viếng thăm, chẳng lẽ các ngươi không hoan nghênh phải không? Lời này vừa ra, nhất thời để cho Tử Long ma tướng đều ngây dại. Đem xâm lược nói thành làm khách, thế gian sao sẽ có như vậy mặt dày người vô sỉ? Hừ, hiện tại ngươi ngược lại là mạnh miệng, đợi một hồi ngươi liền không cười nổi. Tử Long ma tướng thấp giọng quát lạnh, nhất thời uy áp cường đại từ trên trời hạ xuống, cuốn sạch qua tới, vạn cổ bất diệt oai rồng, giống như là vẫn thạch vậy rơi xuống, nhắm ngay Diệp Thần ở địa phương đó, làm không cách nào thoát khốn. Diệp Thần cả thân linh lực chấn động một cái, đem chung quanh đây tác chiến liên quân bóng người cũng cho đánh văng ra. Bọn họ nếu như dính vào cái này cùng oai rồng, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ muốn nổ tung lên, tan thành mây khói. Tử Long ma tướng, nghe nói các ngươi 16 ma tướng trong đó xếp hạng thứ nhất tồn tại chưa bao giờ ra khỏi mặt, đã như vậy, vậy ngươi vì sao phải xếp hạng thứ hai đâu, đã nhiều năm như vậy. Ngươi cam tâm sao? Diệp Thần nói giống như một cây gai, hung hăng ghim chúng Tử Long ma tướng tim. Nhưng hắn lại là nhân vật nào? Trải qua chư thiên đại chiến cùng tất cả lớn nhỏ vô số thịnh thế, lại sao sẽ bị Diệp Thần vài ba lời chọc giận? Ngươi quá nhiều lời, hay là đi chết đi? Tử Long ma tướng mặt không cảm giác, hắn cả người trên dưới màu tím miếng vảy tỏa sáng lấp lánh, cùng vậy cuồn cuộn oai rồng có chút hô ứng, toàn bộ không gian đều bắt đầu đổi được vặn vẹo, tựa hồ phải bị biến dạng. Bất quá là một cái Tử Long mà thôi, có cái gì có thể phách lối? Xem bản đại gia cầm ngươi cho nghiền thành trùng. Đạo này khinh thường thanh âm là huyết long truyền tới. Hắn ngưng tụ thân thể sau đó, chính là cùng năm móng kim long đều có sức liều mạng. Trước mắt Tử Long ma tướng mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại hắn mà nói, coi như không được cái gì. Diệp Thần nghe xong, khẽ mỉm cười. Hắn cặp mắt híp lại, 10 ngón tay đang không ngừng kết ấn. Mà hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ngũ hành bát quái, lục đạo luân hồi. Huyết long, buông tay chiến đấu đi. Hôm nay chính là ngươi dương danh lập vạn thời khắc, cái này Tử Long ma tướng mùi vị cũng không tệ. Diệp Thần hành động này là phải đem huyết long hoàn toàn từ Long Uyên Thiên Kiếm bên trong thả ra. Tuy nói huyết long trước đã có hoàn mỹ thân xác cùng thần hồn, nhưng nếu là thoát khỏi Long Uyên Thiên Kiếm, cũng không thể mượn Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng. Cho nên Diệp Thần đem Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng phản hồi tới huyết long trên mình, để cho hắn đi ra ngoài. Chỉ đợi chốc lát. Long Uyên Thiên Kiếm kịch liệt lay động, toàn cho dù là tách thả ra vô cùng màu máu ánh sáng rực rỡ. Cường đại xé lực, để cho hư không văng tung tóe, tất cả ảo ảnh đều bắt đầu vặn vẹo. Một cái huyết long nhàn nhạt nổi lên, tựa như do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành, cả thân màu máu long văn, từ đầu tới chân không ngừng lan tràn, ẩn chứa phù văn thần bí lực lượng. Mà huyết long phía trên đỉnh đầu, chính là có hư ảo kiếm ảnh như ẩn như hiện. Giờ khắc này, Long Uyên Thiên Kiếm trở thành huyết long bản thể chi nhánh. Diệp Thần đứng ở cách đó không xa, vui mừng nhìn một màn này, khá là hài lòng. Huyết long trải qua nhiều lần dung hợp, hiện tại đã hoàn toàn trở thành long tộc trong đó chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mọi người không biết huyết long, chỉ biết Long Uyên Thiên Kiếm. Hôm nay, Diệp Thần liền muốn để cho huyết long dương danh lập vạn, hoàn toàn ở chư thiên vạn giới, đánh vang danh tiếng. Hừ! Bất quá là một đạo có chút cơ duyên tạp long mà thôi, chỉ có thể phụ thuộc vào tại thiên kiếm mà sống, ta đây muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tử Long ma tướng khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn tốc độ nhanh như phù quang, thoáng qua tới giữa thì đã lướt qua vạn dặm khoảng cách, tới huyết long bên cạnh. Ở trong một cái chớp mắt này không gian cũng ngưng tụ, đổi được vô cùng chậm chạp.
Cái này Tử Long ma tướng không gian thần thông lại như vậy đáng sợ. Diệp Thần thấp giọng thì thầm. Nhưng là tại hắn mà nói, không sợ nhất chính là không gian phong tỏa. Không biết không gian quy luật, cùng ngươi cái này thần thông ai tăng thêm một bậc. Diệp Thần lúc này cười nhạt, mặc dù Linh Nhi còn chưa xuất quan, nhưng hắn sử dụng hư bia, vận dụng hư linh thần mạch, thấp giọng lẩm bẩm pháp chú, tự thân thuộc không gian lãnh vực, ngay tức thì phóng thích. Mà cổ lực lượng kia vậy truyền tới huyết long trên mình, một cái chớp mắt, khổng lồ huyết long hư ảnh liền nhanh chóng lui về phía sau. Cái này làm cho ngay sau đó mà đến Tử Long ma tướng nhào hụt. Cái gì? Tử Long ma tướng nhất thời rất kinh hãi. Hắn rõ ràng đã phong tỏa chung quanh đây không gian, ít nhất phải 5 tức sau đó đối phương có thể thoát khốn. 5 tức thời gian, đủ hắn đem đối phương xé thành mảnh vỡ. Nhưng là hiện tại, điều này huyết long nhưng trước thời hạn tránh thoát hắn trói buộc. Còn có bản lãnh gì cũng xử xuất ra, để cho ta xem. Tử Long ma tướng, nhất thời làm giận dữ, mà huyết long đối mặt hắn cuồng bạo, công kích vậy chút nào không uổng, nâng lên long thủ huy động sắc bén long chảo liền nghênh đón. Lưỡng long đụng nhau, màu tím cùng ánh sáng màu đỏ xen lẫn mà động, như sấm bạo tránh. Hai bên rơi vào kịch chiến. Mà Diệp Thần bóng người nhưng là biến mất không gặp, trong mấy hơi thở, hắn đã tới tế đàn vùng lân cận. Già Thiên Ma Đế đang ở chỗ này, hắn bị cũi khóa giam lại, giống như là đợi làm thịt heo dê. Những cái kia xiềng xích đi thông hắc ám chỗ sâu, không biết là do cái gì vật liệu chế tạo thành, tràn đầy nồng nặc khí âm tà. Đối với Già Thiên Ma Đế linh khí, đơn giản là hình thành cực lớn áp chế. Diệp Thần thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa giận. Cái này đáng chết cựu Nhật Minh, lại dùng như vậy phương thức đối đãi bạn hắn. Ma Đế, ngươi đợi một chút, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận dụng hắc ám nguyên phù. Chỉ có hắc ám mới có thể chống lại hắc ám. Một hồi như có như không hắc ám khí tức, giống như một con rắn độc chui ra ngoài, quấn quanh ở xiềng xích màu đen trên. Đồng thời, Diệp Thần vận dụng bụi gai vương miện lực lượng, trước khi bụi gai vương miện, một mực tồn lưu ở đó tàn tạ thần ma chiến trường chỗ sâu, bị ác linh lợi dụng, vì vậy dính liền một ít tà ác hơi thở. Bất quá lúc này, trận này tà ác hơi thở nhưng là có thể là Diệp Thần sử dụng, phát huy công hiệu lớn nhất. Thần bí kia hắc ám xiềng xích, lúc này gặp khó hiểu lực lượng giam cầm, phảng phất là bị một con rắn cho quấn vòng quanh, từ từ biến nhỏ, tiêu tán ở vô hình tới giữa. Rơi vào vô tận bóng tối Già Thiên Ma Đế, lúc này vậy phảng phất có chút phản ứng, hắn từ từ ngẩng đầu lên thấy Diệp Thần, ánh mắt phun trào. Hắn há miệng một cái nhưng không phát ra được nửa câu tới, bởi vì lúc này toàn thân hắn lực lượng đã bị vậy hắc ám xiềng xích cho hút khô hơn nửa. Cựu Nhật Minh người sở dĩ này vậy cách làm, là muốn móc sạch Già Thiên Ma Đế thần hồn cùng linh niệm, để cho ma tổ vô thiên tiến hành kế tiếp đoạt xác. Ngươi không nên tới. Già Thiên Ma Đế dùng yếu ớt thanh âm, đứt quãng nói. Diệp Thần đưa ra một cái tay, ấn ở hắn bả vai bên trên, liên tục không ngừng linh lực tiếp liền tràn vào, thay hắn khôi phục thể lực. Không, cho dù không người tương trợ, ta cũng muốn tới. Diệp Thần quả quyết nói, ngươi là bạn của ta, cũng là huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Thêm nữa, như nếu thật để cho ma tổ vô thiên đoạt xác thành công, sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ gặp ương. Về tình về lý ta cũng phải ra tay. Già Thiên Ma Đế trên mình hắc ám trói buộc sau khi biến mất, trên mình nơi đông lại sềnh sệt khôi giáp vậy dần dần tiêu tán, lộ ra vậy trương trắng nõn khuôn mặt anh tuấn. Vào giờ phút này, hắn cầm thật chặt Diệp Thần tay, bỗng nhiên lúc này cười. Cái này cùng ân tình, ta sau này phải như thế nào báo đáp ngươi? Diệp Thần vậy cười nói, sau này và Vũ Chỉ Giao đi một vòng chư thiên lúc đó, nhớ thu góp các nơi rượu ngon. Trở về mang cho ta là được. Được, vậy một lời đã định. Một lời đã định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chỉ chốc lát sau, Già Thiên Ma Đế khôi phục thực lực, giờ phút này trong cơ thể hắn phun trào ra tinh khiết luân hồi máu, mặc dù chỉ có một lần ngắn ngủi tăng lên, nhưng vậy đủ hắn khôi phục. Ánh mắt hai người chớp mắt, sắc mặt chợt lạnh. Tiếp theo chính là bọn họ đại khai sát giới thời khắc. Diệp Thần trực tiếp vận dụng 8 bộ phù đồ khí, đây cũng là hắn nhất muốn gì được nấy một trong thủ đoạn. Phật quang ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, trên hết chánh đạo ánh sáng, đối với những thứ này ngày cũ thời đại ma tu võ giả có cường đại lực uy hiếp.
Vì vậy hắn đến mức, tất cả phòng ngự cùng với bảy trận, cũng như dễ như bỡn vậy tan vỡ. Già Thiên Ma Đế lần trước vì che chở Diệp Thần các người chạy trốn, nổ trên mình bảo khí thất sát vạn ma bình. Nhưng ở yên lặng lúc đó, hắn hiểu thấu đáo một ít căn nguyên pháp thuật, thực lực so trước kia đổi được cường đại hơn. Huy trưởng một chụp, vạn đạo ma quang ngang nhiên rơi xuống, mỗi một đạo cũng như sơn nhạc nguy nga, trực tiếp đem cựu Nhật Minh cường giả trấn áp. Bắt được cái này, Diệp Thần tạm thời xóa đi hoang ma thiên kiếm trên thuộc về hắn dấu vết, hơn nữa đi trong đó quán chú cường đại luân hồi lực lượng. Sau đó ném cho Già Thiên Ma Đế. Theo lý mà nói, tám đại thiên kiếm nhất sớm nhận chủ, liền không thể tùy tiện thay đổi. Nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, cái này cùng chuyện nhỏ không nói ở đây. Chỉ cần hắn nguyện ý, đem hoang ma thiên kiếm đưa cho Già Thiên Ma Đế đều có thể. Già Thiên Ma Đế nhận lấy cái này cầm thiên kiếm, nhất thời cảm nhận được liền một hồi mênh mông bao la ma khí. Lúc này kinh ngạc xúc động. Cái này tám đại thiên kiếm, quả nhiên là thế gian cường đại nhất kiếm đạo. Hơi vừa tiếp xúc, là được cảm nhận được tích chứa trong đó vô cùng năng lượng. Có cái này hoang ma thiên kiếm làm nền tảng, Già Thiên Ma Đế nhất thời lòng tin tăng nhiều, hắn ngưng tụ lực lượng, vung ra một kiếm, thật giống như trẻ qua sóng như vậy, nhấc lên từng cơn cuồng chiều. Hai người hợp lực một kiếm, cho dù là vậy cuồng phong bạo vũ hai đại ma tướng cũng không cách nào ngăn cản, rối rít sắc mặt đại biến, đi phía bên ngoài né tránh. Xa xa, còn ở cùng huyết long kịch chiến tử long ma tướng, thấy một màn này, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nếu như mình không nghiền ép huyết long, thế cục trước mắt ảnh hưởng, chỉ sẽ hơn nữa gay gâu. Tử long ma tướng không do dự nữa, gia tăng tấn công lực đạo, nhưng là huyết long nhưng rất thông minh, căn bản cũng chưa có cùng hắn quyết sanh tử một cái dự định, chỉ là muốn hao hết thời gian. Hắn vào, huyết long lui, hắn lui, huyết long vào. Có thể hết lần này tới lần khác tử long ma tướng lại cầm huyết long không có biện pháp. Đối phương huyết mạch, thần thông, cùng với uy thế, cũng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí ở sát ý phương diện tăng thêm một bậc. Long bạo thần quang. Tử long ma tướng rốt cục thì không nhịn được, lúc này cựu Nhật Minh đã toàn diện rơi vào hạ phong, nếu như lại như vậy dây dưa, sợ rằng Già Thiên Ma Đế thật sẽ bị mang đi. Ma tổ vô thiên lúc này còn đang bế quan trạng thái. Không cách nào can dự. Đợi hắn sau khi xuất quan, nếu như biết được tin tức này, sợ rằng sẽ rất tức giận, giận cá chém thất tại bọn họ vậy nói không chừng. Hắn cũng không muốn tiếp nhận ma tổ vô thiên trừng phạt, như vậy luyện ngục mùi vị quá khó khăn chịu đựng. Hắn cả người trên dưới miếng vảy kịch liệt run rẩy, tự nhiên ra vô tận tử lôi ánh sáng, cùng ngày trước ăn thông, sát thời gian, nguyên cái thiên địa làm rung động. Cái này tử lôi chính là thoát thai tại trong vũ trụ lôi mưa tinh thần, vô số năm trước, xa ở thời đại viễn cổ, khi đó còn phồn vinh thịnh vượng long tộc, luyện hóa vậy cùng vực ngoại vũ trụ tinh thần lôi lực. Cuối cùng là bọn họ tử long nhất tộc thừa kế này cùng thần thuật. Tuy nói bây giờ long tộc đã không có ở đây cường thịnh thế, nhưng được đem lão, tức nước vỡ bờ, huống chi hắn còn lấy 16 ma tướng bên trong hạng thứ 2 thân phận trú đóng ở cựu Nhật Minh, có thể nói là tuyệt đối cao tầng. Đường đường thứ hai ma tướng uy phong, làm sao có thể để cho một cái tên chưa từng có ai biết đến huyết long cho tiêu diệt. Tử long ma tướng ánh mắt đổi được cực kỳ oán độc, hắn toàn bộ thân rồng đứng thẳng lên, vậy vô tận sấm chớp mưa bão ở trước mặt hắn hoảng sợ thành hình. Đi chết đi! Tử long ma tướng giống to, khí thế 10 phần ác liệt. Như sấm âm, chấn nhiếp bốn phương. Đối mặt này cùng ngập trời thế công, liền liền huyết long cũng là tái máy cái đuôi. Đem cả thân huyết khí mở tới cực điểm. Cùng là long tộc, hắn mặc dù du ngoạn huyết mạch đứng đầu, nhưng cái này tử long ma tướng có tử long truyền thừa, đồng dạng không kém. Như vậy thông thiên hoàn toàn thủ đoạn công kích, hắn được cầm ra 120% tinh thần tới đối phó. Ngay tại lúc này, huyết long bên tai vang lên Diệp Thần thanh âm. Huyết long, bụi gai vương miện lực lượng giao cho ngươi điều khiển. Đánh bại tên này, như có thể hấp thu huyết mạch hắn lực. Đối với người tu vi tăng trưởng rất có ích lợi. Diệp Thần nói để cho huyết long nhất thời chấn động một cái. Hắn cảm giác mình trên trán nhất thời dài ra con thứ ba quả nhãn, huyết khí tự nhiên nảy sinh, cõi đời này căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Như vậy hơi thở, là ta mong muốn. Huyết long nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vậy liên tục không ngừng bụi gai huyết lực tiến vào hắn trong thân thể,
làm tươi đẹp màu đỏ vảy rồng, đổi được thâm trầm mấy phần. Giờ khắc này, hắn chiến ý tựa như truyền tới toàn bộ vân tiêu trong đó, màu máu bầu trời cũng đổi được 10 phần ảm đạm. Đầy trời sấm chớp mưa bão tựa hồ vậy sinh ra chút biến hóa, lúc này đổi được vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, Tử Long ma tướng từ trong đó cảm nhận được là sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ viễn cổ hồng hoang truyền thừa xuống thần thông, lại có thể sẽ vào lúc này sinh ra ý sợ hãi. Ngươi dùng là loại gì thần thông? Mau nói cho ta. Tử Long ma tướng đổi được 10 phần hoảng sợ. Hắn ở các loại long tộc thần thông cùng bảo thuật bên trong, chưa bao giờ thấy qua như vậy nhiếp tâm hồn người khí thế. Huyết Long chính là cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Nói xong, chỉ nghe hôm nay không ùng ùng truyền ra vang lớn. Một màn kia chiến ý cuộn sạch mở ra, đi đôi với huyết khí nồng nặc, đè được người không thở nổi. Không ít người đều cảm thấy kinh ngạc, rối rít quay đầu trông lại, chỉ gặp tầng mây chỗ sâu, vậy Huyết Long đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Tử Long ma tướng chính là lộ vẻ được có chút kinh hoàng. Huyết khí cùng lôi quang sinh ra va chạm, giống như một đóa mây hình nấm bay lên, ở cái mây bên trong nổ tung, không ít người đều bị cuốn vào trong đó. Đang đối chiến một số người lúc này làm hoảng sợ rối rít hạ lui, hơn nữa xông ra phòng ngự thần thông, trong thoáng chốc, toàn bộ chiến trường đủ mọi màu sắc ánh sáng bay lên. Vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quá đáng sợ đi. Có cựu Nhật Minh người miệng to thở hổn hển, lúc này thần sắc âm tình bất định. Như vậy lực lượng thật là không phải là người là có thể phát ra. Tử Long ma tướng cũng ở đây cùng đánh vào dưới, cực nhanh rơi xuống, vần quanh ở quanh thân Tôn Quý mây tía, cũng theo đó tiêu tán đi. Hắn thân rồng gặp phải trọng thương, bên phải long chảo nhất thời vết nứt, máu chảy như suối, trên mình vảy rồng phiến phiến lật lên, có thể nói là chặn một nửa, sau đó sẽ chụp trở về, làm hắn đau đến không muốn sống. Vừa nhìn vô tận trên cánh đồng hoang vu văng lên đầy trời bụi mù, khổng lồ kia như dãy núi thân rồng nặng nề té rớt ở chỗ này, đập ra kinh khủng nứt ra cốc. Ngắn ngủn trong nháy mắt thắng bại đã định. Phần lớn người cũng không nghĩ tới, ma tổ vô thiên dưới quyền hạng thứ hai hung hãn ma tướng, lại lấy thê thảm như vậy phương thức sa sút. Huyết Long lúc đầu căn bản không có cái loại này tư cách, nhưng bụi gai vương miện thêm được quá kinh khủng. Diệp thần cảnh giới hạn chế. Đưa đến hắn không cách nào phát huy ra bụi gai vương miện phần lớn lực lượng, nhưng Huyết Long thời khắc này trạng thái nhưng là không giống nhau, dĩ nhiên đây đối với bụi gai vương miện căn nguyên cũng có mấy phần ảnh hưởng. Giờ phút này, phòng vũ lồi điện bốn đại ma đem, cũng ở đây những cường giả khác vây công dưới lần lượt tháo chạy, vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ. Rút lui. Diệp thần cứu ra giả thiên ma đế, lúc này không ham chiến nữa, mang hắn, liền đi cựu Nhật Minh tổng đàn lối ra chạy tới. Mà chính là vào lúc này, ngoài vạn dặm vách không gian bỗng nhiên lúc này đổi được một phiến đen nhánh, có một thanh khổng lồ súng trường đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa. Ngay sau đó liền đi ra một tôn như khen phụ vậy thân ảnh khổng lồ, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp cánh đồng hoang vu, mắt như sầm ao, eo như trùng điệp. Người này chính là 16 ma tướng bên trong hạng trước năm hoang cổ thiên nghiêu. Hắn lúc này trở về, thấy đang có người khiêu khích cựu Nhật Minh uy nghiêm, giận không kềm được. Lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, vậy đầy trời gió bão, bắn ra, văng lên một hồi mặt đất gió lốc lớn. Ba đại cổ tộc cường giả ở đó, không ít người lúc này bị cuồng bạo gió lốc lớn cho khuấy thành mảnh vỡ. Thấy này chẳng, La Sinh cổ tộc La Hề trưởng lão không vui, hắn vung tay áo bào, từ La Sinh đảo mang tới U Minh huyền trung san sát tại ở giữa thiên địa, lúc này cuồn cuộn vượt quá. Muốn giết chết người ta, sợ rằng không đơn giản như vậy. La Hề trưởng lão là chuyến này La Sinh nhất tộc xuất chinh chiến đội cao nhất chiến lực. Hắn trong lòng 10 phần cảm kích Diệp Thần, bởi vì là Diệp Thần hiểu được tinh thần thay đổi cuối cùng biến đổi, lại đem hắn bí quyết nói cho hắn, mới có thể giải khai liền hắn vạn năm qua một mực còn sót lại trong lòng tâm ma. Giải quyết cái này tâm ma sau đó, La Hề rốt cuộc đột phá tự mình, nhiều năm qua sau hậu tích bạc phát, làm hắn thực lực tăng lên một đoạn lớn. Nhảy một cái trở thành La Sinh cổ tộc trong đó hạng trước ba cao thủ. Mà hiện tại, hắn có thể chính diện đối kháng 16 ma tướng ở giữa cao thủ. Ta xem ngươi là tìm chết. Hoang cổ thiên nghiêu rất tức giận, há mồm phun một cái, ngọn lửa nóng bỏng phun ra, trực tiếp đem cái này nửa bầu trời tế cháy, nồng nặc khói đen cuồn cuộn bay ra, tràn ngập hơn nửa chân trời. Nhưng La Hề không sợ chút nào, ngược lại đón đầu thẳng lên,
đeo sao thần thay đổi lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Ngôi sao này đổi, chính là thế gian cường đại nhất cấm thuật thần thông một trong. Có thể biến thành vạn thiên tinh thần, 10 phần khủng bố. Năm đó Diệp Thần chính là bằng vào một chiêu này, đánh bại như mặt trời ban trưa Hy Huyền Thiên. Hai người cường giả đối chiến lúc đó, hư không gió bão bất ngờ thành hình, mà ở đó sau lưng, càng ngày càng nhiều cựu Nhật Minh cường giả chạy về. Những cái kia ma quái vóc người càng cao lớn, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế các người, che chở đại quân rút lui. Đối mặt truy binh, Diệp Thần lúc này ánh mắt run lên, hai con người bên trong bay ra hai cây kiếm nhỏ, trực tiếp không có vào bọn họ đội ngũ trong đó. Vậy hai cây kiếm nhỏ nhanh chóng qua lại, kiếm chỉ trời, cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể. Xa xa màn trời bên trong, vậy mấy tên ma tướng cảm nhận được liền cực lớn uy hiếp, rối rít thần sắc biến đổi, lập tức rút lui. Vậy chạy như bay kiếm nhỏ ngay tức thì bành trướng biến thành hai cây u quang lòe lòe ma đao. Làm vậy hai cây ma đao xuất hiện thời điểm, từ đàng xa chạy tới mấy tên ma tướng, cũng cảm nhận được liền cực lớn uy hiếp, rối rít thần sắc biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì vậy ma đao bên trên, ẩn chứa nồng nặc ngày cũ hơi thở. Đối với lần này bọn họ hết sức quen thuộc, bởi vì Diệp Thần nơi thi triển ra công pháp không phải cái khác bảo thuật, mà là cửu u đế kinh, hòa lẫn ma đao bá đạo thần thông, sát phạt hầu như không còn. Ban đầu Diệp Thần ở đi săn chiến trường lấy được thiên vũ tiên cửa truyền thừa, người khác cũng lấy là hắn là cựu Nhật Minh tương lai hy vọng tinh. Lại không nghĩ rằng cái này đã từng là hy vọng tinh, lại là địch thủ cũ luân hồi chi chủ. Không chỉ có như vậy, cái này đã từng là hy vọng tinh lại vẫn đổ mâu tới đây, dẫn quân tấn công cựu Nhật Minh. Bao nhiêu năm rồi, chư thiên vạn giới cũng không có kia cổ thế lực có gan tấn công cựu Nhật Minh, khiêu khích ma tổ vô thiên uy nghiêm, nhưng là, luân hồi chi chủ liền làm, hơn nữa làm được 10 phần kiên quyết. Cái này đáng chết luân hồi chi chủ, nơi có việc cũng để cho một mình hắn làm lần, nếu như hôm nay để cho hắn chạy trốn, sẽ là ta cựu Nhật Minh không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Hắc cách xoay vương cắn răng nghiến lợi, vậy từ trước đến giờ lãnh đạm như nước con người bên trong, lần đầu hiện ra nồng nặc tức giận ý. Nhưng là hắn như cũ không dám đón đỡ cái này hai cây ma đao, bởi vì cửu u đế kinh chính là ngày cũ thời đại thiên vũ tiên cửa cường hãn công pháp, từ khi đó lưu truyền xuống, đi qua năm tháng lắng đọng, uy lực đổi được càng phát ra cường đại. Đáng chết luân hồi chi chủ, chính là muốn dùng ngày cũ hơi thở tới vây khốn chúng ta. Để bọn họ chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Tay cầm đôi chuôi búa tạ liệt địa ma tướng tức giận nói. Mà một người khác ma tướng Thiên Thanh Hồ, chính là bày nổi lên ngọc tỳ bà chấn động sóng âm, bắn ra, cùng vậy cửu u ma đao mở ra đối kháng. Nhưng là bọn họ những thứ này ma tướng công pháp tu luyện, đều là thuộc về ngày cũ thời đại lưu truyền xuống cổ pháp. Cửu u đế kinh từ trên căn bản đối bọn họ hình thành áp chế. Dù vậy, cái này hai cây ma đao cũng không thể chống đỡ quá lâu, dẫu sao ma tướng cửa thực lực có thể không phải dựng lên. Chạy nhanh, nếu như cùng bọn họ đột phá phong tỏa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Diệp Thần luân hồi thiên nhãn, xuyên thấu qua vậy hai cây ma đao hình thành bình phong che chở, sau khi thấy được phương liên tục không ngừng cựu Nhật Minh quân đội, chợt co rúm một cái. Vậy phía sau, là một cổ cực kỳ bàng bạc minh mông lực lượng. Nếu như để cho những cái kia ma quân xông lại, sợ rằng hắn xuất lĩnh quân đội liên minh lập tức sẽ thành được chia năm xẻ bảy, bị từng cái bao vây, rơi vào khốn cảnh. Phải cẩn thận, vậy mấy tên ma tướng xuất lĩnh quân đội trong đó từng có sự giao hảo ngày thời đại di chủng, một khi bị thả ra cũi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần đem này thần niệm truyền đạt đi xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được vậy ngập trời ma diễm trong đó. Thuộc về duy nhất ngày cũ thời đại hung tàn yêu thú đang xúc thế đãi phát. Ngập trời ma diễm, cuồn cuộn đột ngột, cực kỳ đáng sợ. Những cái kia trò vui, có thể khó đối phó. Cho dù là hắn, đối mặt này cùng ngày cũ di chủng, vậy phá lệ nhức đầu. Cái gọi là ngày cũ di chủng, chính là trong cơ thể lưu lại phong dấu ngày cũ mảnh vụn yêu thú, đó là cùng viễn cổ man hoang cùng ra nhất mạch hung ác ma loại. Những thứ này ngày cũ di chủng. Không có lý trí, cũng không có ý thức, giết hại và chiếm đoạt đã trở thành bọn chúng một loại bản năng. Ta cảm nhận được liền cực kỳ cuồng bạo giết hại ý niệm. Sư tử vàng vậy ánh vàng rực rỡ hai tròng mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm phương xa, trầm giọng nói. Nó thân là di chủng một trong,
tự nhiên đối với đồng loại yêu thú ý niệm 10 phần nhạy cảm. Không tốt, những tên kia giết hại ý niệm thật giống như mau không áp chế được. Sư tử vàng dẫn đầu cảm giác được dị thường, nó cả người chấn động một cái, màu vàng kim hai con ngươi nhanh chóng khuếch trương. Mà ở ma đao bên kia, những cái kia ngày cũ di chủng được thả ra, bọn chúng thân thể so với tinh thần còn bền hơn cố mãnh liệt, lấy bất hủ khu đụng vào bình phong che chở. Toàn bộ không gian cũng đổi được chấn động đứng lên, tựa như một khắc sau liền sẽ rơi tan. Cửu U ma đao đã đổi được lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thời cũng sẽ băng hủy. Mà ở hư không lối đi bên này, Diệp Thần đem Giả Thiên Ma Đế một cái đẩy vào. Đi mau, nếu không bọn hắn chết cũng không có ý nghĩa. Diệp Thần gặp Giả Thiên Ma Đế còn có chút do dự, lập tức hét. Bên kia, ngày cũ di chủng đã sắp đột phá Cửu U Đế trải qua phong tỏa, Diệp Thần cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không tiếp được những thú dữ này tấn công. Giả Thiên Ma Đế nếu như bị vây ở chỗ này, không cách nào trở về, vậy bọn họ thì chẳng khác nào dã tràng xe cát. Được. Giả Thiên Ma Đế không phải là một người ngu, tự nhiên vậy rõ ràng trong đó lợi hại, hắn cắn răng, xuyên qua hư không lối đi. Bất quá ngay tại hắn tiến vào cái này hư không lối đi để gặp. Một đạo cuồn cuộn hơi thở bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, giống như là chiều tà ánh chiều tà ngay tức thì tràn ngập ở giữa thiên địa, nhất thời tiếng gió gào thét, lôi quang phun trào. Bầu trời mênh mông gặp phải chấn động, gào thét mà đi. Cánh đồng hoang vu này trong đó, nứt ra cốc bốn hiện, ngang dọc ngàn vạn dặm, vô số dã thú gặp phải kinh sợ, rối rít chạy trốn tứ tán. Mà rơi ngày ánh chiều tà phía sau, chính là vô cùng vô tận hắc ám, bao trùm tới đây, che khuất bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Có người lúc này đặt câu hỏi, giọng có chút kinh nghi bất định. Mà Diệp Thần chính là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa như vậy không? Nơi đó cũng không phải là hắc ám đánh tới, mà là có một cái bàn tay điều khiển vô tận ma khí nghiền đè xuống. Không muốn đi lên mặt xem, nếu không thần hồn của các ngươi cũng sẽ bị hút đi. Diệp Thần nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Ngày trước tế phía trên, thương khung chỗ sâu, có một tấm mặt dữ tợn bàng nổi lên, thoáng như địa ngục ma độc ở giữa tu la, mặt xanh răng nanh, mắt như chuông đồng, răng như nhọn gai. Mà đây cái mặt quỷ tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, có thể đem người ánh mắt vững vàng hút ở, hơn nữa ở thời gian này, thần hồn cũng bị hút đi, mà hắn tự mình thì là biến thành một cụ vô hồn thân thể, vô tri vô giác, cái xác biết đi. Quân liên minh bên trong, đã có phần nhỏ người nhìn chằm chằm quỷ kia mặt, nhìn chốc lát, chợt, thần hồn bị lực lượng vô hình lôi kéo mà đi. Diệp Thần cho gọi ra trở về hoang ma thiên kiếm, một kiếm chém tới, cuồn cuộn ma khí, mãnh liệt thoát ra, nhưng không cách nào chảm phá quỷ kia mặt tóe ra hắc khí đối cái này hư không phong tỏa. Giả Thiên Ma Đế thuộc về hư không chảy loạn bên trong, đối mặt với trước mắt như đại sơn vậy cách trở vật, thần sắc ngưng trọng. Đây là ma tổ vô thiên ra tay, trực tiếp cắt đứt hư không lối đi, không để cho Giả Thiên Ma Đế chạy trốn. Bằng cho bọn hắn mượn thực lực, trong thời gian ngắn, sợ rằng không cách nào đánh vỡ tầng trở ngại này. Đang Diệp Thần cau mày suy tư lúc đó, vậy hư không chỗ sâu vang lên một đạo chấn động khiếu tiếng ré dài. Cuồng bạo hư không nước lũ, vào giờ khắc này tựa hồ vậy gặp được loại nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại, rối rít phân tán ra, nhường ra một cái rộng rãi đường thủy. Màu xanh nhạt chói lọi, chiếu rọi toàn bộ hư không. Một đầu đồ vật khổng lồ, từ phương xa hạ xuống, nhanh chóng đến gần. Đó là một đầu màu xanh nhạt cự kình, tại vùng nước gian lăn lộn, văng lên thành phiến đợt sóng. Mà ở nơi này đầu cự kình đánh vào dưới, vậy ngăn trở toàn bộ hư không màu đen ma khí vậy bị phá vỡ, giống như hoa trong gương, trăng trong nước như vậy, hóa là bọt nước. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời thần sắc làm chấn động một cái. Nhâm Phi Phàm tới. Cự kình thần thụ nơi huyễn hóa thành cự kình hư ảnh, hơi thở cuồn cuộn thần thánh, chỉ là quăng lên cái đuôi, vỗ vào ra lau một cái đợt sóng, cũng đã thắng được tất cả ngày cũ di chủng. Đầu này cá voi, ở bọn họ trước mặt liền là tuyệt đối vương giả. Những cái kia ngày cũ di chủng, cảm nhận được liền huyết mạch hơi thở áp chế sau đó, lần đầu lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Bọn họ nguyên bản tàn bạo là huyết mâu tử, giờ phút này đổi được hoảng loạn không thôi, bên trái xem bên phải xem, thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau, không dám lại hướng trước đến gần. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần bắt chặt thời gian tự chữa cửu U Đế Kinh ngưng tụ mà thành ma đao.
vậy lảo đảo muốn rơi xuống, sắp xỉ bể ma đao, lại lần nữa đổi thành hào quang. Nhưng đã không phải là nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính, là vậy Trương Thương khung chỗ sâu mặt quỷ, và đầu kia ở trong hư không ngao du cự kình. Nhâm Phi Phàm, người năm lần bảy lượt phá hoại ta kế hoạch, còn thật làm như ta không dám đối ngươi động thủ sao? Ma Tổ Vô Thiên tức giận tiếng, như trời lôi cuồn cuộn, hạ xuống mặt đất. Cho dù hắn lúc này thân ở dưới đất tu luyện động phủ, không cách nào kịp thời xuất quan, có thể một đạo phân thân uy áp vậy không phải dựng lên. Cơ hồ nghiền ép toàn trường. Vậy cự kình con ngươi mười phần trong trẻo. Nhâm Phi Phàm bản thể cũng không có tới, mà là phân ra một món thần hồn, phụ ở cự kình trên mình. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi vốn là ngày cũ thời đại người, hiện tại nhưng muốn cưỡng ép thay đổi đồ đựng, đúc mới thân thể, ngươi sẽ không sợ đưa tới thiên đạo tức giận sao? Đến lúc đó 99 đạo lôi đỉnh thiên kiếp hạ xuống, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên, nhưng đối với lần này không thèm để ý chút nào. Chuyện ta, không cần ngươi lo lắng, ngươi trước hay là bắt tay cân nhắc cùng đảm nhiệm thiên nữ tới giữa thiên mệnh tranh đi. Ma Tổ Vô Thiên thanh âm càng lạnh như băng. Hai đại đỉnh cấp cường giả đã không có người bình thường như vậy tâm trạng chập chờn. Chỉ có chạm đến bọn họ sâu trong nội tâm để ý nhất sự kiện kia, mới có thể khiến cho chấn động. Chỉ là vài ba lời, hai người đối thoại đều đã hóa là ý định giết người, triển khai giao phong kịch liệt, ở đó Bình Xuyên vùng quê bên trên, cực đạo khí thế chút xuống ra, đem tất cả núi rừng cùng con sông, toàn bộ chém là hai nửa. Thế gian cường giả đỉnh phong, khủng bố như vậy, chỉ nói ngắn gọn, là có thể đưa tới hào hùng như vậy dị tượng. Bọn họ hai người ở chỗ này đối chiến, mà già thiên ma đế sửng sốt nửa nháy mắt sau đó, ở Diệp Thần ánh mắt thúc giục dưới cắn răng, chợt rời đi mảnh đất này. Già thiên ma đế rời đi sau đó, Diệp Thần mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đã không có nỗi lo về sau, có thể buông tay chiến đấu. To gan! Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt ngay tức thì biến hóa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dung khí của mình bị người bắt cóc chạy. Nhưng thân là đã từng là đế hoàng, tuyệt đối vương giả, hắn không cho phép loại chuyện này ở hắn phát sinh trước mắt. Cửu U Thiên Ma Trưởng. Ma Tổ Vô Thiên triệu hoán ra một tấm đen nhánh cường đại thần trưởng, từ xa như vậy không bên trong hạ xuống, mang theo chư thiên uy nghiêm, như vạn giới ma hoàng, thế không thể đỡ. Hắn nắm trong tay cửu U lực lượng, có thể nói là cuồn cuộn bao la, quan cổ tuyệt bây giờ. Vô tận U tịch yêu khí bung ra, ùn ùn kéo đến. Bao phủ tất cả hư không khu vực, thậm chí đánh nhập không gian chỗ sâu, muốn lấy này đem giả thiên ma đế cản lại. Nhưng Nhâm Phi Phàm lại làm sao có thể để cho hắn được như ý. Chỉ gặp đầu kia thần bí cự kình nhảy lên một cái, tách ra ngàn vạn cầm hư ảo kiếm quang. Những cái kia kiếm quang là Nhâm Phi Phàm nơi chia ra vô địch kiếm ý, cơ hồ nhảy vút mặc toàn bộ cánh đồng hoang vu. Cho dù đối mặt cửu u ma khí, vậy không sợ chút nào. Ở hai đại cường giả rằng có để gặp, Diệp Thần cắn bể đầu lưỡi máu, đem truyền tống cho giả thiên ma đế. Chính là hiện tại. Diệp Thần trầm giọng hô. Hắn luân hồi huyết mạch ngay tức thì bộc phát ra lực lượng, đủ để phá hủy tất cả hư không cấm chế. Như sao rơi đuổi tháng vậy, vậy kiếm quang đầy trời hùng khởi. Ma Tổ Vô Thiên, đã từng là thiên vũ tiên cửa số 2, bàn về thực lực và địa vị đứng sau cựu Nhật chi chủ. Hắn nơi sử ra pháp môn. Dĩ nhiên là ngày của thời đại cao nhất võ kỹ. Hai người đụng vào nhau, làm cho cả thiên địa làm biến sắc. Chính là vào lúc này, giả thiên ma đế vận dụng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, lấy này xuyên qua hư không, phá vỡ tất cả cấm kỵ. Ung ung tiếng nổ vang âm, bên tai không dứt. Thấy giả thiên ma đế thành công chạy khỏi, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Huyết mạch hắn sinh ra tác dụng, gặp phải cắn trả vậy dĩ nhiên là hắn. Lúc này hắn đã bị hư không chảy loạn, cắt mấy vết thương, nghiêm trọng chỗ sâu thấy tới xương. Diệp Thần vung tay lên, bát quái lò luyện đan tu bổ lực lượng, chậm rãi bao trùm ở hắn vết thương bên trên. Mà máu thịt vậy vì vậy dần dần khôi phục, phú có sáng bóng. Chân trời chỗ sâu, Ma Tổ Vô Thiên đã cảm giác được giả thiên ma đế thoát đi nơi đây, nhất thời rất tức giận. Ma Tổ giận dữ, liền toàn bộ cựu Nhật Minh Tổng Đàn đều run rẩy. Mau dẫn người rời đi, ta chỉ chia một đạo linh niệm tới đây, không cách nào chống đỡ quá lâu, nếu như Ma Tổ Vô Thiên chân thân hiện ra, cái này đạo linh niệm không gánh nổi các ngươi.
Nhâm Phi Phàm lên tiếng nhắc nhở, trong cơ thể hắn thần văn mảnh vỡ đột nhiên tóe ra, hóa thành một tầng màn hào quang, che ở Diệp Thần các người. Ma tổ vô thiên, không lại u mê không ngộ, ngày cũ thời đại vốn cũng không nên tồn tại, cho dù không bị vạn khư thay thế, cũng sẽ có những thế lực khác cướp lấy. Nhâm Phi Phàm nói giống như chân trời, tiếng sấm vang tận mây xanh, nói được 10 phần vô tình, đau nhói rất nhiều người tim. Nhưng cái này chút cựu Nhật Minh cường giả nhưng không cách nào phản bác bọn họ, trong đó có vài người thành tựu ngày cũ thời đại một nhóm cuối cùng võ giả, tuy nói không còn năm đó vinh quang, nhưng như cũ cất giữ hy vọng. Hy vọng từ vì sao tới, cũng không ai biết. Cựu Nhật Minh nhìn như ở hắc ám biển cấm xưng vương xưng bá, trên thực tế bất quá là có giúp ở chư thiên vạn giới một cái địa phương nhỏ mà thôi. So với thống trị thái thượng thế giới vạn hư thần điện, kém vượt quá 108.000 dặm. Này vậy giải thích, để cho không thiếu cựu Nhật Minh người nổi nóng không dứt. Chính là ở nơi này thời gian, cự kình thần thụ mang đến cơn sóng thần, đã đem một bộ phận liên minh minh quân mang đi. Nhưng là còn có một phần chia, bị mấy tên ma tướng ra tay tiêu diệt, đã tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Đợi vậy cơn sóng thần thối lui lúc đó, toàn bộ cựu Nhật Minh tổng đàn lần nữa quy về bình tĩnh. Hai bên tất cả có thương vong, trừ ra giả thiên ma đế được cứu đi ra, cũng có không thiếu quân liên minh bị vĩnh cửu lưu ở nơi này. Mấy tên tướng lãnh dẫn cựu Nhật Minh thuộc hạ, vơ vét những cái kia người vũ khí trên người cùng bảo vật. Tổn thất đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể dựa vào thu được chút chiến lợi phẩm để đền bù. Từ ý nghĩa thực tế mà nói, trận chiến này, cựu Nhật Minh toàn thua. Thua ở Diệp Thần đánh bất ngờ, thua ở Vô Thiên đang bế quan, thua ở Nhâm Phi Phàm nhúng tay, càng thua ở một cổ thuộc về duy nhất luân hồi thế. Chưa từng có từ trước đến nay thế, như Diệp Thần võ tổ đạo tâm và Lăng Tiêu võ ý. Hư không chỗ, hắc phụ tràn ngập, ma tổ Vô Thiên phân thân thượng ở trong đó, tại chỗ đứng lặng liền thật lâu. Những thứ khác cựu Nhật Minh thuộc hạ cũng không dám di động, sợ bị ma tổ Vô Thiên giận cá chém thớt. Nhưng là chỉ chốc lát sau, ma tổ Vô Thiên lưu lại hư không bóng đen dần dần tản đi, người ở chỗ này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Xa ở mấy vạn dặm dưới lòng đất động phủ trong đó, ma tổ Vô Thiên chân thân, đang đứng ở vô cùng đông hàn bên trong băng, vậy vạn năm không thay đổi băng xương, là hắn cung cấp tí tì khí lạnh. Ma tổ Vô Thiên cặp mắt chậm rãi mở ra, băng xương hoa vô tận lưu chuyển, khí thế bàng bạc, nhiếp tâm hồn người. Già thiên ma đế, ngươi thật lấy vì mình có thể chạy khỏi bàn tay ta tim sao? Không thể nào. Ma tổ Vô Thiên quả quyết cười nhạt. Trong bóng tối có một tôn bóng dáng, từ từ đi tới. Nhìn kỹ lại, đó lại là ma tổ Vô Thiên tướng mạo, mà đây tôn bóng dáng, lúc này cũng không nửa điểm sức sống, hắn trên đầu, có một viên đen nhánh thuần tránh hạt châu. Ma tổ Vô Thiên cầm lên hạt châu này, chậm rãi nuốt vào trong miệng, hắn vậy vốn có chút héo mi hơi thở, lại trong chốc lát khôi phục cường thịnh. Cùng ma tổ Vô Thiên đem hạt châu này lực lượng hấp thu xong, vậy lần nữa mở mắt ra. Vật này là bổn hoàng luyện chế được hồn trồng, trải qua muôn vàn gặp trắc trở, mới thành công liền hai cái. Cái này hồn loại là sinh đôi hồn trồng, một cái khác đã trồng ở giả thiên ma đế trong cơ thể, ha ha, lần này ngươi lấy vì mình còn có thể chạy khỏi sao. Cuối cùng sẽ trở thành là ta cá trong chậu. Ma tổ Vô Thiên bàn tay chậm rãi nặn chặt, hắn ánh mắt dâng lên lạnh như băng. Hắn thành tựu bá chủ cấp bậc tồn tại, lại làm sao có thể không có hậu thủ. Hắn đã sớm biết Diệp Thần sẽ đến cứu người, mà đến lúc đó, cựu Nhật Minh tất nhiên khó mà ngăn cản. Lấy luân hồi chi chủ nghịch thiên khí vận, giả thiên ma đế tất nhiên sẽ bị cứu đi. Đoạt xác, vậy nhất định sẽ bị phá hoại. Nếu đại thế không cách nào thay đổi, vì sao không thuận thế mà là đâu? Vô Thiên cho tới bây giờ thì không phải là như vậy không não tồn tại, hắn tâm tư kín đáo, là để cho hắn ở ngày cũ thời đại còn sống. Cũng trở thành đời này trước năm cường giả một trong những nguyên nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, không ngoài mấy dặm bầu trời dưới, có một cái hư ảo hắc động, từ từ mở ra, hơn nữa tự động trống lên, hình thành một cái vòng xoáy. Một đầu hư ảo lại cường đại cự kình, vỗ sóng lớn đột nhiên lao ra, theo sát phía sau mới là một chi cây quân đội liên minh, lúc đi ra, khá lộ vẻ được có chút chật vật. Bất quá may mắn chính là, bọn họ lượm một cái mạng trở về. Chúng ta lại có thể từ cựu Nhật Minh trốn thoát, đây chính là ma tổ Vô Thiên đại bản doanh à.
đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ha ha, chuyện này ta đây có thể thổi phồng cả đời, thậm chí liền ta thế hệ con cháu thế hệ cũng sẽ lấy này dẫn lấy làm hãnh diện. Các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, không phải cuối cùng có cường giả thần bí kia ra tay, chúng ta chưa chắc có thể trốn ra được. Ngươi nói đúng là có đạo lý, bất quá cường giả thần bí kia rốt cuộc là người nào? Lời này vừa nói ra, đều là đốt đám người nghi ngờ trong lòng. Bọn họ có vài người cũng không biết Nhâm Phi Phàm tồn tại, cho nên sẽ hoài nghi. Ba đại cổ tộc người đương nhiên biết rõ bất quá, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là yên lặng không nói. Cuối cùng vẫn là La Sinh cổ tộc một tên trưởng lão không chịu nổi như vậy ồn ào, đem Nhâm Phi Phàm thân phận nói ra. Làm Nhâm Phi Phàm, Nhâm gia thiên mệnh mấy chữ vang vọng ở trên đầu bọn họ thời điểm, toàn bộ liên minh đội ngũ cũng đổi được yên lặng như tờ. Yên tĩnh, mười phần yên tĩnh, giống như chết yên lặng. Bọn họ hết sức rõ ràng, Nhâm Phi Phàm cái này nhóm cường giả xuất thủ tương trợ ý vị như thế nào. Đây chính là thái thượng thế giới chí cao vô thượng tồn tại. Thực lực đứng sau Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên các người. Chính là như vậy một tên cường giả, đem bọn họ từ địch nhân thủ phủ cứu ra. Mà ở đội ngũ trước nhất phương, Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, cùng với Giả Thiên Ma Đế các người, đi tới Nhâm Phi Phàm trước mặt. Giả Thiên Ma Đế dẫn đầu chắp tay ôm quyền, đi ra đại lễ. Lần này như nếu không phải Nhâm Phi Phàm ra tay, sợ rằng hắn không cách nào thoát khỏi Ma Tổ Vô Thiên nắm trong tay. Cũng không cách nào đi ra cựu Nhật Minh. Nhâm Phi Phàm, đa tạ ngươi tương trợ. Giả Thiên Ma Đế cùng Nhâm Phi Phàm từ một loại ý nghĩa nào đó coi như là người cùng một thời đại, vì vậy hai không người nào cần trước kia thế hệ hậu bối tới tương xứng. Nhâm Phi Phàm chính là cười một cái, biểu thị không cần khách khí. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, nếu như không có Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm là tuyệt sẽ không giúp chuyện này. Ma Đế ca ca, ngươi trở về. Vũ Chỉ Giao mặc một bộ màu trắng nhạt nhã quần, cười lúm đồng tiền như hoa. Giả Thiên Ma Đế thoát khốn, nàng vô cùng vui vẻ. Vì vậy lập tức xông lại, và Giả Thiên Ma Đế nhiệt tình ôm nhau. Hai người xít sao ôm nhau, một khắc cũng không muốn chia lìa. Diệp Thần thấy một màn này, vậy rốt cục thì yên lòng. Giả Thiên Ma Đế cuối cùng là thoát khỏi Ma Tổ Vô Thiên nắm trong tay, hoàn toàn thu được tự do. Tiếp theo. Diệp Thần đối các phe xuất chinh thế lực biểu thị cảm ơn. Hơn nữa hứa hẹn liền luân hồi ừ, nếu như cùng tương lai hắn du ngoạn lục đạo luân hồi đỉnh, tất sẽ trăm lần tặng lại. Những người này đương nhiên biết rõ, luân hồi hứa một lời ý vị như thế nào, cho nên cao hứng vô cùng. Hơn nữa Diệp Thần cho dành cho bọn họ bảo vật cùng với tu luyện thần thông, lần hành động này, thu hoạch rất phong phú. Những người này rối rít thối lui. Thông qua trận pháp quay trở về riêng mình trong tông môn. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm các người, vậy dự định hồi Bắc Mãng tổ địa. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nhận ra được một hồi hư vô hơi thở trấn áp xuống tới. Mà một trận này hơi thở, từ vô hình trung xông ra, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thật giống như cột khói như vậy, xông lên vân tiêu. Ma khí lượn lờ, xương trắng dày đặc, vũ trụ quy luật trào hiện ra. Để cho tại chỗ tất cả người là rung động. Chợt Diệp Thần gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, con người bên trong, thần quang lóe lên. Trận tự quyết, ngũ lôi chấn động tiêu. Diệp Thần sử xuất trận tự quyết thủ đoạn, tại trong chớp mắt triệu hoán ra cường tráng sấm sét, cơ hồ là từ trong hư không đổ cắm xuống, rơi xuống đất thành trận. Mà đây ma khí ngọn nguồn, chính là Giả Thiên Ma Đế. Không tốt. Diệp Thần thấy một màn này, thần sắc mãnh đổi. Hắn vậy cảm nhận được liền cực lớn áp lực, vô tận lôi khí vỡ ra. Cái này ngũ lôi thiên hành trận, đem Giả Thiên Ma Đế vây ở trong. Nhưng là hắc khí cuồn cuộn chưa từng tiêu tán, ngược lại lan tràn ra, tựa hồ là tiến hành loại nào đó khiêu khích. Giả Thiên Ma Đế hai con ngươi đã thay đổi là đen nhánh vẻ, đổi được không có bất kỳ cảm tình sắc thái. Giống như là một cái bị thao túng tượng gỗ con rối. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Chỉ Giao thấy vậy, nhất thời luống cuống, nàng cơ hồ là ngay chớp mắt bị văng ra, tạm thời tới giữa không biết như thế nào cho phải. Mà Nhâm Phi Phàm ở hắc khí kia xuất hiện trước trong nháy mắt, chính là có phát giác. Bất quá hắn cũng không có gấp động thủ, mà là híp mắt, cẩn thận xem xét, tựa hồ đoán được cái gì. Bởi vì cái này ma khí tới được không có dấu hiệu nào, giống như là lũ quét như vậy đột nhiên bùng nổ,
bất ngờ không kịp đề phòng, kinh người nghe. Nhâm Phi Phàm cũng không có cảm giác được hắn đối ngoại lực sát thương, ngược lại là xem từ giả thiên ma đế trong cơ thể chỗ sâu tràn ra. Diệp thần trận tự quyết hội tụ lôi quang, giống như chánh nghĩa thẩm phán, ầm ầm hạ xuống, mà vậy còn sót lại hắc khí, chính là hóa là một bụi thông thiên đại cây. Cành lá hắc ám đậm đà, thân cây theo gió đung đưa, theo gió sinh trưởng, giải khai cái này phiến ngũ lôi cuồng trận. Diệp thần thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vậy vô cùng vô tận hắc khí, hóa là một cái mạnh mẽ bàn tay, hội tụ thành cuồn cuộn nước lũ, ngược lại đem vậy ngũ lôi trận lôi quang toàn bộ hấp thu tới đây. Suối vàng một giấc mộng, địa phủ u minh. Nóng bỏng như sấm, tình thế hung mãnh. Diệp thần cảm nhận được liền vô cùng cường đại chấn động lực, hắn nắm chặt liền trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, chợt một kiếm chém ra. Hắc khí kia phát ra gào thét tiếng nghẹn ngào, giống như diệt thế ánh sáng, cơ hồ là ở ngay lập tức tới giữa, cũng đã hóa thành lưu quang, hướng phía trước nghiền ép tới đây. Oanh! Màu máu đỏ kiếm quang bị hắn trực tiếp nghiền ép, mười phần bá đạo hung mãnh. Diệp thần chính diện nghênh đón những cái kia ma lôi, đang muốn chém ra vậy kinh thiên một kiếm. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ trưởng tâm lôi ngay lập tức tới, vạn cách biến hóa, cơ hồ đem cái này một bó sấm sét ánh sáng toàn bộ ăn mòn. Vậy lôi quang nổ tung, nghiền. Mà Nhâm Phi Phàm hư ảnh hoành rời qua, trưởng ấn còn lưu lại dư quang. Già thiên ma đế bị vậy cường ngạnh lực lượng cách trở, cả thân ma khí ánh sáng không chỗ chút xuống, từ hắn thất khiếu trong đó, phun tràn ra. Già thiên ma đế phát ra như dã thú gào thét, phảng phất là một đầu viễn cổ ma thú, cơ hồ là ở ngay lập tức, phụt ra phụt vô một cái ma thần thế giới nhỏ. Mà sau đó, hắn thần sắc đổi được vô cùng trắng bệch, cả người mặt mũi tiều tụy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là những ma khí kia cũng không có lập tức tiêu tán, mà là bị Nhâm Phi Phàm lợi dụng không gian lực lượng cho vây khốn. Cổ lực lượng này vô cùng là tinh thuần, đáng sợ, liền Diệp Thần cũng thiếu chút nữa ở các thủ hạ bị thương. Nhâm tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, nhìn vậy không đoạn dãy giụa lượn lờ ma khí. Vũ Chỉ Giao chính là nhanh chạy đến Già Thiên Ma Đế bên người, đem đỡ dậy, đầy mặt lo lắng cùng ưu sầu. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, chỉ là tạm thời bị ma linh trên người cướp lấy cổ thân thể này nắm quyền trong tay mà thôi. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói. Hắn năm ngón tay di động, điều khiển những thứ này ma khí chậm rãi hạ xuống, sau đó bỏ vào Già Thiên Ma Đế trước mặt. Theo vậy ma khí bị nghiền ép, phổ bình, chợt đổi được như mặt gương vậy bóng loáng, cũng theo đó ấn ra liền Già Thiên Ma Đế ngũ tạng lục phủ, còn có trong cơ thể vậy một chút như có như không lưu đãng hơi thở. Đó là vật gì? Diệp Thần nhíu mày. Nhìn chằm chằm vậy một món như chu thiên lưu chuyển ma khí, nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện vậy ma khí đang còn quấn một viên thật nhỏ như bụi bặm hắc đoàn. Nhưng mà, vậy cũng không thuộc về Già Thiên Ma Đế bản thể. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng, Già Thiên Ma Đế bỗng nhiên cuồng hóa, có lẽ chính là bởi vì cái này một viên nho nhỏ hắc đoàn. Nhâm tiền bối, vật kia, tựa hồ có chút kỳ quái. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy nho nhỏ hắc đoàn. Nhìn hồi lâu, đầu lại có chút choáng váng. Nếu như thả ở lúc trước, vô luận là thần vật vẫn là ma vật, đều sẽ không gửi hắn như vậy. Hiện tại rốt cuộc là xuất hiện vì sao trường hợp, tài sẽ biến thành như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ma tổ vô thiên ở trong cơ thể hắn gieo một viên hồn loại. Nhâm Phi Phàm suy tư hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói. Hồn loại. Nghe được cái từ này, tại chỗ không ít người đều ngẩn ra. Còn có một chút tuổi khá lâu cường giả rơi vào trầm tư. Cái gọi là hồn loại, là một loại viễn cổ niên đại lưu lại hồn phách rời đi phương pháp, đến hôm nay như vậy thời đại mới, đã không có mấy người biết được này loại phương pháp. Một tên huyền chân cổ tộc ông già nói như vậy, hắn đã sống rất lâu sau đó, bản thể là một đầu huyền quy thần thú. Liền hắn vậy không nhớ rõ mình rốt cuộc ở huyền chân đảo vùng lân cận vô tận hải vực sống bao lâu, hắn chỉ biết là ít năm như vậy tới. Phong vân biến ảo, bể dâu như biển, hắn đều là thu hết vào mắt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hồn phách rời đi, ở ngày cũ thời đại rất thịnh hành, bất quá chư thiên vạn giới cũ mới thay nhau lúc đó, thiên đạo lần nữa xác lập trật tự, như vậy cũ thời đại cổ Pháp, cũng sẽ không là thế gian nơi tích trữ. Truyền thuyết luyện chế này cùng hồn chồng người, cần đem mình bổn nguyên nhất hồn phách,
phân tán thành một cái cái máu thịt sở ngưng phân thân, sau đó áp dụng sâu trong lòng đất nhất là âm hàn huyền minh chân hỏa tiến hành luyện chế. Nhâm Phi Phàm hướng mấy người bọn họ giải thích. Diệp Thần lúc này mới hiểu, đồng thời đối với như vậy luyện chế cổ pháp cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này luyện chế hồn trồng, là trong thiên địa cao nhất cổ pháp, chỉ có cường giả đứng đầu, mới có thể tu luyện thành công. Huyền Minh Lửa không muốn biết thiêu hủy nhiều ít cái phân thân, mới có thể ngưng luyện ra hạt châu tới, mà ở chỗ này trong quá trình, tổn thất phân thân đều là bản thể máu thịt. Nếu như không có thực lực cường đại thành tựu chống đỡ, sợ rằng bản thể sẽ theo ngọn lửa cháy thiêu hủy, cùng biến mất. Cuối cùng luyện chế được hai hạt châu, một viên trở về bản thể, ngoài ra một viên thì đặt ở đoạt xác đối tượng thân thể bên trong. Mới bắt đầu để gặp, coi như là vô lượng cảnh cường giả, cũng sẽ không nhận ra được hồn trồng tồn tại. Chỉ khi nào hồn loại mọc rễ nảy mầm, hình thành hạt giống hình thức ban đầu, liền sẽ ở cổ thân thể này trong đó lớn lên, không cách nào dùng sức tính trừ. Cái này hồn loại lại có thể như vậy khó dây dưa. Thấy Nhâm Phi Phàm cũng không biện pháp, Diệp Thần cau mày. Nhất là chí mạng, không phải hồn loại mang đến yếu ớt, mà là ở phần này yếu ớt dưới, hồn trồng một chút điểm lớn lên, thẳng đến hoàn toàn trưởng thành là chứa ma tổ vô thiên thần hồn hồn phách phân thân. Đến lúc đó, ma tổ vô thiên thần hồn đem sẽ hoàn toàn gả nhận lấy, chiếm cứ thiên ma đế thân thể, từ đó hoàn thành đoạt xác. Cái này hai cái hồn loại tới giữa, tướng theo tương thông, là tử mẫu. Già thiên ma đế, tương hội tại cái này cùng chiếm đoạt dưới, hoàn toàn thay đổi là ma tổ vô thiên mới thân xác. Này chờ thêm trình, so với trực tiếp đoạt xác sẽ kéo dài lâu một chút, nhưng càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Lúc đầu vô thiên đã sớm bố trí. Nhưng vào lúc này, già thiên ma đế tỉnh lại rồi, hắn lúc này trải qua hồn trồng phụ thể sau đó, cả người đổi được yếu ớt rất nhiều. Hắn kịch liệt ho khan hai tiếng. Đứng dậy trong quá trình lại là phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt đó bàng trắng bệch như tuyết, không có nửa điểm khí sắc. Hắn giống như là sắp sửa lão hí xế chiều ông già, cả người trên dưới không có phân nửa tức giận, liền phát tơ vậy chuyển bạc trắng rất nhiều. Vũ Chỉ Dao vuốt ve hắn tóc trắng, không nhịn được khóc. Vốn là hai người cũng lấy thoát khốn chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới, nhưng ai biết cất giấu nguy hiểm đột nhiên bùng nổ, cho bọn họ như vậy đương đầu đòn nghiêm trọng. Những người còn lại vậy đều là yên lặng, nhìn đây đối với khổ mệnh uyên ương ánh mắt, hơi có chút phức tạp. Già thiên ma đế nhẹ giọng an ủi Vũ Chỉ Dao, cười khổ một tiếng, ta liền biết, ma tổ vô thiên sẽ không như vậy tùy tiện thả qua ta, cũng được, còn cuối cùng là có chút thời gian, sẽ để cho ta phụng bồi ngươi, xem lần cái này thế gian sầm uất đi. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, đem những ma khí kia hoàn toàn nghiền diệt. Ngay sau đó mở miệng nói, thật ra thì ngươi cũng không cần cảm thấy tuyệt vọng, cái này hồn loại mặc dù thật khó bỏ đi, nhưng từ xưa tới nay, trừ ngươi ra, cũng có người bên trong qua tương tự chiêu số, hơn nữa làm đến hiện tại. Hắn mà nói, thoáng như trong bóng tối vậy một món đèn sáng. Già thiên ma đế nhất thời ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn. Người nọ tên là Thiên Hồn Tử, chính là hoang cổ vũ trụ một tên vạn cổ cự đầu. Hàng năm ẩn cư ở tinh hải hoang vực động phủ trong đó, ta đã từng đi nơi đó, và hắn uống mấy ly rượu. Bất quá đó là chừng trăm năm trước chuyện. Nhâm Phi Phàm chậm rãi nhớ lại một đoạn chuyện cũ, vì vậy mở miệng nói. Tiền bối, vậy Thiên Hồn Tử hiện tại người ở chỗ nào? Già thiên ma đế trong lòng, lại dâng lên lần nữa nguyện vọng còn sống. Ta một lần cuối cùng thấy hắn lúc đó, hắn tiến vào rừng rậm bóng tối, tựa hồ cho đến hiện tại vậy chưa ra. Rừng rậm bóng tối. Không ít người ánh mắt mờ mịt, biểu thị chưa từng nghe qua. Các ngươi không từng nghe qua nơi đây, ngược lại cũng bình thường, có thể nói rừng rậm bóng tối không thuộc về chư thiên vạn giới phạm vi, bởi vì nơi đó không có thiên đạo quy tắc hạn chế. Nhâm Phi Phàm lời nói ra, để cho đám người giật mình không thôi. Không chịu thiên đạo hạn chế địa phương, vậy phải là đáng sợ dường nào? Hoặc là nói trong đó ẩn chứa lực lượng. Có kinh khủng dường nào tuyệt luân, cả thiên đạo đều không cách nào quản khống. Nếu như các ngươi phải đi tìm Thiên Hồn Tử mà nói, ta có thể dẫn đưa không gian lối đi, nhưng ta không thể đi vào, nếu không đem sẽ đưa tới quy tắc trật tự hỗn loạn, không có thiên đạo áp chế, liền ta vậy không có nắm chắc giữ được các ngươi. Nhâm Phi Phàm nói như vậy. Hắn chỉ có thể đóng vai ở sau lưng bầy mưu lập kế quân sư, mà không thể lên trận xung phong xông trận.
Dẫu sao hắn thực lực đã đạt đến cái thế giới này đỉnh cấp cảnh giới, không chỉ là quan hệ đến một mình hắn, cả gia tộc khí vận, cũng tức tức tương liên. Đây chính là Nhâm gia hạnh phúc phiền não, nhất tộc ra hai cái thiên mệnh, hơn nữa đều là mở ra bất đồng nói, đều có hy vọng du ngoạn cái này chư thiên vạn giới chân chính đỉnh cấp. Nhưng mặc cho nhà vậy phải đối mặt một cái sự thật tàn khốc, hai người kinh tài diễm diễm thiên mệnh, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đắc đạo xưng vương. Đối với Diệp Thần mà nói, ở Nhâm Phi Phàm cùng đảm nhiệm thiên nữ tới giữa, hắn nhất định lựa chọn cái trước. Tuy nói người sau từng vậy trợ giúp qua hắn, thoát đi hiểm cảnh, thế nhưng dạng hành động chủ ý, bất quá là muốn cho hắn con heo này nuôi được càng tráng càng mập chút thôi. Được, chúng ta đi liền vậy rừng rậm bóng tối một chuyến. Diệp Thần lập tức liền làm ra quyết định. Hắn không cách nào nhìn ra Thiên Ma Đế bị cái này hồn loại chiếm đoạt, hoàn toàn biến thành ma tổ vô thiên đồ đựng. Nghe đến lời này, Già Thiên Ma Đế sắc mặt phun trào, đổi được hết sức phức tạp. Đoạn đường này tới nay, Diệp Thần là hắn làm quá nhiều. So với này cùng đủ loại, hắn trước kia đối với Diệp Thần giúp đỡ cùng với nhắc nhở, tựa hồ cũng coi là không được cái gì. À, Già Thiên Ma Đế đành phải thở dài một tiếng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Nếu như mình có đủ thực lực, cần gì phải sợ cái này cùng cường ngạnh đoạt xác, cần gì phải để cho chí giao bạn bè vì mình lên núi đao xuống biển lửa, trải qua trùng trùng khó khăn. Được, ta tùy ngươi cùng đi. Già Thiên Ma Đế trong lòng cũng dâng lên một cổ hào hứng. Diệp Thần năm lần bảy lượt cứu hắn tại dầu sôi lửa bỏng bên trong, đem hết toàn lực, chính là muốn để lại hắn một mạng. Hắn nhưng vẫn buồn bực trầm trầm, không được khai ngộ. Thật sự là thật xin lỗi Diệp Thần lần này tình nghĩa. Già Thiên Ma Đế tâm trạng dần dần khai lãng, ý chí chiến đấu cũng thay đổi được sôi sục, từ trình độ nào đó, chế trụ vậy không đoạn sinh trưởng hồn loại. Háo hức biến hóa, cũng có thể ảnh hưởng hồn trồng sinh trưởng. Lúc này Già Thiên Ma Đế, vậy nửa bên tóc trắng dần dần thối lui, nhuộm hồi tóc xanh. Cả người tinh khí thần, cũng thay đổi thật tốt liền rất nhiều. Lần này, bọn họ hai người nhất định phải liên thủ, giải quyết cái này hồn loại. Rừng rậm bóng tối lối vào vô cùng là giả huyễn mờ ảo, như không có Nhâm Phi Phàm cái này cấp bậc cường giả khác dẫn dắt bắc cầu, sợ rằng bọn họ đời này cũng không cách nào tìm đến nơi đây lối vào. Diệp Thần trước tiên trước một bước bước chân vào đen như mực kia hư không lối đi. Vì không bị lạc phương hướng, hắn triệu hoán ra ba cây thiên kiếm, đồng thời vận chuyển Hồng Mông Đại Tinh Không cùng Nguyện Vọng Thiên Tinh dung hợp vào một chỗ. Trong thoáng chốc, vô tận tinh thần lực giống như vậy hắc ám trong đại dương một ngọn đèn sáng, chiếu sáng phía trước. Già Thiên Ma Đế theo sát phía sau, đi theo Diệp Thần phía sau. Ngôi sao ánh sáng lóe lên đến trình độ cao nhất, nhưng cũng không có dừng lại quá lâu. Một phút, hai phút, đợi đến mọi âm thanh yên lặng lúc đó, tất cả ánh sáng bỗng nhiên tắt. Lao nhanh hư không nước lũ, cũng tốt xem biến thành tỉ mỉ chảy sông lớn, không có phát ra nửa điểm nước vang tiếng. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế hai người, thậm chí chỉ có thể nghe được bọn họ hô hấp tiếng. Chỗ này vậy quá an tĩnh. Diệp Thần dẫn đầu mở miệng trước nói. Hắn nhìn về vậy vô tận hư không trong mắt, đến mức, 3 mét bên ngoài không gian tất cả đều là một phiến hư ảo. Già Thiên Ma Đế giống như vậy. Nơi này không chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, có lẽ sẽ ra đời một ít không tưởng được tồn tại. Bọn họ tiếp tục đi tới trước, ở cái này không có ở đây. Không có không gian, vậy không có thiên đạo trong thế giới, hết thảy cũng lộ vẻ được chậm như vậy. Mất đi vật tham chiếu sau đó, rất khó đối với hiện tại lúc đoạn có một cái cụ thể phán đoán. Mặc dù hai người cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là, bọn họ lạc đường. Diệp Thần dứt khoát đem cái này ba cây thiên kiếm hợp chung một chỗ, song song đi tới trước, hắn ngồi ở giữa nhất Long Uyên thiên kiếm bên trên, ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, đầy mặt buồn rầu cùng không nói. Muốn còn muốn đi vào oanh oanh liệt liệt liền một chàng, nhưng còn không tìm được chánh chủ đâu, nhưng trước lạc đường. Chỗ này, thật là so với kia hỗn độn vũ trụ còn càng khó hơn tìm phương hướng. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần cảm nhận được liền một hồi dị động. Hắn thông suốt nâng lên hai tròng mắt, mặc dù phía trước cái gì cũng xem không thấy, thế nhưng trong lòng dự cảm nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Phát hiện cái gì? Già Thiên Ma Đế cũng không có phân nửa phát hiện. Nhưng là hắn phát hiện Diệp Thần khác thường. Có lẽ chúng ta bị thứ gì theo dõi,
cho nên mới vây hãm trong đó. Xem ra, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Thần nói ra mình suy đoán. Một khắc sau, trong chớp mắt, có hư ảo bóng dáng tới, xem không thấy không sờ được, căn bản không chỗ tìm hắn tung tích. Diệp Thần dứt khoát nhắm hai mắt lại, bằng vào luân hồi thần hồn mạnh mẽ cảm giác lực, bắt đối phương tung tích. Bót! Hắn đưa ra già dặn có lực bàn tay, cầm chỉ thành chộp, giữ lại một kiểu đồ. Như vậy vật thể mới vừa vào tay, Diệp Thần cũng có chút ngây ngẩn. Tựa hồ là chuôi kiếm. Chẳng lẽ nói một mực ở bọn họ quanh thân quanh quẩn là một thanh kiếm? Diệp Thần không kịp muốn như thế nhiều, bởi vì hắn nắm ở chuôi kiếm tiếp theo một cái chớp mắt, cảm nhận được liền ngập trời đối nghịch ý. Vậy cổ địch ý cơ hồ là ngay tức thì vọt tới, đánh thẳng vào hắn thần hồn. Diệp Thần nhanh chóng ổn định tâm thần, đồng thời vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, dương ra luân hồi thiên nhãn, lúc này rốt cuộc gặp được thanh kiếm kia dạng nguyên thủy. Đó là một chuôi xiên xẹo kiếm, chỉ có một nửa, toàn thân rỉ sét, còn sót lại một ít phù văn thần bí, chưa từng hoàn toàn phai mờ. Lúc này, những thần kia bí cổ xưa phù văn tách ra sáng lên, mặc dù không đủ, lại hết sức có lực nói. Diệp Thần cảm nhận được liền lòng bàn tay truyền tới trình độ cao nhất nóng bỏng, thật giống như có ngàn đoạn ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn lúc này thần sắc biến đổi. Hắn buông lỏng tay, chuôi này không trọn vẹn kiếm ý muốn chạy khỏi, nhưng là một khắc sau, Diệp Thần sau lưng ba chuôi thiên kiếm, đồng loạt bay ra, tạo thành tam giác thế, đem vậy không lành lặn cổ kiếm vây ở trong đó. Ma đế, đi đem bắt. Diệp Thần điều khiển ba chuôi thiên kiếm, đã không thể phân thân. Già thiên ma đế không nói hai lời, phi thân cướp ra, hai màu trắng đen sợi tóc tung bay lên. Hắn nắm chuôi này không trọn vẹn kiếm, đúng như dự đoán, một hồi nhiệt độ nóng bỏng truyền vào lòng bàn tay. Nhưng già thiên ma đế há lại là dễ dàng như vậy người nhận thua, hắn ánh mắt chớp mắt, màu vàng sậm ma khí chợt xông ra, quấn quanh ở trên đó. Hơn nữa vậy ba chuôi thiên kiếm điên cuồng áp chế, không lành lặn trên cổ kiếm phù văn thần bí, dần dần ảm đạm, xem bị tắt ngọn lửa. Theo bọn họ đem cái này cầm không lành lặn cổ kiếm bắt lại, chung quanh đậm đặc hắc ám vậy dần dần rút đi. Diệp Thần thầm nghĩ, quả nhiên, chính là tên này dở trò quỷ. Chuôi này cốt kiếm tựa hồ là không có khí lực, trực tiếp ngừng không nhúc nhích. Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, vận dụng trận tự quyết hội tụ ra một đạo thần hồn khóa, đem trói buộc ở, hơn nữa còn đi lên đá hai cái. Vậy không lành lặn cổ kiếm mình động cũng không động, giống như chết liền vậy. Diệp Thần đang định dùng hắn thủ đoạn tới bức bách một tí, bỗng nhiên lúc này, suối vàng bầu trời trong bản vẽ, có một món màu xanh biếc ánh sáng thật nhanh xông ra. Diệp Thần vẫn còn đang ngẩn ra đâu, vậy tia màu xanh biếc ánh sáng thật nhanh đi tới không lành lặn cổ kiếm bên trên, xoát xoát mấy cái đem cho bó thành cái bánh trưng hình dáng. Bó hoàn sau đó, hai múi cỏ đầu còn lắc lư nhanh mấy cái. Không trọn vẹn cổ kiếm vốn đang không phản ứng gì, kết quả gặp phải cái này rảo hoạt cỏ nhỏ, tại chỗ lộn chừng mấy lần, vẫn bị chặt chẽ đè ép xuống. Cái này, già thiên ma đế nhất thời ngây ngẩn. Cái này vậy là cái gì đồ? Từ nơi nào xông tới? Diệp Thần ngạc nhiên trách liền hai tiếng, sau đó khom người bốc lên vậy nửa cỏ đầu. Ngươi tên này, mỗi lần có đại chiến cũng xúc ở bên trong không ra, cùng kết thúc chiến đấu, ngươi chạy được so với ai khác cũng mau. Hóa thân một sợi dây thừng cỏ nhỏ, bỏ rơi chừng mấy lần cỏ đầu, tựa hồ là đối Diệp Thần nói như vậy từ có bất mãn. Phải, ngươi cũng có đóng góp, nếu không phải ngươi một lần kia thúc đẩy thần ma thân thể, thay ta chặn thiên lý. Sợ rằng ta đã mất mạng suối vàng. Cỏ nhỏ lúc này mới ngưng lay động, nhảy một cái, lộ vẻ được khá là hưng phấn. Chuôi này cổ kiếm là đối ngươi hữu ích sao? Diệp Thần ngay sau đó hỏi. Cỏ nhỏ kéo không trọn vẹn cổ kiếm, lăn mấy vòng, sau đó chậm rãi buông, lúc này Diệp Thần thấy, vậy không lành lặn trên cổ kiếm, còn sót phù văn mạch lạc đều bị phai mờ. Cổ kiếm hoàn toàn biến thành phế kiếm. Diệp Thần khóe miệng không khỏi quất rút ra, hắn còn muốn nghiên cứu một tí cái này cổ kiếm bí mật chứ, lại bị cỏ nhỏ cho phá hư. Bất quá một khắc sau, cỏ nhỏ cử động ra Diệp Thần ý lưu, chỉ gặp hắn bay lên trời, nguyên bản ở không lành lặn trên cổ kiếm lưu chuyển phù văn, lại đến trên người của nó, cùng màu xanh biếc ánh sáng nhập làm một thể. Xoạt một tiếng, một chuôi do cỏ kết thành kiếm, bất ngờ thành hình, ở phù văn quy tắc bọc dưới, trói lọi yêu kiều, lại vậy có chút kiểu dáng.
Diệp Thần nhất thời đổi được kinh ngạc. Cái này cỏ nhỏ lại có thể biến đổi hình thái. Cỏ nhỏ chạy hết một hồi sau đó, cảm thấy không thú vị, liền tự động trở lại bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó đi. Lưu lại Diệp Thần một người, một mình như có điều suy nghĩ. Diệp Thần đem vậy không trọn vẹn cổ kiếm nhặt lên, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Bụi cỏ kia là lai lịch gì? Nhìn qua thật giống như rất hiểu tính người. Già Thiên Ma Đế mở miệng hỏi nói, hắn cũng là lần đầu tiên thấy này cùng kỳ dị thực vật. Diệp Thần đem cỏ nhỏ lai lịch cùng hắn nói một lần, mặc dù không đoán ra cỏ nhỏ rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể xác định phải, cỏ nhỏ tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hai người đang trò chuyện lúc đó, chung quanh hết thảy cũng ở đây dần dần sinh ra biến hóa. Vậy không tìm được cuối hắc vật chất tối tăm hẳn là không lành lặn, theo trên người hắn phù văn bị rút sạch, tầng này cấm chế vậy dần dần xu hướng tại biến mất. Trong chớp mắt, hai người liền cảm giác được mình ngồi lên hư không mau xe, tựa như bị đẩy vào một cái thế giới không biết. Hoang vu tinh thần, không trọn vẹn tinh cầu, cùng với vậy lẻ tẻ tán lạc ngoài bầu trời vẫn thạch, toàn bộ lẳng lặng trôi lơ lửng ở cái này không biết đất thần bí. Nơi này không thấy được ban ngày, chỉ có nửa đêm, hơn nữa đậm đà uy áp bao phủ xuống, cơ hồ vét sạch toàn bộ không gian. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế xuyên qua cái này mảnh đất hoang vu này, hai người chỗ đi qua, toàn bộ đều là tàn tạ không chịu nổi cảnh tượng. Nơi này di tích rất là kỳ quái, không giống như là bị loại nào đó cường đại lực lượng đánh bể, càng giống như là tự nhiên tan rã. Già Thiên Ma Đế sức quan sát 10 phần tỉ mỉ, bởi vì hắn đi qua những ngôi sao kia cùng với tinh cầu lúc đó, liền sẽ cẩn thận nghiên cứu. Những cái kia không trọn vẹn di tích cổ xưa, không có phần nửa bị cắt đứt dấu hiệu, giống như là bị lực lượng nào đó từ trong làm tan rã. Theo lý mà nói, có không trọn vẹn tinh thần vũ trụ, liền sẽ có sinh linh. Nhưng hai người đi hồi lâu, cũng không thấy bất kỳ sinh linh. Vừa không có ai, cũng không có thần ma, càng đừng sách yêu quỷ linh quái. Nhâm tiền bối nói qua, vậy thiên hồn tử trong năm xưa tiến vào trong đó, liền không có mới đi ra qua, dựa theo như vậy hình thức tới phân tích, ở thiên hồn tử trước kia cũng cần phải khi có người đi vào qua mới đúng. Diệp Thần trước mắt phân tích tại tình huống như vậy. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra thiên hồn tử, mà không phải là chinh phục cái này trước mắt hư không thế giới. Đang hai người tựa như con ruồi không đầu vậy tìm lúc. Xa xa chân trời lưu quang chợt hiện, màu vàng chói lọi tràn ngập trải thi triển ra một cái huy hoàng đại lộ. Vậy ánh sáng màu vàng ngưng kết thành một quyển khổng lồ thang trời, từ xa mới chậm rãi mở ra, nhào thẳng tới, cuối cùng lúc rơi xuống, vừa vặn đến Diệp Thần hai người bên cạnh. Này là vật gì? Chói lọi thánh khiết, thần thánh rực rỡ, để cho người không nhịn được tim sinh kính sợ, biến hình lập tức quỳ xuống thân đi, triều bái thiên thần. Hai người đều bị cái này vô tận chói lọi hấp dẫn, nhất thời liền con người cũng trở nên có chút đờ đẫn, mắt xem liền phải quỳ xuống đi, bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần một trưởng vỗ vào ngực mình, luân hồi huyết mạch đi hồi ngược dòng. Rồi mới từ vậy hỗn độn trong trạng thái tỉnh hồn lại. Đồng thời, hồng mông đại tinh không hội tụ, đỉnh đầu giống như một phiến sáng chói tinh thần. Không thể quỳ. Diệp Thần chuyển tay, đem lòng bàn tay in ở Già Thiên Ma Đế sau lưng, nhất thời làm thân thể kinh hãi, chấn động mạnh. Chuyện gì xảy ra, ta mới vừa hình như là ngủ. Già Thiên Ma Đế nhìn xem kim quang kia sáng chói hướng thánh đại lộ, nhất thời rõ ràng tới đây. Điều này kim đạo uy lực rất cao, lại là thiếu chút nữa để cho ta ngươi hai người thân vùi lấp nhà tù. Già Thiên Ma Đế giọng trở nên có chút ngưng trọng. Bất quá bây giờ nhìn lại, điều này kim quang sáng chói đại lộ tựa hồ không chỗ gì đặc biệt. Nếu tới đã tới rồi, vậy thì đi xem một chút đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chợt bước lên cái này đại lộ. Bọn họ còn chưa đi tới kim quang này đại đạo cuối. Liền thấy một tôn Phật đứng sừng ở trên đó. Đó là một tôn như thế nào Phật, cả người ánh sáng vần quanh, sau lưng hiện ra 9 cái tuần hoàn đại chu thiên. Mà Phật bản thân chính là như pho tượng, thậm chí đã vượt qua ngôi sao chiều rộng, cùng thiên tề cao. Cả thế giới trung tâm tựa như cũng ở chỗ này, ào ào, không biết hắn tung. Sát phạt, tức giận, máu tươi, cùng với vậy động trời tiếng chống trận, không ngừng lan truyền, ở Diệp Thần hai người bên tai vang vọng. Bọn họ cũng giống như đi theo cái này tơ tiếng gào cùng tiếng reo hò cùng trở lại vậy thời đại viễn cổ, thần ma chém giết chiến trường.
Ma thần giận dữ, đổ máu vạn dặm, thần linh khai nhận, độc đoán vạn cổ. Hết thảy, cũng vô cùng là hùng vĩ vĩ đại, không ngừng ở hai người trước mắt lộ vẻ hiện ra. Tiếp theo sau đó, chính là một đạo cuồn cuộn Phật âm. Đời người có tám đắng, sinh, lão, bệnh, chết, yêu, cùng biệt ly, muốn mà không lấy, cầu mà không được, các ngươi phải chăng từng có hối hận. Vậy Phật quang vô cùng hừng hực, cuồn cuộn như trời uy, quanh quẩn ở bên tai. Diệp thần vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc. Cái này Phật, là từ đâu tới? Bất quá hắn đề ra vấn đề, ngược lại là trực kích linh hồn người chỗ sâu. Muốn mà không lấy, cầu mà không được. Chính là đại biểu hai loại cực đoan. Diệp thần luân hồi thiên nhãn, xuyên thấu cái này Phật quang bề ngoài nơi trôi lơ lửng mọi thứ pháp tướng. Mà ở đó tượng Phật sau lưng, thì là có vô số cầm sắc bén kiếm quang xúc thế đãi phát. Diệp thần nhất thời trong lòng rét một cái, bọn họ bước lên kim quang này đại lộ, vô luận là thân xác vẫn là linh hồn, đều đã bị cái này tôn thần Phật khống chế. Nếu như không ta trả lời, sợ rằng sẽ bị vậy đầy trời kiếm quang cho mặc cái sàng. Diệp thần không biết ngôi tượng Phật này là từ nơi nào nhô ra, nhưng hắn rõ ràng muốn vượt qua nơi đây, liền chỉ có trả lời điều này con đường. Thần Phật niệm kinh vẫn còn tiếp tục, mà già thiên ma đế lúc này sắc mặt đổi được vô cùng ngưng trọng. Ngươi xem thấu cái này thần Phật uy lực sao? Diệp thần lúc này hỏi, hắn sử dụng chính là vì sao loại thủ đoạn? Già thiên ma đế lúc này nói, theo như lời hắn tám đắng, nhưng thật ra là một loại khảo nghiệm, vô luận tu vi bao sâu dày. Chỉ cần tâm cảnh cùng tinh thần chưa từng đạt tới viên mãn cảnh giới, liền không cách nào thông qua tám đắng hỏi. Cái gọi là tám đắng, là vì Phật môn. Chính là Phật môn thần tăng, đối với đời người trên đời mấy lớn tổng kết. Do cuối đẩy tố tới ngọn nguồn, lần nữa quy nạp đời người lấy được, cùng mất đi. Năm đó Như Lai Thánh Phật chính là hiểu thấu đáo tám đắng vị, như vậy lột xác thành thần, du ngoạn đỉnh thế giới, sáng lập Tây Thiên Phật môn. Hy Hoàng Bàn cổ cùng với Như Lai Thánh Phật, đều là hoang cổ niên đại nhân vật vang danh. Khi đó chúng thần tranh bá, vô số thiên kiêu ngang trời xuất thế, để lại vô cùng là lộng lẫy nhiều màu truyền thuyết. Bất quá theo thiên đạo phép tắc vỡ nát, một cái thế giới xuất hiện tất nhiên có một cái thế giới diệt vong. Thời đại hoang cổ đã đi xa, lưu lại sử liêu ghi lại cùng bảo vật thần khí không hề nhiều. Trước mắt kim quang này thần Phật, có lẽ chính là thời đại hoang cổ nơi sống sót thần ma. Nghĩ xong câu trả lời nữa, không thể tùy tùy tiện tiện. Tám đắng hỏi là thần Phật dùng để chui luyện tự mình Phật lòng, người thường tiến vào trong đó, nếu như trả lời sai lầm, tùy thời có thể chấn vỡ thần hồn, tâm thần rơi vào điên cuồng trạng thái. Già thiên ma đế hơn năm qua, đi chư thiên, kiến thức rộng, cũng đã nghe nói qua không thiếu có liên quan thần Phật quỷ ma truyền thuyết. Lúc này đụng phải cường hãn như vậy thần Phật cản đường, phát ra tám đắng hỏi. Cho dù là không trả lời, vậy cũng được trả lời. Không lâu sau, kim quang kia rực rỡ đại Phật lần nữa đặt câu hỏi. Đời người, khốn khổ, không thuyền, độ hay không? Cái này liên tiếp đặt câu hỏi, giống như đại lộ tiếng sấm vang tới, mông lung ánh sáng trắng xảm tạp vũ khí, thần thánh trang nghiêm, từ trên đỉnh đầu của hai người phương bao trùm xuống, hoàn toàn đem này chế tạo thành một phiến tiên cảnh. Mà Diệp thần cùng già thiên ma đế. Chính là rơi vào trong đó, thần hồn vậy đi theo lưu chuyển, tựa như tiến vào một tầng luân hồi. Diệp thần ý thức đi theo biến đổi. Hắn tựa như trở lại Ninh Ba, nhưng cũng không phải là xuất từ Diệp gia, mà là người bình thường sinh. Em bé thời đại, không có luân hồi chi chủ mấy đời làm người, cũng không có bần tiện lần nữa quật khởi. Hắn chỉ là trở thành một người bình thường. Phổ thông lớn lên, phổ thông đi học, phổ thông chơi đùa, phổ thông giao thiệp. Hết thầy cũng lộ vẻ rất là phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn hèn hạ vô vi, ở quê hương trong trấn nhỏ ban, tiền lương không nhiều, chỉ có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Hắn coi trọng cô gái không đẹp, xinh đẹp cô gái coi thường hắn. Cô gái cho dù không đẹp, cũng phải xem muốn phòng. Vì vậy hắn chỉ có thể liều mạng phấn đấu, vào chỗ chết kiếm tiền, rốt cuộc góp đủ rồi mua nhà tiền cọc. Nhưng là nhà một mua, hài tử ra đời. Xuất hành bất tiện, hắn lại liều mạng đi làm, liều mạng công tác, đưa giao hàng hỏa tốc người giao hàng, các hành các nghiệp đều lưu lại tung tích của hắn. Rốt cuộc xe vậy mua. Mà chính hắn, vậy đến 40 tuổi tác. Vốn cho là có thể yên ổn hưởng thụ đời người,
nhưng là tiếp theo phụ thân một cơn bệnh nặng cần mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh, để cho hắn không thể không bán đi nhà cùng xe, đem tiền đập vào cái này động không đáy. Mấy trăm ngàn cuối cùng vẫn không thể nào lưu lại phụ thân mệnh, nhà không có xe không có, lão bà ném xuống hài tử một mình đi xa. Người hắn sinh chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy qua. Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì đâu, mọi thứ đều là đắng, vô biên vô tận. Diệp Thần tinh thần rơi vào hoảng hốt trong đó, trong mơ hồ có một giọng nói ở hắn bên tai quanh quẩn. Vượt qua bể khổ, chính là siêu thoát, nhập Phật cửa, tìm kiếm giải thoát. Đạo thanh âm kia, có cực hạn sức dụ dỗ. Để cho Diệp Thần không nhịn được nghĩ đem câu nói kia bật thốt lên. Ta nguyện trốn vào. Nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối cưỡng ép áp chế ý niệm của mình, không đem nửa câu sau nói ra miệng. Hắn đầu óc bên trong, từ đầu đến cuối hiện ra cái này nhất thế luân hồi hình ảnh. Không có độc đoán vạn cổ, cũng không có chấn nhiếp thiên địa, hắn hóa thân là một người bình thường, trải qua trong thế gian chua ngọt đắng cay, có thống khổ, có nghi hoặc. Vô số đêm dài đối kính chưa chợp mắt cùng không thể ra sức, cũng hóa thành đáy lòng tiếng kia tức giận gầm thét. Nhưng cái này loại gầm thét thủy chung là vô lực, yếu ớt, không người quan tâm. Cái thanh âm kia không ngừng ở hắn bên tai vọng về. Trốn vào không môn, trốn vào không môn. Không môn bên trong liền không có đời người tám đắng. Không có hận yêu tình cừu, biệt ly vui buồn. Cũng không có cầu không được, năm âm hừng hực. Cái này cổ thanh âm có cực hạn sức dụ dỗ, giống như thiên đạo như vậy kiên định, là nhân gian nhất là chính xác tín niệm cùng quy luật. Diệp Thần không ngừng cùng đạo thanh âm này đối kháng, hết sức thống khổ, đầu hắn cũng mau nổ. Không được, tuyệt không khuất phục phục, không thể bị mê muội. Suy nghĩ một chút những thứ khác, suy nghĩ một chút Nhược Tuyết, suy nghĩ một chút Ngụy Dính, suy nghĩ một chút Tư Thanh, còn có Uyển Nhi. Bọn hắn nhiệt độ, cũng rõ ràng như vậy, ta tại sao sẽ nghĩ tới cái này? Diệp Thần cảm giác được mình thật sự là hết cứu, nhưng là chỉ chốc lát sau hắn phát hiện trong đầu nứt ra cảm giác đau giảm bớt một chút, tiếp theo nổi lên, là hắn mới vừa rồi nơi nhắc tới từng bức họa. Cái này, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh cùng nữ bóng người không ngừng hiện lên, nhưng cũng không là bình thường tướng mạo, mà là lấy một loại đặc thù hình thái xuất hiện. Cái loại này hình thái xuống các nàng, để cho Diệp Thần nhìn muốn chảy nước miếng. Diệp Thần nhanh chóng bỏ rơi vung trong đầu ý niệm, cưỡng bách mình không suy nghĩ những thứ này. Đương thời cùng ý tưởng sau khi biến mất, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy tám đắng mang đến cảm giác đau nhức cũng đã biến mất. Diệp Thần rơi vào thống khổ dẫy dụa thời điểm, già thiên ma đế nhưng mở hai mắt ra, hắn đã chiến thắng tâm ma, yên ổn vượt qua kiếp này. Đây là cái gì quỷ? Đột phá tâm ma không phải dựa vào ý chí kiên cường, cũng không phải dựa vào kỳ diệu động vật. Mà là dựa vào người phụ nữ. Nói ra Diệp Thần mình đều không tin. Bất quá nếu đã khôi phục trong sạch, vậy Diệp Thần liền dùng hành động dành cho trả lời. Cái gọi là tám đáng hỏi, tại ta mà nói. Bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Diệp Thần híp mắt cười nói. Một bên già thiên ma đế, vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Thần chậm chạp không thể thoát khốn, hắn còn dự định vận dụng cưỡng chế tính thủ đoạn. Nhưng thành công hay không liền không biết được. Vậy tôn thần Phật thần sắc một mực gợn sóng không sợ hãi, nhưng là làm hai người đều là thoát khốn sau đó, rốt cuộc sinh ra chút biến hóa. Hắn có chút không rõ ràng. Cái này hai người vì sao không bị thế tục nơi nhiễu, cũng không là luân hồi khó khăn. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần gặp được cái này tôn thần Phật nhãn ở giữa do dự cùng chần chờ. Tám đáng hỏi nếu là bị đánh vỡ, cái này thần Phật cũng chỉ mất đi lực uy hiếp, hắn tóe ra những cái kia kim quang, đối với Diệp Thần cùng già thiên ma đế mà nói, đã mất đi uy hiếp. Ngươi, vì sao không thoát khỏi bể khổ, ta cảm nhận được liền ngươi vùng vẫy, còn có tức giận. Vậy tôn thần Phật ánh mắt nhìn về Diệp Thần, vẫn thần thánh uy nghiêm, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại có một phần nghi ngờ. Vì sao phải thoát khỏi bể khổ? Diệp Thần không khỏi không trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Vì sao không thoát khỏi bể khổ? Vì sao cần thoát khỏi bể khổ? Vì sao dừng lại bể khổ, vạn kiếp bất phục? Vậy ngươi vì sao dừng lại ở này, ngăn cách với đời? Ngươi là tự nguyện tích chữ lưu lại, vẫn bị bức bách tài lưu lại. Diệp Thần chuyện càng ngày càng nhọn, một câu cuối cùng, đâm thẳng tim, liền vậy tôn thần Phật vậy có chút chấn động. Ta vì sao ở chỗ này?
thần Phật sắc mặt sinh ra chút mờ mịt. Lâu như vậy xa sự việc, hắn thật giống như vậy không nhớ gì cả. Diệp thần không khỏi cười nhạt. Cái gọi là thần Phật, cũng bất quá là nằm vùng ở chỗ này con cờ mà thôi, sợ rằng phía sau còn có chân chính khủng bố tồn tại. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi vì sao ở chỗ này, ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Hỏi một chút chính ngươi, muốn độ người, trước độ mấy? Diệp thần một phen, để cho cái này tôn thần Phật hoàn toàn lâm vào mê mang cùng bàng hoàng, hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, cả người trên dưới vây quanh rực rỡ Phật quang, vậy dần dần đổi được ảm đạm. Cái này tôn thần Phật chậm rãi ôm lấy đầu lâu, lâm vào loại nào đó khốn khổ cùng vùng vẫy trong đó. Ta nói muốn để cho ngươi thoát khỏi bể khổ, ngươi liền được thoát khỏi bể khổ. Vậy tôn thần Phật đột nhiên ngửa đầu lên, chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp thần, mà hắn trong mắt phần kia từ bi cùng uy nghiêm, đã chuyển biến thành căm ghét cùng giết giận. Diệp thần biết đối phương nhất định sẽ thẹn quá thành giận, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái gọi là Phật quang lực, đổi thành là cuồn cuộn tiên yêu linh khí, thần Phật nâng lên bàn tay khổng lồ, lăng không giữ giết. Một trưởng này uy nghiêm 10 phần, giơ tay nhấc chân tới giữa, có thể cảm ứng thiên địa lực lượng, trấn áp bát phương. Lòng bàn tay sấm sen lẫn thành muôn vàn đại trận, qua lại mà qua, một tầng lại một tầng hư không, điệp cộng lại, hội họp thành trận pháp. Thần Phật thực lực thập phần cường đại, tùy ý một trưởng là được để cho điều này kim quang lối đi từ trong nổ tung, biến ảo thành sát trận, sen lẫn tới, có thể nói long trời lở đất. Diệp thần đem vậy ba cây thiên kiếm đồng thời thanh toán đi ra. Huyết quang quấn quanh, tai khí ngất trời, ma linh mãnh liệt. Gần mấy trận chiến đấu tới nay, Diệp thần một mực ở thử nghiệm khống chế cái này ba cây thiên kiếm, đồng thời phát động, đem uy lực thi triển đến lớn nhất. Hiện tại cũng coi là có chút tâm đắc. Vậy tai khí cùng ma khí đều là vì huyết long mà phục vụ. Diệp thần khua kiếm ra, đồng thời kết hợp binh tự quyết chín trời bể tan tành đại lộ. Trong chốc lát, vô số huyết quang kiếm khí hóa thành trùng trùng mãnh liệt ảo ảnh, bạo giết ra, có thể so với vạn nặng thời không tuyệt thế sát trận. Bành! Tai khí cùng ma khí chặn lại kim quang kia đại lộ, trừ lại một cái lối đi. Mà huyết long chính là từ lối đi kia bên trong thoát ra, một đôi đỏ tươi quả nhãn nhìn chăm chú thiên địa, để cho vạn vật thần phục. Năm tháng bất hủ! Mà đây thần Phật ngút trời lực lượng, cùng ba cây thiên kiếm đụng vào nhau. Ở nơi này yên lặng đã lâu rừng rậm bóng tối bên trong, cuốn lên lớn như vậy gió bão. Vô tận ngút trời thần uy cuộn sạch ra, tinh thần mảnh vỡ cuồng vũ tung tóe, tàn phá tinh vực tất cả đều bị bể thành ảo ảnh. Chấn động sóng âm một tầng tiếp một tầng, hướng ra phía ngoài lan đi. Vậy thần Phật vậy không nghĩ tới, hắn nơi hôi ra kim quang đại lộ, lại có thể bị Diệp thần phá. Tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Thần Phật vừa muốn ra tay. Nhưng Diệp thần bỗng nhiên lúc này ngồi xếp bằng, tượng thần vô cùng trang nghiêm. Đời người có tám đắng, sinh, lão, bệnh, chết, yêu, cùng biệt ly, muốn mà không lấy, cầu mà không được, ngươi, phải chăng từng có hối hận. Hắn trong miệng văng ra mỗi một chữ, cũng hàm chứa nồng nặc thiền ý. Cùng lúc đó, một tòa màu vàng kim thần tháp chậm rãi nổi lên, ở hắn sau lưng bất ngờ thành hình, đứng sừng sững tại vũ trụ trong tinh không, nguy nga chói mắt. Tám bộ phù đồ khí Phật vốn là đạo. Diệp thần chính là ở nơi này một loạt trải qua trong đó, thu được cảm ngộ của mình. Sanh lão bệnh tử, đời người vô thường, vui buồn hợp tan. Chỉ có trải qua phổ thông, bình thường, mới có thể đổi được vĩ đại, minh mông. Tất cả giáo lý nhà Phật đều là chất phác mà chân thành trở lại nguyên trạng, đại lộ hóa giản. Đạo này cũng không phải là người nói, mà là thiên đạo. Thiên đạo quy tắc. Đều ngưng tụ ở cái này tôn thần Phật trên mình, hoặc là nói, bộ phận thiên đạo ý chí hóa thành cái này tôn thần Phật hình dáng. Ngay tại mới vừa, vậy tôn thần Phật vận dụng hư không lực lượng thời điểm, Diệp thần phát giác thiên đạo hơi thở. Diệp thần bây giờ là rõ ràng, rừng rậm bóng tối tại sao không tại thiên đạo bên trong phạm vi quản hạt. Bởi vì là thiên đạo đã sớm không tại vị mặt trong đó, mà là biến thành thật thể hình dáng, tích trữ hậu thế gian. Cả thiên đạo cũng sẽ thoát khỏi nó chỗ ở vị trí, thiên đạo kia bên trên, lại sẽ có cái gì? Không có thiên đạo, chẳng lẽ cái thế giới này liền không cách nào vận chuyển sao? Ngươi cho dù hóa là như vậy hình dáng, cũng không cách nào thoát khỏi nhân gian tám đắng, vậy ngươi dựa vào cái gì tới độ người ra bể khổ? Ta nói đúng không, thiên đạo? Diệp thần câu này chất vấn, cơ hồ là nổ bắn ra ra,
giống như bầu trời tiếng sấm, chấn triệt bốn phương. Thần Phật lần này là hoàn toàn luống cuống. Người này là ai? Vì sao sẽ biết hắn thân phận chân thật? Hắn thần sắc dần dần đổi được trắng bệch, hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần Phật là sẽ không chảy máu. Một khi chảy máu, liền đại biểu cái này tôn thần Phật sắp chết. Không, không phải như vậy, ta không thể nào thất bại, ta không phải trời nói, ta chính là ta, chí cao vô thượng thần Phật. Cái này tôn thần Phật, cả thân kim quang nhanh chóng đổi được ảm đạm, mà thiên đạo hai chữ tựa hồ là chọt chúng hắn xương sườn mềm. Hắn tượng Phật kim thân, nứt ra từng đạo dấu vết, những cái khe kia từng bước mở rộng, làm hắn đổi được càng ngày càng yếu ớt. Không, không, cái này tôn thần Phật kẽ hở đã mở đến liền bộ mặt. Đối diện cách đó không xa, Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế đang nồng nhiệt nhìn một màn này. Người mới vừa nói ngôi tượng Phật này là thiên đạo. Già Thiên Ma Đế mở miệng hỏi vẫn có chút không dám tin. Ở bọn họ trong lòng, thiên đạo nhưng mà vượt qua thế gian hết thảy tồn tại, vắt ngang tại chư thiên vạn giới bên trên, mắt nhìn xuống chúng sanh. Nhưng thiên đạo vì sao sẽ muốn thoát khỏi người điều khiển thân phận, từ hàng địa vị, trở thành cái này tàn tạ trong vũ trụ thần Phật đâu? Hết thảy cũng không có từ biết được. Theo cuối cùng một tầng kim quang vỡ vụn, tượng Phật kia vậy hoàn toàn hóa là bột, không còn tồn tại, chỉ có vậy rơi xuống bột vàng, hướng vô tận hắc ám hư không, rơi xuống đi. Chúng ta đi mau, kim quang này lối đi cuối, có lẽ sẽ có cái khác đầu mối. Thần Phật tiêu tán, tử vong sau đó, sau lưng hắn kim quang lối đi cũng chưa hoàn toàn tan biến, như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được suy yếu. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế nhanh chóng đi tới trước, dọc theo điều này kim quang đại lộ, bọn họ rốt cuộc gặp được ánh sáng, tựa hồ là thông hướng phương xa. Đi! Hai người lúc này không do dự nữa, hóa thành lau một cái lưu quang, bay lên không, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Rốt cuộc, ở kim quang biến mất một khắc cuối cùng, bọn họ tiến vào vậy lối đi tối thui. Trước mắt lần nữa có ánh sáng lúc xuất hiện, bọn họ đã tới một phiến thế giới hoàn chỉnh. Nơi này có bầu trời, có núi. Nhưng làm người khác chú ý nhất, vẫn là vậy liên tiếp mảnh cổ thành di tích. Phương xa có một đạo khí tức vô hình, giống như là cột khói vậy thông suốt bầu trời, nhưng là luồng khí tức kia, đến gần không sáng không màu không vị. Chỉ có chói lọi từ phía trên rơi xuống, luồng khí tức kia bao vây mà thành thông thiên trụ, mới biết hiển lộ ra dị tượng. Xuyên qua cái này vùng núi lĩnh, chính là vừa nhìn vô tận hoang mạc. Mà vậy thông thiên trụ phía dưới, chính là một tòa khổng lồ thất lạc cổ thành. Đó là vật gì? Già Thiên Ma Đế không khỏi phát ra nghi vấn. Diệp Thần trong lòng cũng có giống nhau nghi hoặc. Cái này rừng rậm bóng tối vậy khá là kỳ quái, chỗ này địa phương cho người cảm giác quỷ dị, quả thật mười phần ly kỳ. Vô luận như thế nào, nơi này linh khí ngược lại là vô cùng là tinh thuần, so với ngoại giới tới dẫn có nồng hơn tiên đạo hơi thở. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch, vậy mơ hồ tới giữa, cùng có nơi đồng tình. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần đưa tay bắt được như nhau vật thể, là từ suối vàng bầu trời trong bản vẽ lao ra cỏ nhỏ. Người cái này đứa nhỏ, lại muốn đi nuốt cái gì? Chú ý ăn quá no rồi, trống. Diệp Thần đem cỏ nhỏ của trách một lần một lần. Cỏ nhỏ nhất thời liền yên, kéo dài trước Diệp Thần cánh tay leo lên, ngoan ngoãn nằm ở hắn trên bả vai. Trước cầm những thứ này dò cha rõ, lại tới chiếm đoạt cũng không muộn. Đối cái này đứa nhỏ, Diệp Thần là vừa tức giận vừa buồn cười. Mỗi lần đụng phải thứ tốt gì, cái này cỏ nhỏ liền cái đầu tiên xông ra, cái gì gọi đều không đánh, phần phật hai cái chiếm đoạt xong. Bụi cây này cỏ nhỏ tuy nói thích ăn độc thực, nhưng mỗi một lần lột xác, Diệp Thần cũng để ở trong mắt. Lần trước cỏ nhỏ bằng vào sức một mình, thúc giục vậy thần Phật thân thể không lành lặn. Là hắn đỡ được thiên lý nhất kích. Mà trước đó không lâu, cỏ nhỏ hấp thu vậy không trọn vẹn phù văn, thậm chí có thể biến đổi hình thái, trở thành một cái xanh biếc trường kiếm. Diệp Thần cảm nhận được liền trường kiếm kia bên trong tích chứa ngút trời năng lượng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn một ít thần kiếm. Diệp Thần, nơi này linh khí vô cùng là bàng bạc, có lẽ đối ta ngươi hai người tu vi có chút ích lợi. Già Thiên Ma Đế cảm giác mười phần bén nhạy. Hắn phát hiện này cùng di tích linh khí, đều là thế giới hiện thật không có. Lại có thể trực tiếp cùng thần hồn dung hợp lẫn nhau, không cần tinh luyện đổi thành. Như vậy tu luyện cơ hội cũng không nhiều được. Phải biết chư thiên vạn giới tu sĩ muốn rèn luyện thần hồn,
đầu tiên tinh thần lực cần rất lớn cường độ, thêm nữa nếu như muốn tăng lên thần hồn, cần ngưng tụ linh lực tiến hành lấy ra. Trong này quá trình rườm rà mà phức tạp, tinh lực hao phí cực cao. Diệp Thần vậy phát hiện cái này cùng thượng hạng tài nguyên. Nhưng mỗi một chỗ linh khí tạo thành, đều có nơi nguyên nhân, so sánh với tại chỗ tính tọa tu luyện, Diệp Thần càng muốn đi di tích này chỗ sâu đi tìm như vậy linh khí nguồn. Như vậy tới một cái, hắn là được cùng Già Thiên Ma Đế trong thời gian ngắn nhất, hấp thu được toàn bộ linh khí, dùng để rèn luyện thần hồn. Hắn vậy rất muốn biết rõ linh khí này ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ, phong tỏa một cái phương vị. Nơi đó huyết mạch hơi thở 10 phần dày đặc, cơ hồ là từ thiên lên, thẳng tắp thêm sáng chói. Tựa hồ là phong ấn loại nào đó viễn cổ cự thú, hô khiếu chi thanh bên tai không dứt, nối thẳng vân tiêu, bát ngát thêm nguy nga. Chỗ tòa này di tích, là một tòa cổ xưa thành trì. Từ vòng ngoài tới xem, 10 phần nguy nga, vượt qua bọn họ trước đã gặp qua tất cả thành. Nếu như Diệp Thần không đoán sai, ở hoang cổ niên đại thời điểm, nơi này hẳn là một nơi cường thịnh vương triều thủ đô. Đứng ở thương khung đỉnh hướng xuống dưới nhìn lại, cổ thành tường thành giống như là một cái quanh co cự long, bò lổm ngổm ở cái này ở giữa thiên địa, xuyên qua bình nguyên, hoang mạc, núi rừng cùng nhiều loại địa hình, có thể dùng sơn hà tráng lệ tới hình dạng.